Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 19, chương 361, thiên cơ lâu, Lục Vĩnh lắc đầu sự tình phát sinh đột nhiên, thiên cơ lâu bên này còn không có ra được tin tức gì, ta cũng không biết đi đâu tìm người. Kim Dục cẩn thận suy nghĩ một chút nói, kinh thành như thế lớn, chúng ta không biết là ai đem hắn mang đi. Giấu ở nơi nào cũng không biết, không đầu không đuôi đi mù tìm, chính là mò kim đáy biển, còn dễ dàng bại lộ thân phận, lây nhiễm thượng thiên hoa, cùng nó chúng ta đi tìm người, không bằng để người kia mang theo long thiên thần tới tìm chúng ta. Đoạn Hồng Anh nhìn về phía nàng, làm sao để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Lương Nguyên lạnh nhạt nói, người kia chỉ là cướp đi Long Thiên Thần, không có giết hắn, cũng chính là không có hại hắn ý tứ, hoặc là lưu tính mạng hắn có cách dùng khác. Đậu mùa nếu là bất trị, Long Thiên Thần liền sẽ chết, người kia không nghĩ để Long Thiên Thần chết, liền sẽ bốn phía tìm đại phu trị liệu. Chúng ta có thể để thiên cơ lâu thả ra phong thanh, nói có thần y nhưng trị liệu đậu mùa người kia có thể sẽ đến tìm chỉ là khả năng không phải nhất định bởi vì bọn hắn chỉ là suy đoán cũng không xác định người kia mang đi long thiên thần mục đích đến cùng là cái gì cho nên tại thả ra phong thanh hấp dẫn người đồng thời còn phải làm tốt những tính toán khác bốn người thương lượng một phen liền rời đi ngõ nhỏ đi trước trong kinh thành thiên cơ lâu thiên cơ lâu ở vào trong kinh thành một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong kim dục ba người đi hơn một canh giờ mới vừa tới địa phương tiến vào hẻm nhỏ, tìm được một hộ bình thường phổ thông nhà nhỏ viện, Đoạn Hồng Anh liền thật tò mò, cái này cứ điểm cùng trước đó những cái kia không giống, đoạn đường này đến đây, nàng nhìn thấy cứ điểm không phải tử lâu, chính là khách sạn, mỗi một cái đều là sinh ý thịnh vượng chi địa, nàng nguyên lai tưởng rằng kinh thành cứ điểm sẽ càng thêm phồn hoa, sinh ý thịnh vượng, nhưng không có nghĩ đến, sẽ chỉ là một nhà tiểu nông viện. Lục Vĩnh quay đầu nói với nàng, cái tiểu viện này nhìn như không đáng chú ý, kỳ thật rất thu hút, ngươi quay đầu nhìn đằng sau, từ nơi này có thể nhìn thấy hoàng cung. Đoạn Hồng Anh quay đầu nhìn lại, thật đúng là nhìn thấy hoàng cung một góc, ta ở kinh thành ở nhiều năm như vậy, thế mà không biết có một chỗ như vậy. Đoạn Hồng Anh vỗ đầu nói, Lục Vĩnh cười hắc hắc, đây chính là chúng ta thiên cơ lâu chỗ lợi hại. Kim Dục nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi thật lợi hại, đừng nói, đi vào trước. Được rồi sư mẫu lục vĩnh một dây biến cung kính đi ra phía trước gõ cửa nghe được hắn gõ cửa tiết tấu đoạn hồng anh vừa lại kinh ngạc kim dục nói đây là mã mo đoạn hồng anh cái gì bốn mã kim dục cười nói chính là ám hiệu đoạn hồng anh nga một tiếng một bộ hiểu biểu lộ ám hiệu này tốt đặc biệt người bình thường không học được kim dục cười cười không nói gì cửa rất nhanh liền mở mở cửa là một năm nhẹ nam tử hắn tướng mạo bình thường khí chất cũng rất bình thường chợt nhìn liền cùng phổ thông nông gia tiểu tử không có gì khác biệt vừa mở cửa hắn liền lập tức nhìn về phía lương nguyên cùng kim dục đáy mắt nổi lên kích động ánh sáng lục vĩnh đẩy hắn ra đi một bên chớ cản đường nam tử cũng không khí ngoan ngoãn thối lui đến một bên ánh mắt mong đợi chờ lấy kim dục cùng lương nguyên đi tới lục vĩnh cũng lui sang một bên lương nguyên cùng kim dục trước hết nhất đi vào đi ngang qua nam tử kia bên người thời điểm, nam tử kích động thân thể run rẩy, lương nguyên ngừng tạm, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, vất vả, nam tử nháy mắt bị cảm động đến, lắc đầu, không, tiểu nhân không khổ cực, vì đại cục, cái gì trả giá đều đáng giá, lương nguyên nói, người nhà của ngươi đều rất tốt, chờ chuyện nơi đây làm xong, ta cho ngươi nghỉ ngơi, nam tử cảm động đến rơi nước mắt, kim dục cho hắn một cái túi nước, nơi này đầu trang là quê quán nước nam tử cao hứng nhận lấy lại là một phen cảm tạ đoạn hồng anh yên lặng nhìn xem cũng không nói gì trong lòng cảm thấy kim dục cặp vợ chồng đối đãi thuộc hạ là thật rất tốt chưa từng làm bộ làm tịch làm gì rất là thân hòa dạng này chủ tử quá hiếm thấy lục vĩnh nhìn xem kim dục đưa ra ngoài túi nước ánh mắt có chút lửa nóng nam tử phát hiện ánh mắt của hắn vội vàng đem túi nước giấu ra sau lưng trừng lục vĩnh liếc mắt không chút nào sợ cái này lâu chủ đối xử mọi người toàn bộ đi vào nam tử đóng cửa lại đóng cửa trước đó hắn trước cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn bốn phía một phen đóng cửa lại về sau nam tử bảo vệ chặt ở sau cửa lấy ra túi nước ngửi một cái nghe được kia cổ quen thuộc rõ ràng khí tức lộ ra vẻ say mê quê quán nước nghe đều hương trong tiểu viện không có người nào trong viện trồng điểm rau quả không có cái gì thượng vàng hạ cám hoa hoa thảo thảo rất bình thường, rất ấm áp, Lục Vĩnh đi ở phía trước dẫn đường, mấy người tiến vào một gian phòng ốc, trong phòng bày một tủ sách cùng một cái giường, Lục Vĩnh đi vào sẽ bị tấm đệm cùng ván giường xốc lên, Đoạn Hồng Anh mới phát hiện, dưới giường đúng là có động thiên khác, Lục Vĩnh dẫn đầu đi vào ám đạo, Lương Nguyên bọn người theo sau lưng, ám đạo bên trong có cầu thang, đi xuống dưới chừng 5 mét, Kim Dục mấy người liền thấy một chỗ bằng phẳng đường đi, thuận hành lang đi không đến nửa khắc đồng hồ mấy người liền đến đến một chỗ rộng rãi dưới mặt đất tiểu đào nguyên, nhìn thấy kia nở rộ đóa hoa cùng xanh đậm cỏ nhỏ, cùng đủ loại tinh xảo phòng ốc, đoạn hồng anh trợn mắt hốc mồm, đây chính là thiên cơ lâu sao, quả nhiên không tầm thường, lục vĩnh hô to một tiếng, bản lâu chủ trở về, còn không đều tranh thủ thời gian mau mau ra nên tiếp, trở về liền trở lại, hô cái gì hô. Một cái trâu ria đại hán dẫn đầu từ trong nhà đi ra, hùng hùng hổ hổ, đang muốn đổi lục vĩnh vài câu ngẩng đầu một cái nhìn thấy lương nguyên cùng kim dục lập tức liền bị kinh đến lão thiên gia của ta ta không phải đang nằm mơ chứ ta lại mơ tới chủ tử cùng chủ mẫu lục lâu chủ ngươi bộ này giá đỡ càng lúc càng lớn động một chút lại để chúng ta nên đón ngươi một người thư sinh ăn mặc công tử trẻ tuổi tay cầm cây quạt đi tới vừa nói hai câu liền đột nhiên sửng sốt ai nha nha chủ tử lâu chủ ngươi lại nhao nhao ta đi ngủ ta hừng đông mới trở về vừa nằm ngủ nha 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 a à, chủ tử chủ mẫu một cái vóc người uyển chuyển nữ tử đi đến thư sinh bên người mềm mặt tựa ở thư sinh trên thân ngáp một cái vừa quay đầu đối đầu kim dục nét mặt tươi cười như hoa dung nhan, cả kinh nháy mắt đứng thẳng người tinh thần phấn chấn hai mắt tỏa ánh sáng chủ tử ở đâu a à a à, thật là chủ mẫu Chủ mẫu khí chất càng ngày càng tốt, chủ tử thật đến rồi, càng ngày càng nhiều người từ trong nhà đi tới, nam nữ đều có, tất cả đều là người trẻ tuổi, lớn nhất không cao hơn 26 tuổi, bọn hắn nhìn thấy Kim Dục cặp vợ chồng nháy mắt, đều vạn phần kích động, tựa như nhìn thấy sùng bái đã lâu đại minh tinh, trên thực tế, Kim Dục vẫn thật là là thần tượng của bọn hắn. 32 cái thiên cơ lâu người tài ba tướng tài, toàn đến từ Minh Quốc là lương nguyên cùng kim dục tỉ mỹ bồi dưỡng được đến bên ngoài phấn đấu thiên tài người tài ba là minh quốc kiêu ngạo là minh quốc anh hùng bọn hắn chịu nhục tại xích vân quốc thành lập thiên cơ lâu thu thập đủ loại tình báo nhận hết bạch nhãn chỉ vì một cái tín niệm đó chính là thủ hộ minh quốc bảo hộ người nhà không để chủ tử chủ mẫu thất vọng bởi vì cái này tín niệm bọn hắn cố gắng đến bây giờ cứ việc người nhà cùng minh quốc bách tính cũng không biết bọn hắn trả giá bọn hắn cũng vẫn như cũ kiên trì, bọn hắn là anh hùng vô danh, nhìn thấy lúc trước được phái tới xích vân quốc người đều tại, không có tổn thất bất kỳ người nào, Kim Dục cùng Lương Nguyên rất là vui mừng, nhìn thấy những cái này ăn mặc khí chất mỗi người mỗi vẻ thiên cơ lâu người, đoạn hồng anh lại một lần nữa bị kinh ngạc ở, những người này nhìn xem đều không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng lại thu thập như vậy đa tình báo. Còn từng âm thầm trợ giúp thiên thần rất nhiều bận biệu, chủ tử, chủ mẫu, các ngươi mau mau mời đến, tiểu nhân rót trà cho ngươi, tiểu nhân cho chủ tử chủ mẫu giao cây quạt, tiểu nhân vừa vặn mua bánh ngọt, cái này lấy ra cho chủ tử chủ mẫu nếm thử, đi một bên, kinh thành bánh ngọt khó ăn như vậy, đừng lấy ra vũ nhục chủ tử cùng chủ mẫu vị giác, thiên cơ lâu mọi người đều nhiệt tình đến không được, sử xuất bản lĩnh giữ nhà đến hầu hạ kim dục cặp vợ chồng. Kim Dục cùng Lương Nguyên giống như đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, trên mặt không có quá lớn biểu hiện, bọn hắn khẽ mỉm cười, nhìn xem mọi người bận rộn, chênh lệch thời gian không nhiều về sau, Lương Nguyên mới nhàn nhạt mở miệng, đều an tĩnh, ầm ý hình tượng nháy mắt yên tĩnh mảnh im ắng. Lục vĩnh bọn người nhao nhao cung thuận nhìn về phía Lương Nguyên cùng Kim Dục, một giây trước còn muốn cùng chủ tử chủ mẫu làm bằng hữu, một giây sau liền biến thành thuộc hạ. Lương Nguyên nói, ta có việc cần các ngươi đi làm, việc này làm tốt, đều có ban thưởng ban thưởng hai chữ lập tức kích động đến thiên cơ lâu những người này, bọn hắn nhao nhao ánh mắt lửa nóng hỏi, chủ tử, chuyện gì cần chúng ta đi làm, ngài cứ việc nói, ta chờ nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không qua loa, lương nguyên lúc này mới đem dẫn xà xuất động kế hoạch nói, chương 362, là Long Thiên Thần sao, kinh thành nhiễm bệnh người quá nhiều, cứ việc quan binh đã tại ngày đêm không thôi bận rộn, nhưng vẫn là có không ít cá lọc lưới kinh thành bốn phía quan binh tuần tra cửa thành đóng chặt không tiến không ra bách tính xuất hành toàn bộ dùng khăn che mặt bịt lỗ mũi thấy người nào cũng là cẩn thận từng ly từng tí lẫn nhau đều mang khoảng cách ai cũng không tới gần ai người một nhà ăn cơm cũng cách khoảng cách có chút người ho khang thân thể có khó chịu liền sẽ bị vô tình ném ra ngoài cửa không phải sao một cái tiểu nữ hài liền bị người nhà từ trong nhà ôm ra ném lên mặt đất Mọi người trong nhà của nàng bịt lại miệng mũi ghét bỏ chỉ về phía nàng mắng to. Nha đầu chết tiệt kia, bồi thường tiền hàng, bệnh cũng không nói một tiếng, là muốn truyền cho người cả nhà sao? Ngươi cái tán tận thiên lương, cùng ngươi kia uất tức nương đồng dạng đáng ghét, ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương phải xa xa, nếu không lão nương đánh chết ngươi cái này sao tai họa. Mắng xong, mọi người trong nhà của nàng liền xoay người trở về phòng, tướng môn chăm chú đóng lại vô luận tiểu nữ hài như thế nào kêu khóc gõ cửa, người ở bên trong đều không có mở cửa, nữ hài bị triệt để vứt bỏ, ngồi sập xuống đất, mờ mịt nhìn lên bầu trời, không biết đi nơi nào, trong ánh mắt của nàng lộ ra bất lực, thân thể yếu đuối nhỏ, cực kỳ đáng thương, chợt, tiểu nữ hài đột nhiên ho khan, trên mặt chứng phát ban càng rõ ràng, nàng càng phát ra suy yếu, không bao lâu liền toàn thân phát nhiệt phát trung ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đi một mình đi qua, cúi đầu nhìn tiểu nữ hài liếc mắt thở dài một tiếng đưa tay đem nữ hài ôm lấy mang đi hắn vừa đi liền có một vị phụ nhân mở cửa mà ra sắc mặt nóng nảy tìm kiếm ta mai tỷ chút đấy các ngươi đem nữ nhi của ta ném đến đi đâu các ngươi những cái này tán tận thiên lương trả ta nữ nhi con gái của ngươi nhiễm đậu mùa không ném giữ lại hại chết chúng ta cả nhà sao không có lương tâm lão nương đây là tại cứu ngươi phòng bên trong một cái lão thái bà phá mắng lấy, phụ nhân không có phản ứng nàng, chỉ là một lòng tìm kiếm nữ nhi, miệng bên trong một mực lẩm bẩm nữ nhi danh tự, hàng xóm nhìn không được, mở cửa sổ đối phụ nhân nhỏ giọng nói. Bên ta mới nhìn đến một cái nam nhân đem Mai Tỷ Nhi mang đi, hướng bên kia đi, ngươi bây giờ đuổi theo, hẳn là có thế đuổi kịp. Đừng cho người khác nói là ta cho ngươi biết, không phải ngươi bà bà trở về nhà ta náo, ta không nói, ta không nói, Cảm ơn ngươi, tạ ơn. Phụ nhân vô cùng cảm kích, hướng phía hàng xóm chỉ phương hướng đuổi theo. Phụ nhân bà bà mở cửa mà ra, thấy phụ nhân không gặp, cũng không có đi tìm người, để người đem con của mình ngăn lại, mắng âm thanh không may, liền đem cửa đóng lại. Phụ nhân tìm hồi lâu, mới nhìn đến một cái nam tử, trong tay người kia ôm lấy một đứa bé, chính là nàng kia mới 5 tuổi nữ nhi Mai tỷ, phụ nhân sốt ruột tiến lên. Nam tử ôm lấy Mai tỷ nhi tiến vào một gia đình, cửa biển bên trên viết Diệp phủ hai chữ. Phụ nhân xông vào, "Ngươi trả cho ta nữ nhi, trả ta, ngươi đang làm cái gì, không được nhúc nhích nữ nhi của ta. Đừng quấy rầy anh ta cùng chị dâu ta, bọn hắn là tại cho ngươi nữ nhi chữa bệnh, con gái của ngươi bệnh lại không trị, sẽ chết." Phụ nhân rất nhanh liền an tĩnh lại, trong viện tĩnh lặng lẽ, lặng lẽ, chỉ có đại phu cho bệnh nhân chữa bệnh rất nhỏ tiếng vang cũng không biết trải qua bao lâu, tiếp tục phát nhiệt thật lâu mai tỷ nhi mới lui nóng, người thanh tỉnh lại, trên mặt có chút huyết sắc, phụ nhân bị kinh hỉ đến. Tây nhai trong ngõ nhỏ xuất hiện một vị có thể trị liệu đậu mùa thần y sự tình rất nhanh liền ở kinh thành bốn phía truyền ra, ta tận mắt thấy, kia đại phu tuổi quá trẻ, y thuật cao siêu, chỉ là hai lần, liền chữa khỏi bệnh của nữ nhi ta, thật đúng là, con gái của ngươi trước đó đều bị ném, nhanh mất mạng trên mặt tất cả đều là đỏ u cục toàn thân nóng hổi như lửa hiện tại người không bỏng cũng tinh thần đỏ u cục còn biến mất rất nhiều thật sự là kỳ tích a trong cung nhiều như vậy thái y trong kinh thành nhiều như vậy đại phu đều không thể khống chế lại đậu mùa trong cái ngõ kia nhỏ đại phu liền chữa khỏi khó lường a quá tốt chúng ta có thể cứu ta cái này đi tìm thần y xem bệnh ngươi lại không có lây nhiễm đậu mùa đi xem cái gì bệnh tin tức này lan truyền nhanh chóng, truyền đến cái nào đó trong phủ đệ. Đây là một hộ cực kỳ giàu có thương nhân người ta, trong nhà hơn trăm người miệng, ngày xưa đều rất náo nhiệt. Gần đây bởi vì đậu mùa quan hệ, nhà này người tất cả đều đóng cửa không ra, riêng phần mình đợi ở trong phòng của mình, trừ ăn ra uống chính là ngủ. Một cái không đáng chú ý trong phòng, Long Thiên Thần nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy chứng phát ban, trên thân điểm đỏ một mảnh, toàn thân nóng hổi, thoi thóp bên giường ngồi một cái nam nhân người này thân hình cao lớn nhìn thấy long thiên thần bộ dáng này thẳng thở dài vương gia ngươi cũng không thể như thế chết rồi ngươi phải kiên trì không phải ta chẳng phải là bạch cứu ta thế nhưng là vì ngươi mới đến kinh thành cái này nước sôi lửa bỏng chi địa nghe nói tây nhai bên kia xuất hiện cái thần y cũng không biết có phải là thật hay không nếu là giả đi ra liền bại lộ nhưng là được rồi ngươi đều nhanh chết rồi ta nghĩ lại nhiều cũng là dư thừa lập tức chính là phải đem trị cho ngươi tốt đi ta cái này dẫn ngươi đi tìm thần y ngươi cho ta chịu đựng ngàn vạn không thể chết ngươi chết rồi liền rốt cuộc không gặp được đoàn cô nương nàng còn đang chờ ngươi đây cùng lúc đó trong hoàng cung dân gian tin tức cũng truyền vào long thiên vũ trong tai thật có dạng này thần y sao long thiên vũ rất hoài nghi thái giám nói bất kể có phải hay không là thật Đi thăm dò một chút liền rõ ràng, đậu mùa một ngày chưa trừ diệt, bách tính khó có thể bình an. Khụ khụ khụ. Long Thiên Vũ nhịn không được ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt, trên da thịt chứng phát ban liếp nha liếp nhít. Thái giám vội vàng đi bưng một chén nước ấm tới. Long Thiên Vũ uống một ngụm, mới nói: để người âm thầm điều tra một phen. Như vị thần y kia thật có năng lực này, lập tức đón hắn vào cung vì trẫm trị liệu, trẫm trùng điệp có thưởng, nô tài tuân mệnh. Tây nhai trong ngõ nhỏ, kim dục, lương nguyên, đoạn hồng anh đổi trang dung, đem tinh xảo quý khí dung nhan che lấp tại dịch dung bí thuật phía dưới, cách ăn mặc thành dung mạo nhìn như phổ thông, lại có loại ẩn thế cao nhân khí chất bộ dáng, bọn hắn mặc vải thô quần áo, tại viện, tử bên trong làm lấy giặt quần áo nấu cơm phơi dược liệu Việt. Đoạn hồng anh bên cạnh quét rác bên cạnh nói thầm, đều ba ngày, còn không người đến, người kia là không nghĩ để thiên thần sống sao kim dục bên cạnh phơi dược liệu vừa nói đừng nóng vội mới ba ngày mà thôi kinh thành như thế lớn lại là đặc thù thời kỳ tin tức truyền bá tốc độ không có nhanh như vậy trong vòng bảy ngày nếu vẫn chờ không được người ta liền thi triển kế hoạch thứ hai thứ hai nếu là còn không được vậy liền thứ ba dù sao ta trong đầu kế hoạch có rất nhiều cái này không được liền đổi một cái nàng ngừng tạm lại nói không đến cuối cùng tuyệt không thể từ bỏ trừ phi đoạn hồng anh ngữ khí sa sút đau thương mà nói, trừ phi nhìn thấy thiên thần người hoặc là thi thể, bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh truyền đến, nhĩ lực tốt nhất lương nguyên từ nhà bếp bên trong đi ra đến, cầm trong tay một cái thìa sắt, trên lưng còn buộc lấy tạp về, có người đến, chuẩn bị sẵn sàng, thanh âm hắn rơi xuống, chỗ tối người đều cảnh giác lên, thu liễm khí tức, đem tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, đoạn hồng anh đem cái chổi ném một cái, đi đến kim dục bên người, Kim Dục nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía đóng chặt cửa. Lương Nguyên vốn muốn đi mở cửa, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đi trước đem sắc môi cất kỹ, tạp về gỡ xuống, làm xong những cái này, lại từ nhà bếp ra tới, còn chưa đi tới cửa, liền có gõ cửa vang lên. Xin hỏi có người ở nhà sao? Thanh âm này có chút quen tai. Lương Nguyên lông mày gãy nhẹ, chờ mấy giây, mới đi đi qua giữ cửa từ từ mở ra, một cái đầu mang mũ rộng vành nam nhân đứng tại cổng sau lưng đặt lấy một cổ xe ba gác, trên xe ba gác nằm một người, giống như hắn, đều là mặt vải thô y phục, nông gia tự cách ăn mặc, nam nhân cuối thấp đầu, lương nguyên thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng thân hình hắn rất cường tráng, khá quen, ngươi tìm ai? Lương nguyên nhàn nhạt hỏi, người kia ngẩng đầu, lộ ra bị râu ri che đậy mặt, ta tìm dịp đại phu, đệ đệ ta sinh bệnh, rất nghiêm trọng, khác đại phu đều trị không hết, nghe nói nơi này có vị dịp đại phu y thuật rất cao siêu ta nghĩ mời dịp đại phu giúp ta đệ đệ nhìn xem lương nguyên yên lặng nhìn hắn nửa ngày mới nói ta chính là dịp đại phu ngươi trước tiên đem đệ đệ ngươi mang vào nhưng cần ta hỗ trợ nam nhân nói không cần một mình ta là được nam nhân quay người liền đi đem trên xe ba gác người ôm lấy đi theo lương nguyên vào cửa cửa bị đóng lại nam nhân nhìn lương nguyên liếc mắt không nói thêm gì chỉ cảm thấy Vị này Diệp Đại Phu nhìn xem có chút kỳ quái, có điều, trên thân ngược lại là không có nguy hiểm gì khí tức. Trong tay nam nhân ôm nam tử làn da ngâm đen, trên mặt đều là chứng phát ban, gầy yếu không chịu nổi, cùng Long Thiên Thần một điểm chỗ tương tự đều không có. Lương Nguyên không thể xác định thân phận của người này, hắn lặng yên làm thủ thế, để chỗ tối người án binh bất động, mang theo nam nhân tiến một gian phòng ốc, cho bệnh nhân chẩn bệnh, kim dục cùng đoạn Hồng Anh ở một bên hầu hạ đoạn hồng anh bưng nước trà thời điểm, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ nhìn nhiều kia nằm ở trên giường bệnh nhân, chợt, nàng nhìn thấy bệnh nhân kia chỗ cổ tay một nốt ruồi, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chương 363, thế nào lại là các ngươi, đoạn hồng anh không chút biến sắc rời khỏi gian phòng, đi vào phơi dược liệu địa phương, giữ chặt kim dục tay áo, cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kim dục lập tức hiểu ý, đi vào bệnh nhân trong phòng lương nguy ngay tại cho bệnh nhân bắt mạch nam nhân kia liền đứng ở một bên kim dục không nhanh không chậm đi qua đứng tại nam nhân bên người trên thân như có như không mùi thơm ngát bay vào nam nhân chóp mũi nam nhân hoảng hốt dưới lập tức sắc mặt đại biến nháy mắt kịp phản ứng một quyền sông kim dục đập tới kim dục duỗi ra mang theo tơ vàng găng tay tay ngăn trở nam nhân nắm đấm thân hình chỉ lui ra phía sau hai bước nam nhân kinh hãi còn muốn lại động thủ lại phát hiện toàn thân bủn rủng bất lực hỗn đản đánh không lại liền dùng xuống độc loại này thủ đoạn hèn hạ các ngươi là ai phái tới tiếp động trong cơn giận dữ nam nhân không tiếp tục tận lực áp chế thanh tuyến bại lộ nguyên bản thanh âm kim dục cùng lương nguyên nhướng mày lương nguyên nói diêm tướng quân nam nhân phá mắng cái gì diêm tướng quân quỷ tướng quân lão tử không phải lão tử là gia gia ngươi ách nam nhân còn chưa nói xong lương nguyên liền lấy xuống trên mặt mặt nạ da người lộ ra lúc đầu khuôn mặt kim dục cũng giống như vậy nam nhân nhìn trong miệng nháy mắt bị nghẹn lại hắn vui mừng nói lương 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 tiểu huynh đệ kim cô nương thế nào lại là các ngươi các ngươi các ngươi thế nào người bắt lấy hay chưa đoạn hồng anh chạy vào nhìn thấy kim dục cùng lương nguyên gỡ xuống mặt nạ da người kinh hãi các ngươi làm cái gì kim dục chỉ vào đoạn hồng anh đối diêm tùng nói nàng là đoạn hồng anh chúng ta biết được long thiên thần tình cảnh chuyên tới để cứu người một câu đơn giản lời nói liền giải thích rõ ràng bọn hắn tại sao tới nơi này diêm tùng ánh mắt cảnh giác bên trong nháy mắt bắn ra kinh hỉ quá tốt các ngươi đến quá là thời điểm đoạn hồng anh vẫn là rất mộng không phải giọng nói của người này làm sao như thế quen tai giống như là diêm tùng cũng nghe ra đoạn hồng anh thanh âm kích động nói, ta là ngươi Diêm Thúc Thúc, có thế không quen sao? Đoạn Hồng Anh, Kim Dục cho Diêm Tùng giải độc, Diêm Tùng dùng chủy thủ cạo sạch sẽ trên mặt nồng râu ria, lại tẩy sạch sẽ đen thui làn da, gỡ xuống lung tung ngổn ngang giả vết sẹo, lộ ra lúc đầu diện mục, vẫn thật là là Diêm Tùng. Chỉ là cùng trước kia Kim Dục nhận biết Diêm Tùng so sánh, hiện tại cái này Diêm Tùng già nua rất nhiều, đều có tóc trắng, trên mặt đều là tiều tụy, quả thật là Diêm Thúc Thúc, đoạn hồng anh kinh hỉ vạn phần, cho nên, xông vào tiêu giao vương phủ cướp đi thiên thần, chính là Diêm Thúc Thúc ngươi. Diêm Tùng cười hắc hắc gật đầu, cũng không chính là ta sao, ta nghe nói hắn nhiễm đậu mùa, sắp chết, liền len lén lẻn vào kinh thành, đi vương phủ nhìn một chút, vừa vặn đụng tới một người thị vệ muốn hạ độc chết tiêu giao vương, ta liền đem người cứu. Kim Dục cùng đoạn Hồng Anh chấn kinh, có người muốn độc hại thiên thần. Diêm Tùng nghiêm túc nói, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, thị vệ kia bị ta bắt về sau, liền uống thuốc độc tự sát, ta không có thể hỏi ra hắn là thù ai sai sử, tránh vương gia lần nữa bị hại, ta liền đem người cho mang ra ngoài. Bên cạnh hắn không có đại phu, dân gian đại phu y thuật cũng không bằng thái y, nếu không phải có người muốn độc hại long thiên thần, hắn là sẽ không đem người mang ra, lưu tại vương phủ bên trong chờ thái y trị liệu, dù sao cũng so hắn chẳng có mục đích tìm khắp nơi đại phu mạnh đem long thiên thần từ vương phủ mang ra cũng là bị bất đắc dĩ là ai yếu điểm thiên thần chẳng lẽ là tên cẩu hoàng đế kia đoạn hồng anh cắn răng nói kim dục nói hẳn không phải là hắn nếu thật muốn muốn long thiên thần trực tiếp hạ lệnh lấy tội mưu phản đem hắn xử tử là được hoặc là đem hắn nhét vào trong lao tự sinh tự diệt không cần đến hao hết tâm lực đem người từ trong lao thả ra để thái y trị liệu hạ độc hẳn là một người khác hoàn toàn nàng nghĩ đến thiên cơ lâu lúc trước đưa tới tin tức, Long Thiên Vũ sở dĩ sẽ hoài nghi Long Thiên thần mưu phản, là có người cho Long Thiên Vũ báo tin, cho nên Long Thiên Vũ mới có thể để người âm thầm đi thăm dò tiêu giao vương phủ, tìm tới tàn long bào địa phương, kia báo tin người đến tột cùng là ai, này một ít, thiên cơ lâu không tìm ra manh mối. Mà Long Bào đến cùng có phải hay không Long Thiên Thần cất giấu, Thiên Cơ Lâu cũng không biết, dù sao Long Bào chính là xuất hiện tại tiêu giao vương phủ bên trong. Kim Dục vuốt cầm nói, ta hoài nghi cho Long Thiên Thần hạ độc người kia, hẳn là cái kia cho cẩu hoàng đế báo tin người, cái gì báo tin? Diêm Tùng cùng đoạn Hồng Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Kim Dục nghĩ nghĩ, vẫn là đem báo tin sự tình nói cho bọn hắn. Diêm Tùng hai người nghe vậy, càng thêm phẫn nộ, người kia đến cùng là ai? Đoạn Hồng Anh lạnh chìm mà nói, như thế nói đến, người hạ độc thật là có có thể là người kia, người kia ngay từ đầu chính là hướng về phía thiên thần đến, hắn không chỉ có để cẩu hoàng đế cùng thiên thần trở mặt thành thù, còn muốn thiên thần tính mạng, người này, ta nhất định phải điều tra ra, đem hắn chém thành muôn mảnh, diêm tùng siết chặt nắm đấm, nhất định phải tra, chơi chết hắn, nhưng làm sao tra, kim dục thản nhiên nói, tiếp tục dùng hết biện pháp, dẫn xà xuất động, diêm tùng nga một tiếng, chính là đối phó ta biện pháp này biện pháp này tốt cứ làm như thế đoạn hồng anh liếc hắn liếc mắt diêm thúc thúc ngươi lần này chủ quan chúng ta nếu là người xấu ngươi cái này dạng tùy tiện đến đây liền xong đời diêm tùng khẽ nói ta cũng không phải một người đến còn nửa trên người ta còn có cái này đâu hắn xốc lên áo ngoài của mình lộ ra cột vào trên người hắc hỏa cầu cái đồ chơi này là từ ta dùng nhiều tiền từ thiên cơ lâu mua lực sát thương đặc biệt cường đại các ngươi nếu thật là địch nhân ta liền nổ chết các ngươi." Kim Dục nhìn xem kia hắc hỏa cầu, rất muốn nói, "Diêm tướng quân, cái đồ chơi này nhưng thật ra là nhà ta xuất phẩm, Thiên Cơ lâu biết ngài là ta cùng tướng công che chở người, cho nên mới sẽ bán cho ngươi, không phải bọn hắn mới có thể để loại vật này xuất hiện tại cái khác quốc gia đâu, đây là bọn hắn Minh Quốc vũ khí bí mật." Đương nhiên, lời này Kim Dục không nói ra, vẫn là bảo trì một điểm thần bí cho thỏa đáng. Diêm Tùng đắc chí hồi lâu, liền nói, ta đi bên ngoài cùng ta người nói một chút, các ngươi tiếp tục trị liệu Vương gia, nhất định không thể để cho hắn chết rồi, hắn là cái người đáng thương a." À. Hắn nói liền đi ra ngoài, Kim Dục cùng Đoạn Hồng Anh đi bệnh nhân phòng, Lương Nguyên ngay tại cho Long Thiên thần trị liệu, có trước đó Mai tỷ nhi kinh nghiệm, tăng thêm mấy ngày nay một mực có thiên hoa bệnh nhân đưa ra luyện tập, Lương Nguyên trị liệu đậu mùa thủ pháp so trước kia rất quen rất nhiều, làm một loạt ngoại thương trị liệu về sau, lương nguyên cho long thiên thần ăn hắn cùng kim dục tự chế đậu mùa giải độc hoàng cái này thuốc mai tỷ nhi nếm qua hiệu quả có một chút nhưng không phải rất mạnh khôi phục thời gian dài cần lại tăng cấp mới được uống thuốc uống nước linh tuyền long thiên thần mới dần dần lui nóng trên thân che kín mồ hôi hô hấp mạnh mẽ chút đoạn hồng anh thấy rất là đau lòng khóc mắt bất tri bất giác liền ước ác nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia phong nhã hào hoa hăng hái anh tuấn nam nhân sẽ tại ngắn ngủi một hai năm thời gian bên trong biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ long thiên vũ cẩu hoàng đế ngươi thật là ác độc tâm a à. lương nguyên vừa cho long thiên thần trị liệu xong đại môn liền bị gõ vang kim dục nguyên lai tưởng rằng là diêm tùng trở về vừa định đi mở cửa nào có thế đoán được bên ngoài vang lên thanh âm lại không phải diêm tùng xin hỏi Diệp Đại Phu có ở nhà không? Thanh âm này rất lạ lẫm, Kim Dục cảnh giác từ khe cửa khe hở mắt nhìn, thấy mặt ngoài đứng chính là một đôi mặt phổ thông vợ chồng, trên thân cấu kết bệnh dấu hiệu, giống như là từ nơi đó trốn tới tiền y, liền đem cửa mở ra, ở, các ngươi tìm Diệp Đại Phu chuyện gì? Hai vợ chồng bên trong thê tử thanh âm khàn khàn nói, chúng ta là đến cầu y, vừa dứt lời dưới, liền té xỉu ở cổng, nàng nam nhân cũng không thể chịu đựng, cùng nàng cùng một chỗ ngã trên mặt đất, chỉ là nam nhân không có triệt để ngất đi, tay thật chặt nắm lấy thê tử không thả. Chương 364, đi cho Long Thiên Vũ trị liệu, Hoàng thượng, ra rõ ràng, kia tây nhai ngõ nhỏ dịp thần y, quả nhiên là có chút bản lãnh, chỉ là cái này người rất cao ngạo, không sợ quyền thế, thả ra lời nói, người xin chữa bệnh vô luận là ai, đều phải mình tự thân tới cửa, hắn không ra xem bệnh, lại tới cửa cầu y người, không thể gây thương nhà hắn người, thái độ cần thành khẩn, không thể lấy thân phận đè người, nếu không hắn liền bất trị. Thái giám vội vàng tiến vào ngự thư phòng, tại Long Thiên Vũ bên tai nói, mang bệnh phê chữa tấu chương Long Thiên Vũ thần sắc âm trầm, giá đỡ ngược lại là rất lớn, trẫm thân thể ôm việc gì, không cách nào ra ngoài, nhất định phải để hắn tự mình đi một chuyến, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Hai cái người áo đen không biết từ chỗ nào lóe ra đến, quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn. Thái giám bị hai cái này xuất quỷ nhập thần người áo đen giật nảy mình, kịp thời che miệng không có để cho mình kêu ra tiếng. Long Thiên Vũ đối hai người kia nói, các ngươi đi một chuyến tây nhai nhỏ nhỏ, đem dịp thần y cho mời đến, không mời được liền dùng buộc. Hắn đường đường một cái đế vương, còn hô bất động một cái dân gian đại phu. Long Thiên thần tình huống không tốt lắm, uống thuốc chỉ là lui nóng, nhưng không thấy tỉnh lại, hắn tự hồ là không nguyện ý tỉnh lại kim dục đem đoạn hồng anh kêu đến nói hắn tâm bị tổn thương thấu tâm chết rồi cho nên không nghĩ tỉnh lại ngươi là người hắn thích ngươi hắn có lẽ sẽ nghe ngươi cùng hắn trò chuyện đem hắn tỉnh lại nếu vẫn không được chúng ta lại nghĩ biện pháp khác đoạn hồng anh gật đầu được kim dục cùng lương nguyên ra phòng đóng cửa lại phòng bên trong chỉ còn lại đoạn hồng anh cùng long thiên thần đoạn hồng anh chậm rãi tới gần long thiên thần giường ngồi tại bên giường giữ chặt hắn tay nhìn xem hắn chật vật dung nhan thiên thần ta trở về tới cứu ngươi ta tìm được minh quốc cũng nhìn thấy lương nguyên cùng kim dục bọn hắn rất tốt giống như ta bọn hắn đều rất quan tâm ngươi biết ngươi xảy ra chuyện cùng ta cùng đi cứu ngươi chúng ta đều hy vọng ngươi thật tốt ngươi đừng ngủ nhanh lên tỉnh lại có được hay không ta cầu ngươi ta không thể không có ngươi ngươi đã nói sẽ thật tốt còn sống sẽ nghĩ biện pháp tới tìm ta ngươi không có làm được ngươi gạt ta, gạt ta, đoạn hồng anh dần dần khóc không thành tiếng, cũng không đoái hoài tới có thể hay không bị truyền nhiễm, trực tiếp gỡ xuống khăn che mặt, cuối người tại Long thiên thần trên môi rơi xuống một hôn, ngươi cho ta sống thật khỏe, ngươi nếu là còn như vậy tử ngủ say đi, vậy ta liền bồi ngươi cùng một chỗ, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử, nàng nói một tràng. Nhưng Long Thiên Thần vẫn là không có phản ứng, đoạn Hồng Anh tức giận, trực tiếp thả ngoan thoại, Long Thiên Thần, ta mang thai, mang người khác hài tử, ngươi lại không tỉnh lại, ta liền tùy tiện tìm người giả, sau đó ta, đừng nói, suy yếu thanh âm thàn thàn bỗng nhiên vang lên, ta không có, chết bệnh, cũng phải, bị ngươi, tức chết, đoạn hồng anh kinh hỉ vạn phần, ngươi tỉnh, thiên thần, ngươi tỉnh, a a, dục tỷ tỷ, các ngươi mau tới, thiên thần tỉnh, hắn tỉnh. Đoạn Hồng Anh kích động ôm một hồi Long Thiên Thần, sau đó cũng mặc kệ Long Thiên Thần là cái gì phản ứng, liền buông ra hắn, đứng dậy đi ra cửa tìm Kim Dục. Long Thiên Thần nâng tay lên lúng túng dừng ở giữa không trung, cười khổ, "Ta bây giờ còn chưa có ngươi dục tỷ tỷ trọng yếu sao?" Kim Dục, Lương Nguyên, Diêm Tùng rất nhanh liền đi theo Đoạn Hồng Anh tới, nhìn thấy Long Thiên Thần mở hai mắt ra, hư nhược quay đầu nhìn qua, ba người đều nở nụ cười. Sống Diên Tùng vỗ tay bảo hay, vương gia, ngươi cái mạng này cuối cùng bảo trụ. Kim Dục cười nói, tỉnh liền tốt, có lời gì Nhi nói thẳng, đừng chôn ở trong lòng để cho mình ngủ say, trên đời này còn có rất nhiều người lo lắng ngươi. Lương Nguyên thản nhiên nói, ngươi ca khốn nạn cũng không phải một hai ngày, vì hắn đem mình dày vò thành dạng này, không có tiền đồ, tranh thủ thời gian cho ta tốt, vì cứu ngươi, ta phí hết lớn tâm lực, cho ngươi ăn thuốc cũng đắt đến muốn chết, sau khi khỏi bệnh kiếm tiền trả ta. Long thiên thần nhếch nhếch miệng, nga một tiếng, lương nguyên hừ nhẹ một tiếng, đi qua cho hắn bắt mạch, lại xem xét trên người hắn tình huống, tiếp tục dùng thuốc, sẽ tốt. Hắn vỗ nhẹ Long thiên thần bả vai, có ta thiên hạ này để nhất thần y tại, ngươi chết không được, tỉnh lại, dưỡng tốt bệnh đi đem ngươi ca đánh một trận. Ngoài cửa, chợt có âm thanh truyền đến, chủ tử, kim dục nhìn bên ngoài liếc mắt, sau đó đi tới cùng Lương Nguyên thấp giọng nói một tiếng, Lương Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đối Long Thiên thần nói, không cần chờ ngươi khôi phục, ta hiện tại liền đi đánh ngươi ca, cho ta mình ra cái khí. Dứt lời, liền không lại quản Long Thiên thần, quay người liền ra ngoài. Kim Dục đối Đoạn Hồng Anh nói, ngươi cùng Diêm Tướng quân chiếu cố tốt Thiên thần, ta cùng ta tướng công đi ra ngoài một chuyến. Đoạn Hồng Anh cũng không hỏi bọn hắn đi làm cái gì, gật đầu đáp ứng. Diêm Tùng cũng không hỏi nhiều đi thôi đi thôi vương gia không có việc gì ta viên này tâm liền có thể buông xuống hô phải thật tốt nghỉ ngơi một chút nhanh mệt chết long thiên thần chợt nói đánh có thể nhưng không thể chơi chết hổ phù trong tay hắn kim dục nhíu mày quay đầu nhìn long thiên thần long thiên thần nhưng không có tiếp tục nói nữa kim dục gật đầu được kim dục rất nhanh liền đi đi trước một cái phòng dịch dung mới ra ngoài đi tìm lương nguyên đến lúc đó chỉ thấy đồng dạng dịch dung lương nguyên đang cùng hai cái người áo đen nói chuyện, hai người kia bên trong, có một người thân hình nhìn rất quen mắt, kim dục nhìn kỹ một chút, rất nhanh liền nhận ra hắn, nàng không chút biến sắc đi ra phía trước, đứng ở lương nguyên bên cạnh, kia hai cái người áo đen nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, tuyệt không nhiều lời, lương nguyên đối kim dục nói, bọn hắn là đến mời ta đến khám bệnh tại nhà, nương tử, cứu người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Dù sao đêm nay chúng ta cũng không có bao nhiêu sự tình, liền bồi người ta đi một chuyến đi, Kim Dục ôm Nhu mà cười cười, "Tốt, ta đều nghe Tướng công." Thấy Lương Nguyên phải mang theo thê tử của mình, hai cái người áo đen nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì. Kim Dục cặp vợ chồng rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng, trên lưng một cái cái hồng thuốc, liền theo người áo đen ra cửa, ngồi lên xe ngựa, hai người liền bị miếng vải đen bịt kín con mắt, chạy gần một canh giờ hai người mới tại người áo đen an bài xuống xuống xe ngựa trên ánh mắt miếng vải đen vẫn như cũ không bị gỡ xuống hai người sờ soạn đi theo người áo đen đi hai khắc đồng hồ về sau mới ngừng lại được miếng vải đen bị gỡ xuống bọn hắn phát hiện mình thân ở một chỗ xa hoa trong phòng lương nguyên dò xét phòng này liếc mắt lại không phải đế vương tẩm cung chỉ là một cái bình thường nhà giàu sang chỗ ở hắn cùng kim dục liếc nhau lập tức liền minh bạch nơi đây là Long Thiên Vũ để người cố ý bố trí, hắn không nghĩ để bọn hắn biết thân phận của hắn. Lương Nguyên đáy lòng cười nhạo, ngu xuẩn, người áo đen còn chưa tiến vào ngõ nhỏ, liền bị thiên cơ lâu người phát hiện, cho nên vợ chồng bọn họ hai người, đã sớm biết hắc y nhân thân phận, bây giờ chẳng qua là phối hợp với tới mà thôi, không thể không nói. Một thế này Long Thiên Vũ, làm mấy năm hoàng đế, không chỉ có đã mất đi bản thân, liền đầu óc đều không có, tự tư tự ngạo đến không nhân tính, còn sủng muốn chết. Lương Nguyên khịt mũi coi thường, càng phát ra xem thường người này, kiếp trước chỗ trải qua hết thảy, cái gì huynh đệ, cái gì quân thần, trong lòng hắn, sớm đã hóa thành mây khói, một thế này Long Thiên Vũ, sẽ chỉ là hắn muốn trừ bỏ giả tâm người, cùng lên đến. Hai cái người áo đen thản nhiên nói, dẫn đầu đi đến phía trước, Lương Nguyên cùng Kim Dục đi theo phía sau bọn họ, rất nhanh, liền thấy bị màu vàng màn che che giấu trên giường lớn, nằm một bóng người, người kia che kính chăn mỏng, thấy không rõ khuôn mặt, một người áo đen tiến lên, cung kính hành lễ, nói: "Chủ tử, đại phu đến, phải chăng hiện tại liền cho ngài bắt mạch?" Trên giường người kia nhàn nhạt dạ, sau đó duỗi ra một con trắng nõn khớp xương rõ ràng tay. Chương 365: Thiên ngoại phi thạch, Lương Nguyên biết giờ phút này nằm trên giường người này chính là Long Thiên Vũ. Lương Nguyên sắc mặt rất bình tĩnh, hắn ngồi tại người áo đen nhất đến trên ghế, đưa tay khoác lên con kia trắng nõn trên cổ tay, tâm tính bình tĩnh vì đó bắt mạch, không có gì bất ngờ xảy ra, Long Thiên Vũ quả thật như trên tình báo nói tới đồng dạng, nhiễm lên đậu mùa, chỉ là hắn tình huống muốn so Long Thiên thần tốt hơn nhiều, dù sao mỗi ngày đều có nhiều như vậy Thái Y trông coi, chỉ là đậu mùa loại này bệnh rất kỳ lạ, Thái Y chưa hề gặp qua, y thuật lại thế nào lợi hại cũng trị không hết, chỉ có thể dùng dược vật cho Long Thiên Vũ áp chế, để hắn dễ chịu một chút, nhưng chứng phát ban nhưng không có biến mất, không chỉ có không có biến mất, sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu, chuyển hóa thành mụn mũ bọc đầu đen chẩn. Lương Nguyên lạnh nhạt nói, vị bệnh nhân này, người lây nhiễm chính là đậu mùa, có thể hay không để ta nhìn ngươi mặt, người ở bên trong thu tay lại, do dự trong chốc lát, mới mở miệng, được. Hai cái người áo đen lập tức tiến lên đây xốc lên màn che người kia từ trên giường đứng dậy, lộ ra mình dung nhan. Lương Nguyên nhìn thoáng qua, quả nhiên là Long Thiên Vũ. Phía sau hắn Kim Dục quét mắt Long Thiên Vũ bộ dáng, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, thật thảm, trên mặt đã lên mụn mũ bọc đầu đen chẩn, về sau chữa khỏi, cũng sẽ lưu lại vết sẹo, nên, Lương Nguyên cũng rất cười trên nỗi đau của người khác, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra, hắn cẩn thận cho Long Thiên Vũ kiểm tra một phen, mới bình tĩnh nói, vị này lão gia bệnh tình không phải rất nghiêm trọng, có thể trị, nhưng có khả năng sẽ lưu lại di chứng. Long Thiên Vũ nhíu mày, cái gì di chứng? Lương Nguyên nói, dung nhan sẽ có ảnh hưởng, ngươi trên mặt mụn mũ bọc đầu đen quá nghiêm trọng, lại còn dùng tay cào qua, chữa khỏi sẽ lưu lại một chút vết tích. Long Thiên Vũ sắc mặt càng khó coi hơn, cũng liền nói, trẫm, Ta sẽ hủy dung, Lương Nguyên nói, sẽ có một điểm, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng long thiên vũ kích động nói không được ta không thể hủy dung ngươi nhất định phải chữa khỏi mặt của ta không thể lưu lại vết sẹo lương nguyên nói thật có lỗi ta làm không được đậu mùa vốn là một loại rất hung ác bệnh truyền nhiễm cùng ôn dịch một cái dạng rất khó trị liệu ta có thể trị hết đậu mùa bệnh nhân dựa vào là gia truyền bí phương cũng chỉ là có thể trị hết đậu mùa mà thôi không cách nào làm cho bệnh nhân triệt để khôi phục như lúc ban đầu Long Thiên Vũ siết chặt nắm đấm, thở mạnh mấy lần, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ta biết, trị cho ngươi đi, hiện tại liền trị, thân là đế vương, hắn không thể chứa ngang có hủy, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, hắn chỉ có thể trước giữ được tính mạng lại nói, vậy ta liền bắt đầu chữa bệnh. Lương Nguyên thản nhiên nói, Kim Dục lập tức đem cái hồng thuốc cầm lên đến đây. Người áo đen toàn bộ hành trình, nhìn chầm chầm lương nguyên trị liệu, quá trình bên trong, long thiên vũ không trên một tiếng lương nguyên cũng không có một câu nói nhảm kim dục toàn bộ hành trình làm một người trợ thủ rõ ràng một viên thuốc liền có thể giải quyết sự tình lương nguyên quả thực là kéo dài một khắc đồng hồ làm xong trị liệu lưu lại một đạo đơn thuốc lương nguyên nhấc lên cái hòng thuốc liền phải mang theo kim dục trời đi long thiên vũ chợt mở miệng dịp đại phu ta đột nhiên phát hiện thân hình của ngươi nhìn rất quen mắt còn có con mắt cũng nhìn rất quen mắt chúng ta trước kia có phải là gặp qua lương nguyên nói ta là lần đầu tiên đến kinh thành chưa bao giờ thấy qua thành lão gia long thiên vũ nga một tiếng kia dịp đại phu tại sao lại ở thời điểm này đến kinh thành đâu lương nguyên lạnh nhạt nói ta là tới tìm người nhưng sau khi đến kinh thành lại phát hiện người kia không tại nhưng đậu mùa bỗng nhiên đến ta ra không được kinh thành cũng chỉ có thể tạm thời lưu lại long thiên vũ lại hỏi ngươi tìm người nào lương nguyên tống thần y long thiên vũ tiếp tục hỏi vì sao tìm hắn lương nguyên báo ân ta năm tuổi thời điểm từng sinh qua một trận bệnh nặng suýt nữa không có tính mạng tống thần y trùng hợp đi ngang qua đã cứu ta long thiên vũ không có hỏi lại hắn để người đi mời dịp đại phu trước đó đã để người sớm tìm hiểu qua dịp đại phu thân phận tống thần y hoàn toàn chính xác đã cứu dịp đại phu dịp đại phu đến kinh thành mục đích cũng đích thật là vì tìm kiếm tống thần y cái này cùng ra được chính là đồng dạng, long thiên vũ dần dần buông xuống cảnh giác. lúc ra cửa, kim dục cùng lương nguyên lại bị miếng vải đen bịt kín hai mắt. kim dục tại miếng vải đen hạ liếc mắt, che che lấp lấp cái rắm, coi là bịt kín ánh mắt của chúng ta. chúng ta cũng không biết nơi này là hoàng cung sao, còn đem gian phòng biến thành cái kia quỷ bộ dáng. kim dục lặng yên run run hạ tay áo, một cục đá to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời, đột nhiên rơi xuống, quanh đập phá nóc nhà, hướng Long Thiên Vũ rơi xuống. Hai cái người áo đen giật mình, một người trong đó phản ứng nhanh chóng bay người lên trước, như điện chớp bổ nhào qua ôm lấy Long Thiên Vũ lăn mình một cái. Ba kiếp, giường bị tảng đá đập nát, người áo đen đùi phải bị tảng đá nện thành thịt nát, Long Thiên Vũ nhặt về một cái mạng, kinh hãi quá độ, một nguồn máu phun ra. Lương Nguyên thì che chở kim dục lui lại mấy bước, một cái khác người áo đen tỉnh táo lại, bước nhanh đi lên hỗ trợ hắn trước tiên đem Long Thiên Vũ đỡ qua đến, đang muốn đi cứu mình đồng bạn thời điểm, Kim Dục lại là lắc một cái tay, đại thạch lần nữa nện xuống, nhắm ngay Long Thiên Vũ, kia bị tảng đá đập nát đùi phải người áo đen, lại cùng tựa như phát điên, không để ý thương thế, dùng hết toàn lực hưu một chút vọt đến Long Thiên Vũ bên kia, đem Long Thiên Vũ phá tan, thay, Long Thiên Vũ tiếp được khối kia đại thạch, đầu bị nện phải nhão nhuệt. Kim Dục trong lòng sợ hãi tháng phục, không hổ là ám long vệ thứ ba, loại tình huống này, thế mà còn có thế có bực này năng lực phản ứng, đáng tiếc, nàng nhàm chán lúc ném vào tảng đá không có, không thể tiếp tục đánh lén, sớm biết trước kia liền nhiều thả điểm tiếng không gian, chẳng qua không quan hệ, tảng đá không có, có thể dùng những vật khác đánh lén, hoàng thượng. Cứu giá Người tới, nhanh cứu giá. Một đám cung đình thị vệ nghe được động tĩnh, đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy phòng bên trong tình huống dọa đến sắc mặt đại biến nhao nhao đi lên đem long thiên vũ bảo hộ ở ở giữa đi nhất người áo đen kia thi thể một cái khác người áo đen cũng bảo hộ ở long thiên vũ trái phải tảng đá kia là nơi nào đến hù chết ta tướng công ta chờ một chút ta vừa mới nghe được cái gì hoàng thượng những người này hô thành lão gia hoàng thượng ông trời của ta Ta thế mà nhìn thấy hiện nay thiên tử. Kim dục bị kích thích quá lớn, kêu sợ hãi vài tiếng, liền liếc mắt, hôn mê bất tỉnh. Lương Nguyên kịp thời đỡ lấy nàng, cũng kích động quá lớn, hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Long Thiên Vũ kém chút sợ tè ra quần, hắn nhìn xem người áo đen thi thể trong lòng run sợ, gầm thét, ở đâu ra tảng đá, tra rõ, cho trẫm tra rõ. Hoàng thượng, tảng đá là từ trên trời đến rơi xuống đây là thiên ngoại phi thạch, êm đẹp, làm sao lại có thiên bên ngoài phi thạch, không đúng, thiên ngoại phi thạch lực phá hoại so cái này mạnh hơn, cái này quả nhiên là thiên ngoại phi thạch sao, bọn thị vệ bận biểu tứ phía, lại cái gì cũng ra không được, tảng đá đích thật là trống rỗng xuất hiện, cùng trong truyền thuyết thiên ngoại phi thạch đồng dạng, Long thiên vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, lại là một ngụm máu phun ra, bọn thị vệ lại là giật mình, vội vàng tìm đến thái y tại thái y trị liệu dưới long thiên vũ mới tốt chút một người thị vệ lúc này mới hỏi hoàng thượng dịp đại phu cùng thê tử của hắn bị dọa ngất nên xử trí như thế nào long thiên vũ nghĩ nghĩ nói trong cung tùy tiện tìm gian phòng cho bọn hắn ở tạm nói xong liền mệt bở hơi tai nằm ngủ lưu lại còn sống người áo đen kia trông coi kim dục cùng lương nguyên bị thị vệ nhất xuống dưới an trí tại một phòng bên trong đêm yên tĩnh Trăng quyết bị mây đen che đậy, hai thân ảnh trong đêm tối xuyên qua, lén lén lúc lúc đi vào một trong cung điện, tránh đi tầng tầng thủ vệ, bước vào một phòng bên trong, một cây ngân châm bắn ra đem canh giữ ở bên giường người áo đen mê đi. Hai người lấy ra tê rần túi, đem trên giường Long Thiên Vũ bao lấy, móc ra chủy thủ, đang muốn một đao đâm xuống. Hưu hưu hưu, năm đạo sát khí nồng đậm khí tức bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chương 366 ác mộng quấn thân, tránh lại phát sinh ngoài ý muốn. Long Thiên Vũ nửa đêm tỉnh lại qua một lần, kêu gọi mấy cái ám long vệ giấu ở trong tẩm cung bảo vệ mình. Cái này trùng hợp liền để hai cái rưỡi hôm qua người đánh lén hắn gặp gỡ. Ám long vệ thề sống chết bảo hộ hoàng đế, không cần hạ mệnh lệnh, chỉ cần có người tổn thương hoàng đế, bọn hắn liền sẽ ra tay. Bốn chui hàng quan lòe lòe kiếm đâm đến, hai cái thích khách bên trong người lùng lập tức đại lực kéo một cái đem vây ở trong bao bố long thiên vũ kéo tới trước người đỡ kiếm người cao thì rút đao phản kích thấy long thiên vũ bị lấy ra làm tấm một, hướng về phía kim dục đánh tới hai cái ám long vệ lập tức dừng lại động tác đến cái thắng gấp đổi phương hướng công kích lần nữa kim dục vẫy một cái lông mày dẫn theo bao tải dùng sức vung vẩy xem như vũ khí phản kích ám long vệ a à. trong bao bố long thiên vũ bị quăng phải choáng đầu hoa mắt võ công mảy may không xử ra được không có một chút sức phản kháng. Ám Long vệ không thể thương tổn hoàng đế, kết quả là liền không có cách nào động thủ, bao tải vừa đến, bọn hắn liền né tránh. Kim Dục cùng Lương Nguyên hôm nay cũng không ham chiến, Ám Long vệ thực lực không thể khinh thường, bước lui Ám Long vệ về sau, hai người liền lập tức lách mình từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa ra ngoài đối mặt liền có mũi tên phóng tới, trên trăm cái thị vệ tay cầm cung tiễn canh giữ ở bên ngoài. Kim Dục hai người cả kinh mồ hôi lạnh xuất hiện, thân pháp nhanh chóng tránh né mũi tên, lương nguyên giữ chặt kim dục tay, sẽ bị bao tải trói lại Long Thiên Vũ hướng thị vệ bên kia ném một cái, thừa dịp thị vệ tiếp người công phu, mang lên kim dục không có vào hắc ám bên trong, ám Long vệ phá cửa sổ mà ra, thấy kim dục hai người trốn, không có đi quản nhiều, mà là chạy như bay đến Long Thiên Vũ bên này, hiện lên vây kính chi thế che chở Long Thiên Vũ. Đem Long Thiên Vũ từ trong bao bố giải cứu ra, khốn nạn là ai hại trẫm các ngươi ở đây làm cái gì còn không nhanh đi truy nhất thiết phải cho trẫm bắt lấy thích khách long thiên vũ che lấy chóng mặt đầu tức hỗn hển mệnh lệnh năm cái ám long vệ lập tức lĩnh mệnh mà đi bọn hắn thân pháp cực nhanh bọn thị vệ cũng không kịp thấy rõ ràng bọn hắn là thế nào rời đi liền không thấy bóng dáng ám long vệ vừa đi long thiên vũ lại đối thị vệ hạ mệnh lệnh trương khôn Ngươi lập tức mang lên người đi xem một chút dịp thần y hai vợ chồng, không cần thiết để bọn hắn bị thích khách hù dọa, trương không chỉ coi là hoàng thượng sợ dịp thần y chết rồi, không có người vì hắn chữa bệnh, là muốn cho hắn đi bảo hộ dịp thần y, lập tức liền lĩnh mệnh đi. Lại nói ám long vệ đuổi theo hai cái thích khách mà đi, không bao lâu liền đến đến lãnh cung lân cận, nơi đây người ở thư thất, âm trầm yên tĩnh, trong lãnh cung phi tử đều bị lưu thủ thái giám hạ độc, ngủ rất ngon ám long vệ đuổi đến gấp, làm sao cũng không vung được, kim dục hai người chợt dừng ngay, cấp tốc xoay người một cái, kim dục lấy ra thứ gì hướng ám long vệ huy sái mà đi, màu trắng bột phấn vung đến ám long vệ trên thân, một cổ kỳ lạ mùi thơm hút vào bọn hắn trong lỗ mũi, khiến cho bọn hắn thân hình có chút dừng lại, thừa dịp bọn hắn dừng lại công phu, lương nguyên sử xuất toàn lực, cấp tốc vọt đến ám long vệ trước mặt, đem bọn hắn mặt nạ trên mặt gỡ xuống thấy ám long vệ lộ ra miệng, kim dục lần nữa huy sái ra một vài thứ, soạt, mùi hương đậm đặc bốn phía rượu vung đến ám long vệ trên thân, có một ít không có vào trong miệng của bọn hắn, ám long vệ không uống rượu, uống rượu liền sẽ chết, rượu cửa vào, ám long vệ nhóm lập tức đổi sắc mặt, dừng lại công kích, sắc mặt đau khổ ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm hộp máu, phun ra huyết thủy là màu đen. Trên người bọn họ độc từ bên trong ra ngoài phát tác, độc tố đang bay nhanh ăn mòn bọn hắn ngủ tạng lục phủ, kêu thảm vài tiếng về sau, ám long vệ nhóm đều không có hô hấp, thi thể dần dần hủ hóa, hôi thối khuếch tán, phương viên 20 mét thực vật động vật đều chịu ảnh hưởng, cấp tốc tử vong, một màn đáng sợ này, lệnh kim dục hai người cảm thấy kinh hãi, bọn hắn biết ám long vệ trên người độc rất đáng sợ, nhưng tận mắt nhìn đến về sau, mới biết được cái này độc đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lương Nguyên ôm Kim Dục eo, tốc tốc rời đi bị độc ô nhiễm chi địa, ám long vệ thi thể hữu hóa phải càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng biến thành một vũng máu. Trương Không đi vào lương nguyên cùng Kim Dục nghỉ ngơi địa phương. Cửa phòng bên ngoài, vì Diệp thần y an toàn nghỉ, Long Thiên Vũ để 10 cái thị vệ ở ngoài cửa trông coi. Giờ phút này 10 cái thị vệ vẫn như cũ thủ tại chỗ này, tinh thần phấn chấn. Trương Không đi lên phía trước nói, hoàng thượng phái bản thống lĩnh chờ đến nhìn một chút Diệp thần y. Diệp thần y như thế nào rồi? Nhưng có bị thích khách kinh đến, thủ vệ thị vệ nói, không có, Diệp thần y hai người ngủ rất say, chúng ta một mực canh giữ ở cổng, không hề rời đi nửa bước, trương không nghĩ nghĩ, vẫn là đi gõ cửa một cái, xác định người là có hay không an toàn, thùng thùng, Diệp thần y. Trương không nhẹ giọng hô, ai vậy? Đêm hôm khuya khoác nhau nhau người phòng bên trong truyền đến lương nguyên không kiên nhẫn thanh âm nguyên lai diệp thần y đã không hôn mê vậy liền quá tốt trong cung xuất hiện thích khách bản thống lĩnh phụng hoàng thượng chi mệnh đến đây chào hỏi diệp thần y một tiếng cái gì thích khách cửa mở ra lương nguyên chỉ lấy một bộ màu trắng áo trong xoa còn buồn ngủ con mắt đi tới hỏi ai lớn gan như vậy bao thiên dám hành thích hoàng thượng nhưng bắt lấy rồi trương không lắc đầu còn không có chính là bởi vì còn chưa bắt lấy thích khách hoàng thượng không yên lòng mới có thể để ta chờ đến bảo hộ dịp thần y nhìn thấy dịp thần y bản thống lĩnh yên tâm chút ngài trước tạm trở về tiếp tục nghỉ ngơi đi bản thống lĩnh sẽ ở đây bảo hộ ngài lương nguyên vào đầu này làm sao có ý tốt trương không nói thẳng hoàng thượng cần ngài y thuật ngụ ý chính là ngươi còn hữu dụng cho nên mới sẽ tăng cường thủ vệ bảo hộ ngươi lương nguyên lập tức lộ ra một bộ được sủng ái mà lo sợ ta minh bạch biểu lộ dùng sức gật đầu đáp ứng ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi trương không nhìn thật sâu mắt lương nguyên đóng lại cửa phòng gọi thị vệ chuẩn bị sẵn sàng tranh giữ ở cổng không rời đi một bước trong phòng lương nguyên trở lại trên giường kim dục ngay tại thoát y phục dạ hành cởi liền trực tiếp ném vào không gian đêm nay tốt mạo hiểm cái này cẩu hoàng đế thế mà đem ám long vệ cho triệu hoán đi ra làm bảo tiêu nàng thanh âm rất nhỏ phía ngoài thủ vệ nghe không được ám long vệ võ công cao cường lại không sợ chết tựa như tử sĩ may mắn nàng cùng lương nguyên đã sớm chuẩn bị biết cái này ám long vệ tử huyệt là rượu sớm trong không gian chuẩn bị rượu không phải liền thảm mà lại cái này long thiên vũ cũng rất tặc bị ám sát suýt nữa ném mạng còn có tâm tư phái người đến kiểm tra phòng cái gì bảo hộ sợ là cho là bọn họ là thích khách mới đúng còn tốt nàng cùng lương nguyên trở về phải nhanh không phải liền lộ tẩy lương nguyên vuốt vuốt bả vai cũng thấp giọng nói địa vị càng cao liền càng sợ chết hắn vẫn luôn rất cẩn thận kim dục nhẹ giọng thở dài đáng tiếc không thể đem hắn buộc đến lần sau nghĩ lại tìm cơ hội liền khó nàng nói xấu tính cười một tiếng có điều coi hắn làm tấm một vung kia mấy lần nhưng thật ra vô cùng đã nghiền lương nguyên cưng chiều mà cười cười sờ sờ đầu của nàng về sau còn sẽ có cơ hội, muộn, ngủ đi, để bọn hắn ở bên ngoài chậm rãi giày vò. Kim Dục Dạ nằm xong nhắm mắt lại liền ngủ. Bên này, Long Thiên Vũ đối ám long vệ thực lực rất tự tin, cho rằng bọn họ khẳng định sẽ bắt đến thích khách, liền không nhịn được mỏi mệt thật sớm ngủ, vừa nằm ngủ, liền ác mộng quấn thân, toàn thân tựa như là bị con kiến cắn xé, rất khó chịu, nhưng lại tỉnh không tới. Long Thiên Vũ trong giấc mộng toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, trong bóng đêm đau khổ dãy dụa. Hoàng đế bị ám sát sự tình lan truyền nhanh chóng, cung trong không ít tần phi đều nghe nói cái này sự tình, quý phi chỗ ở chỗ, một cung nữ tại quý phi bên tai nói vài câu, quý phi gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nói, phân phó, sáng mai bản cung muốn đích thân nấu canh gà cho hoàng thượng bồi bổ thân thể, cung nữ rất mau lui lại dưới, đi phòng bếp nhỏ truyền lời đã ngủ lại đầu bếp cùng giúp việc bếp nút các cung nữ tuân lệnh lập tức trong đêm đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng đang bận thời điểm có một người lấy cớ thuận tiện ra nhà bếp đến nhà xí chi địa trời tối người yên hắn nhìn thấy nhà xí cách đó không xa dưới cây có một bóng người liền bước nhanh mà đi hôm sau giờ mão ba khắc long thiên vũ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy hoảng sợ kêu to âm thanh a à, buông ra trẫm đừng tới đây ngoài cửa thị vệ nghe thấy thanh âm vội vàng đẩy cửa vào hoàng thượng ngài làm sao rồi thấy long thiên vũ ngồi ở trên giường bốn phía cũng không thích khách bọn thị vệ rất mộng long thiên vũ nhìn một chút tay mình trùng mình một cái lúc này mới cảnh giác hắn là tại phòng của mình không phải tại âm thật sâu tràn đầy rắn côn trùng chuột kiến đầm lầy hắn mới chỉ là đang nằm mơ nhưng vì sao mộng cảnh kia sẽ như thế chân thực y phục của hắn còn bị mồ hôi ướt nhẹp, không chỉ có như thế, dường chiếu cũng nhuộn dần mồ hôi. Long Thiên Vũ viện cái trán, đối thị vệ khu tay nói, trẫm không có việc gì, trẫm chỉ là làm cái ác mộng, các ngươi ra ngoài đi. Bọn thị vệ vội vàng lui ra. Long Thiên Vũ tiếp thân thái giám tiểu ngũ tử vội vàng mà đến, thấy Long Thiên Vũ đầy người chật vật, vội vàng gọi tới thái giám cung nữ, cho Long Thiên Vũ thay quần áo, thay xong quần áo, long thiên vũ khiến người khác toàn bộ lui ra chỉ để lại tiểu ngũ tử tiểu ngũ tử quan tâm nói hoàng thượng ngài rất ít nằm mơ lần này như thế nào làm ác mộng còn chấn kinh không nhỏ chẳng lẽ là bị tối hôm qua phi thạch kinh lấy sao long thiên vũ nhức đầu nói nên đúng vậy phi thạch phá ốc mà rơi mỗi lần đều kém chút đập trúng trẫm nếu không phải hắn ngôn ngữ dừng lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà tuấn mắt có chút nheo lại là thiên ý vẫn là người làm nếu là người làm người kia là như thế nào để đại thạch từ trời rơi xuống quá quỷ dị chuyện này hắn nhất định phải tra rõ ràng tiểu ngũ tử thích khách nhưng bắt đến rồi nghĩ đến tối hôm qua thích khách long thiên vũ hỏi nhưng tiểu ngũ tử lại không lên tiếng long thiên vũ nhíu mày nhìn lại lại thấy tiểu ngũ tử đang theo dõi mặt mình nhìn một bộ rất vẻ mặt kinh hỉ long thiên vũ không vui nói ngươi nhìn cái gì trẫm tra hỏi ngươi đâu, tiểu ngũ tử mừng rỡ nói, hoàng thượng, ngài, ngài trên mặt bệnh sởi biến thiếu rồi. Quá khó mà tin nổi, mới một buổi tối, thế mà liền có hiệu quả tốt như vậy, Long Thiên Vũ vui mừng, bận biệu để tiểu ngũ tử đem gương đồng lấy tới vừa chiếu, trên mặt hắn chứng phát ban quả thật biến thiếu, chương 367, ám Long vệ năm là lương chấn, bởi vì tìm người đi ngõ nhỏ điều tra, cũng để người tại dịp thần y nơi đó thử qua thuốc long thiên vũ biết dịp thần y thuốc đối trị liệu đậu mùa là có hiệu quả nhưng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế nhanh như vậy mới một đêm trên mặt hắn chứng phát ban liền biến ít còn lại chứng phát ban cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu trên người hắn cũng đều là sức lực không có phát nhiệt cũng không có toàn thân không thoải mái chỉ là những cái kia bệnh sởi sẽ có chút ngứa điểm ấy ngứa cùng trước kia đau đớn khó nhịn so sánh hoàn toàn không có ý nghĩa cái này diệp thần y bản lĩnh, lại so tống thần y còn lợi hại hơn. long thiên vũ thấp giọng thì thầm, nghĩ đến tống thần y, hắn ánh mắt chớp lên dưới, hắn cũng không nghĩ cho tống thần y hạ độc, nhưng người này phản bội hắn, mà lại hắn cùng người kia đạt thành giao dịch, muốn trách thì trách tống thần y khi quân bất trung, đắc tội không nên đắc tội người. diệp thần y trị liệu trẫm có công, thưởng. long thiên vũ thản nhiên nói, tiểu ngũ tử đáp ứng. Long Thiên Vũ lại nói, tối hôm qua thích khách nhưng bắt đến rồi, tiểu ngũ tử nụ cười cứng đờ, lúc này mới nghĩ đến mình là đến bẩm báo sự tình, bị hoàng thượng mặt chuyển di lực chú ý, không cẩn thận liền cấp quên, tiểu ngũ tử bịch hướng trên mặt đất một quỳ, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, hồi bẩm hoàng thượng, thích khách chưa bắt được, Long Thiên Vũ chấn kinh, khó có thể tin nói, trốn rồi, tối hôm qua đuổi theo thích khách, thế nhưng là ám long vệ, không phải phổ thông hộ vệ khi hai cái thích khách ra sao năng lực có thể tại ám long vệ trên tay bỏ trốn không đúng ám long vệ là tử sĩ một khi tiếp nhiệm vụ liền nhất định phải hoàn thành thề sống chết cũng sẽ không bỏ rơi thích khách trốn bọn hắn khẳng định sẽ đi truy hẳn đến đuổi kịp người mới thôi nhưng bây giờ thích khách chưa bắt được ám long vệ không gặp trở về long thiên vũ trầm giọng hỏi trẫm phái đi ám vệ đâu tiểu ngũ tử cúi đầu nói không có tung tích trong cung từ trong ra ngoài đều bị lục soát lượt, cũng không có tìm được ám vệ cùng thích khách, có điều, lãnh cung bên kia ngược lại là phát sinh một kiện chuyện rất kỳ quái, có một phiến khu vực hoa cỏ trùng chim trong vòng một đêm chết hết, cũng đều là bị độc chết, mọi người hoài nghi đây là thích khách gây nên, ngay tại ra rõ, nghe lãnh cung chuyện bên kia, Long Thiên Vũ khiếp sợ trợn to hai mắt, cái này sao có thể, hắn ám Long vệ. Chết, hóa thành huyết thủy, độc tố khuếch tán, diệt đầy đất hoa cỏ chim trùng. Long Thiên Vũ không thể tin được, lúc này tự mình đi lãnh cung một chuyến, tận mắt thấy trên mặt đất kia hai bãi đã ngưng kết vết máu màu đen về sau. Long Thiên Vũ lúc này mới tin tưởng, hắn phái đi ra ám Long Vệ hoàn toàn chính xác thất bại, chết tại thích khách trong tay. Hắn chóp mũi khẽ nhúc nhích dưới, nghe được một cổ rất nhạt mùi rượu, trải qua một đêm bay hơi, mùi rượu còn lưu lại một điểm, điểm, Long Thiên Vũ nhíu chặt lông mày, rượu nơi này làm sao có rượu chẳng lẽ ám long vệ không uống rượu nhược điểm trí mạng chính là rượu nhưng bí mật này chỉ có hắn cùng ám long vệ biết kia hai cái thích khách là từ đâu biết được bọn hắn đến cùng là ai không biết địch nhân là nguy hiểm nhất long thiên vũ cực kỳ không thích loại này không bị khống chế cảm giác hắn lúc này hạ lệnh để thị vệ toàn lực đuổi bắt tối hôm qua thích khách trở lại tẩm cung long thiên vũ tâm lực lao lực quá độ tựa ở trên giường cái gì cũng ăn không vô, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, vẫn đang làm ác mộng, hôm nay lại ra ám long vệ cùng thích khách sự tình, long thiên vũ rất là mệt bở hơi tai, hắn để người đem trương khôn gọi tới, xoa mi tâm mỏi mệt hỏi, tối hôm qua dịp thần y có cái gì dị thường, trương khôn chi tiết nói, không có, dịp thần y hai vợ chồng từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, không có ra ngoài nửa bước, một mực đang trong phòng nghỉ ngơi, vi thần tối hôm qua đi qua, còn cùng diệp thần y lại nhảy hai câu long thiên vũ nhíu mày là hắn suy nghĩ nhiều sao cái này diệp thần y cũng không phải là ai phái tới trầm mặc một hồi long thiên vũ mới nói hoàng cung không phải người ngoài đợi lâu chi địa tối hôm qua lưu diệp thần y hai người ở lại đã là phá lệ cho ban thưởng về sau liền để bọn hắn hai người sớm một chút xuất cung như trẫm cần lại truyền triệu thần lĩnh mệnh trương khung rất mau lui lại dưới cùng tiểu ngũ tử mang theo ban thưởng vàng bạc đi lương nguyên hai người nghỉ ngơi chỗ. Kim Dục cặp vợ chồng đã sớm dùng qua điểm tâm, đồ vật đều thu thập xong, liền chờ Trương Không tới, đợi Trương khôn nhị nhân chuyển đạt hoàng thượng ý tứ. Kim Dục hai người giả vờ như được sủng ái mà lo sợ bộ dáng thiên ân vạn tạ một phen, thu hồi kia mấy cây vàng thỏi liền theo Trương khôn xuất cung. Lần này ra tới, Trương Không không tiếp tục cho Kim Dục cặp vợ chồng bịt mắt, bởi vì bọn hắn đã biết mình thân ở hoàng cung. Trương Không cảm thấy lại cho bọn hắn che mắt chính là vẽ vời thêm chuyện. Long Thiên Vũ đem tối hôm qua bị độc choáng ám long vệ triệu hoán đi ra. Ám vệ trong doanh trại gần đây nhưng có xảy ra chuyện gì khác thường sự tình. Ám long vệ nói, không có. Long Thiên Vũ suy nghĩ một chút nói, người gỡ xuống mặt nạ cho trẫm nhìn một cái. Ám long vệ không do dự, đưa tay gỡ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra chân dung. Long Thiên Vũ liếc mắt nhìn gặp mặt trước ám long vệ hoàn toàn chính xác chính là ám long vệ năm trên mặt không có bất kỳ cái gì kỳ quái chỗ biểu lộ và khí chất cùng trước kia không có một chút khác nhau tâm thoáng buông xuống nói đem mặt nạ đeo lên tối hôm qua trải qua hai lần sinh tử che chở hắn ám long vệ đều chết rồi chỉ có ám long vệ năm còn sống tảng đá từ phía trên hạ xuống xong hắn cũng không có nhận một điểm tổn thương bởi vậy long thiên vũ trong lòng không thể không hoài nghi ám long vệ năm sẽ có hay không có vấn đề nhưng bây giờ thấy ám long vệ năm như thế nghe lời dung mạo không từng có biến hóa long thiên vũ đã cảm thấy mình suy nghĩ nhiều ám long vệ chỉ nghe lệnh của xích vân hoàng tộc thực lực cao thâm khó dò là sẽ không bị người trái phải ám long vệ năm nghe lời đeo lên mặt nạ long thiên thần nói ngươi đi một chuyến ám vệ doanh nói cho tất cả ám long vệ tăng cường huấn luyện cùng tuần tra để ám long vệ vừa đến tìm trẫm tuân mệnh ám long vệ năm lập tức lui ra ngoài đi vào trốn không người hắn dừng lại thân hình quay đầu nhìn ngự thư phòng phương hướng liếc mắt đáy mắt lộ ra một vòng xem thường sau đó lại quay đầu ánh mắt lửa nóng nhìn về phía một cái phương hướng khi là hắn chủ nhân vị trí rất lâu không nhìn thấy chủ nhân hôm qua kém chút nhịn không được cho chủ nhân quỳ xuống còn tốt không có quỳ không phải liền bại lộ thân phận chủ nhân sẽ tức giận phá lệ tưởng niệm chủ nhân ám long vệ năm a à, không phải hẳn là lương chấn lương chấn khát vọng trở lại chủ nhân bên người hướng phía cửa cung bên kia nhìn qua về sau thân hình lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ kinh thành bốn phía đều là quan binh bách tính toàn bộ đóng cửa ở nhà hoàn toàn điều hiu cảnh tượng kim dục cùng lương nguyên ngồi xe ngựa đi tại lãnh lãnh thanh thanh trên đường phố trong lòng cảm thán rất nhiều hai người trở lại tây nhai ngõ nhỏ sau đó nhìn thấy cửa nhà đứng một người người kia mặc áo đen đứng nghiêm im hơi lặng tiếng đứng ở nơi đó, giống một cái pho tượng, Kim Dục liếc mắt liền nhận ra hắn, lôi kéo Lương Nguyên tay áo, là Lương Chấn, nói, liền cùng Lương Nguyên xuống xe ngựa, vừa nhìn thấy hai người bọn hắn, Lương Chấn ánh mắt liền sáng, cả người nháy mắt sống, bước nhanh đi vào Kim Dục hai người trước mặt, một chân quỳ xuống, chủ tử, Kim Dục nói, đứng dậy, không cần quỳ, đi vào trước, Lương Chấn lập tức đứng dậy, con mắt tỏa sáng nhìn xem Kim Dục, Đem Lương Nguyên coi là không khí, Kim Dục nhịn không được cười lên một tiếng, cầm một cái túi nước cho Lương Chấn, Lương Chấn thấy, cảm kích nhận lấy, uống từng ngụm lớn nước. Kim Dục cùng Lương Nguyên tiến lên gõ cửa, cửa rất mau đánh mở, mở cửa là Lục Vĩnh, "Chủ tử, các ngươi trở về." Hắn dương mắt nhìn thấy tại Kim Dục hai người sau lưng uống nước Lương Chấn, "A, à, đây không phải Tiểu Ngũ sao?" "Làm sao ngươi biết nơi này?" "Là tới tìm ta sao?" lương chấn một ánh mắt đều không có cho hắn, chuyên tâm uống nước, lục vĩnh quen thuộc hắn cổ quái tính tình, cũng không có suy nghĩ nhiều, tránh ra đường chờ kim dục hai người đi vào, mình theo sau lưng, cùng lương chấn lại nhảy, lương chấn mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm uống nước, lục vĩnh đóng cửa lại, gặp hắn còn tại uống nước, ý xấu cùng một chỗ, đưa tay đi đoạt, ầm, uhm, lục vĩnh bị một chân đạp bay, hắn rất lợi hại, nhưng ám long vệ thực lực lại so hắn còn lợi hại hơn. Chương 368: Quyết định đoạt Giang Sơn, uống xong nước, Lương Chấn vừa lòng thỏa ý liếm liếm môi, đem Long Thiên Vũ ra lệnh cho Kim Dục nói. Kim Dục gật gật đầu, "Ta biết, ngươi trước dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm, chiếu cố tốt mình, có nhiệm vụ thời điểm, ta lại tìm ngươi." Nàng vừa nói vừa cho Lương Chấn một cái túi nước, "Tối hôm qua vất vả ngươi, biểu hiện của ngươi rất tốt, lần sau tiếp tục cố gắng." Lương Chấn tiếp nhận túi nước, ứng tiếng xoay người rời đi, bước chân rất nhẹ nhàng, hiển nhiên rất vui vẻ, chỉ là trên mặt không có biểu lộ ra, bị chủ tử tán dương cảm giác thật tốt. Lục Vĩnh từ dưới đất bò dậy, còn chưa tới kịp sông lương chấn ồn ào vài câu, liền không nhìn thấy người, đi được thật là nhanh, thật là một cái đại một đầu. Lục Vĩnh ôm bụng ai u ai u lẩm bẩm, mỗi lần tới đều là cho tin tức, một câu dư thừa nói nhảm đều không có, trở lại kinh thành về sau lương chấn cùng lương cường liền cùng thiên cơ lâu có liên hệ mỗi lần có phát hiện mới đều sẽ chuyển đạt cho thiên cơ lâu cho nên hai cái này gián điệp ám long vệ cùng lục vĩnh cũng sớm đã rất quen kim dục cười nói ngươi là lâu chủ càng nên học ổn trọng một chút ngươi muốn cùng bọn hắn học tập cho giỏi không cho phép khi dễ bọn hắn lục vĩnh biểu môi nhi ai khi dễ ai mỗi lần bị đánh đều là ta ta eo a muốn đoạn mất các ngươi ở bên ngoài làm cái gì đây? Diêm tướng quân từ trong nhà đi tới, hắn mới một mực đang phòng bên trong, giúp đỡ đoạn hồng anh chiếu cố long thiên thần, không nhìn thấy lương chấn, nhìn thấy kim dục hai người, diêm tướng quân cười tiến lên, các ngươi hai lỗ hổng trở về, trở về vừa vặn, vương gia vừa tỉnh lại, đoàn cô nương ngay tại cho hắn ăn hút cháo, lương nguyên hỏi, hắn tối hôm qua nhưng có phát nhiệt, diêm tướng quân nói, có, nhưng không nghiêm trọng, uống một chút nước nóng không bao lâu liền chính mình lui nóng thuốc đều không cần dùng mà lại trên mặt hắn chứng phát ban thiếu chút không tiếp tục tiếp tục chuyển biến xấu lương huynh đệ hắn đây có phải hay không là rất nhanh liền có thế tốt lương nguyên nói cũng không thể ta cho không phải thần dược trong thời gian ngắn không cách nào làm cho hắn triệt để khôi phục diêm tướng quân nga một tiếng lương nguyên cùng kim dục vào phòng đoạn hồng anh còn tại cho ăn cháo long thiên thần ăn đến say sưa ngon lành con mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chầm đoạn hồng anh nhìn, hiển thị rõ nhu tình mật ý, thấy kim dục cặp vợ chồng tiến đến, hắn lập tức thu liễm trong mắt ôm nhu, nhìn xem lương nguyên hỏi, thế nào rồi? Đánh hay chưa? Lương nguyên thản nhiên nói, phòng bị quá sâu nghiêm, không có đánh thành, nhưng ta cho hắn hạ độc, chết không được, chỉ có thể để hắn sống không bằng chết, Long thiên thần trừng lớn mắt, người lá gan thật là lớn, chẳng qua cũng là hắn đáng đời kim dục để lục vĩnh ra ngoài đóng cửa lại canh giữ ở bên ngoài đi tới hỏi long thiên thần ngươi là thế nào dự định theo chúng ta đi vẫn là đoạt lấy xích vân giang sơn đoạn hồng anh cùng diêm tướng quân bị kim dục cái này ngay thẳng to gan lời nói giật nảy mình rồng thiên thần lại rất thông dong bình tĩnh hắn cười hạ ngươi thật là dám nói đoạt giang sơn ngươi là muốn cho ta mưu phản lương nguyên thản nhiên nói người trong thiên hạ đều đã biết ngươi mưu phản còn giấu giếm long bào. Hắn không ngại thay Long Thiên Thần xốc lên cái này đẫm máu vết sẹo. Long Thiên Thần nụ cười thu vào, các ngươi tới cứu ta, chính là vì giật dây ta tạo phản. Lương Nguyên gật đầu, đúng thế, vì cái gì? Bởi vì ngươi ca là cái hôn quân, ngươi so hắn càng thích hợp làm hoàng đế. Long Thiên Vũ nói, ngươi là minh quốc hoàng đế, lẫn vào ta xích vân sự tình, không cảm thấy không ổn sao? Lương Nguyên nói, là không ổn, nhưng ta vẫn là sẽ làm như vậy ngươi ca đã để mắt tới minh quốc đồng thời trả giá hành động kim dục nhìn xem long thiên thần nói có kiện sự tình ngươi khả năng không biết tống thần y tại minh quốc hắn bị long thiên vũ hạ cổ độc không còn sống lâu nữa long thiên thần siết chặt nắm đấm lộ ra một vòng bi thương ý cười a à, hắn thật đúng là ta hảo ca ca nha đã nói xong không đi tổn thương hắn để ý người nhưng hắn ca đồng dạng đều không có làm được hắn không chỉ có đi tổn thương, còn đuổi giết đến cùng, thậm chí không để ý tình huynh đệ, mạnh mẽ ra tấn hắn. Hắn vì hắn làm nhiều như vậy, kết quả là đạt được lại là loại này hồi báo. Long thiên thần nhắm mắt lại, nghĩ lại tới mẫu hậu từng nói qua. Nàng nói, thần nhi, ta thần nhi, ngươi phải thật tốt còn sống, ngàn vạn không thể để cho xích vân hủy ở ngươi ca trong tay, hắn đã điên dại, hắn không phải ngươi ca. Đúng vậy, hiện tại cái này long thiên vũ hoàn toàn chính xác đã không phải là ca ca của hắn cái kia thương hắn yêu hắn sủng thân ca của hắn ca đã chết rồi không có đều không có long thiên thần đột nhiên mở mắt ra lương nguyên chúng ta tới nói chuyện đi ngày này lương nguyên cùng long thiên thần đàm rất muộn kim dục cũng ở một bên dự thính đem bọn hắn nói chuyện ghi tạc trong lòng cách một ngày diêm tướng quân tại thiên cơ lâu an bài xuống cải trang cách ăn mặc đi tiểu đạo ra kinh thành long thiên thần tiếp tục tại tây nhai ngõ nhỏ dưỡng bệnh đoạn hồng anh mỗi ngày thiếp thân hầu hạ long thiên thần nhìn xem nàng nói hồng anh chờ ta tốt đánh xuống cái này giang sơn ngươi làm ta hoàng hậu có được hay không đoạn hồng anh cười trả lời được nàng trước kia chỉ muốn tòng quân khả năng trung quân báo quốc nhưng trải qua nhiều như vậy về sau nàng mới giật mình phát giác mình phấn đấu phương hướng sai nàng có thể trung quân nhưng cái kia quân nếu là cái hôn quân vậy còn không như bất trung, biến thành người khác đi trung tâm, từ giờ trở đi, Long Thiên Thần chính là nàng muốn trung tâm người, làm hắn hoàng hậu, không vào quân doanh, không chinh chiến xa trường, cũng có thể vì hắn phân ưu. Đậu mùa giải dược cần thăng cấp, không cách nào triệt để vùi đầu vào trong dân chúng sử dụng, Kim Dục cùng Lương Nguyên bắt đầu bế quan. Trong lúc bế quan, Long Thiên Vũ bệnh tình đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, trên người chứng phát ban càng ngày càng ít, hắn mặt ngoài nhìn xem rất tốt, nhưng thực tế lại mỗi ngày ăn không vô ngủ không được ác mộng không ngừng tinh thần nhận cực lớn tàn phá nhìn thái y truyền triệu diệp thần y đều không có hiệu quả long thiên vũ mỗi ngày đều rất sụp đổ hắn bắt đầu lung tung giết người một cái khó chịu liền giết người giết thật lâu thần tử trong triều sinh ra rất nhiều bất mãn thanh âm mỗi khi long thiên vũ nghe được những âm thanh này hắn liền sẽ càng thêm phẫn nộ cả đám đều dám chống đối trẫm nói trẫm không phải lật trời, trẫm là thiên tử, há lại bọn hắn có thế nghị luận, giết, cho trẫm giết những cái này loạn thần tạc tử. Hắn phê chữa tấu chương lúc, hai mắt tinh hồng tựa như một người điên, bút mực đem tấu chương toàn bộ nhuộm dần. Năm ngày thời gian nhoáng một cái đi qua, Kim Dục cùng Lương Nguyên xuất quan, hai người cuối cùng đem dược hoàng thăng cấp thành công. Lần này dược hoàng sẽ so trước đó dược hiệu quả càng tốt hơn, đầu mù người phục dụng, sẽ khôi phục được càng nhanh, lại sẽ không lưu lại di chứng. Lương Nguyên đem viên thứ nhất thuốc cho Long Thiên Thần, ăn cái này, nhiều nhất tiếp qua 4 ngày, ta sẽ để cho ngươi triệt để khôi phục. Long Thiên Thần nhận lấy trực tiếp ăn vào, Lương Nguyên thản nhiên nói, không sợ ta hạ độc. Long Thiên Thần nhíu mày, hạ độc chết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Lương Nguyên nói, độc không phải chỉ có hạ độc chết người cái hiệu quả này, còn có thể khống chế người, ta có thể cho ngươi hạ độc, khống chế ngươi đợi ngươi cầm xuống xích vân giang sơn ta liền có thể làm phía sau mà người thao túng để xích vân dần dần bị minh quốc thôn vệ long thiên thần nụ cười cứng đờ làm ngươi đầu to mộng ta một bàn tay hô chết ngươi tân dược hoàng làm tốt liền có thể đưa vào sử dụng long thiên thần đang định tìm về tâm phúc liên hệ trong triều người có thể dùng được bắt đầu kế hoạch của mình nhưng người còn chưa liên hệ với biên quan liền có tin tức truyền đến biên quan từng cái thành trì đều bột phát đậu mùa những cái này bao quát long thiên thần đất phong cùng diêm tướng quân quê hương nham cốc thành, vì sao lại có nhiều như vậy thành trì đồng thời bộc phát đậu mùa. Trên triều đình, long thiên vũ vô cùng tức giận, chúng thần cúi đầu không nói, chỉ có thừa tướng nâng lên lá gan tiến lên, hoàng thượng, việc cấp bách là tranh thủ thời gian khống chế đậu mùa khuếch tán, phái binh chi viện biên quan, cứu bách tính tại thủy hỏa A, hắn hít sâu lấy tiếp tục nói, triều ta bởi vì đậu mùa sự tình, đầy đất hỗn loạn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bách tính dân chúng lầm than, Đông Lâm Quốc, Chiếu Quốc, Tây Tần Quốc, Nam Ninh Quốc, Long Thành Quốc, Đại Cương Quốc chờ một chút những cái này Đại Quốc biết được triều ta tình huống, nhao nhao trốn tránh, không chỉ có như thế, bọn hắn còn thả ra lời nói, nếu không phải xích vân quốc đậu mùa còn không chiếm được khống chế, bọn hắn liền phải động thủ. Kiên quyết không thể để cho xích vân đậu mùa truyền đến bọn hắn nơi đó, cái gọi là động thủ, kỳ thật cũng chính là phát động chiến tranh, nhiều như vậy quốc gia cùng một chỗ vây công xích vân quốc, cảnh hoàn tàn khắp nơi xích vân quốc nơi nào có thế chịu được, còn không phải bị bọn hắn chia cắt đi. Chương 369, Khai Chiến, Long Thiên Vũ lại hồ đồ lại tàn bạo, giờ phút này cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, lập tức hạ lệnh phái binh tiếp viện biên quan, còn để dịp thần y cùng nhau đi tới, trẫm bệnh là hắn trị tốt. Hắn nhất định có biện pháp chữa khỏi biên quan bách tính, đến biên quan, tất cả quân y cùng dân gian đại phu đều phải vô điều kiện nghe theo diệp thần y thu xếp. Long Thiên Vũ nói, người phía dưới lập tức lĩnh mệnh đi, đi tiếp viện biên quan nhân vật thủ lĩnh là Long Thiên Vũ nhị cửu công tôn trạch, công tôn gia là thái hậu nhà mẹ đẻ, người đời trước đều đã qua đời, bây giờ công tôn gia bên trong, chỉ còn lại Long Thiên Vũ nhị cửu cùng tam cửu cùng hai cái biểu ca, một cái biểu muội, hai vị mợ, công tôn tam cửu là cái hỗn bất lận, công tôn nhị cửu chính là lĩnh quân người tài lúc trước long thiên vũ bên ngoài chinh chiến thời điểm không ít đạt được công tôn nhị cửu giúp đỡ trước kia công tôn nhị cửu coi trọng nhất chính là long thiên vũ bởi vì ngay lúc đó long thiên vũ không chỉ có rất có tài học còn võ công cao cường hiểu binh pháp là cái văn võ toàn tài cho nên hắn muốn làm hoàng đế công tôn nhị cửu trăm phần trăm duy trì cũng một mực phụ tá hắn trái phải nhưng công tôn nhị cửu như thế nào cũng không nghĩ tới, Long Thiên Vũ lên làm hoàng đế về sau, không bao lâu liền biến thành người khác, ngờ vực vô căn cứ tâm lớn, lại tháo cối giết lừa, giả tâm bừng bừng, xích vân giang sơn, trên tay hắn, bị chơi đùa lung tung ngổn ngang, dân chúng lầm than, công tôn nhị cửu trong lòng quả thực phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, Long Thiên Thần bị bắt bỏ vào đại lao thời điểm. Hắn là hoàn toàn không tin Long Thiên Thần sẽ tạo phản, Hắn rõ ràng mình cái này cháu trai là cái gì tính tình, nhưng hoàng thượng cũng không tin, còn tại trước mặt hắn nói rất nhiều đệ đệ mình không phải. Công Tôn Nhị Cửu rất thất vọng, bởi vậy tại Long Thiên Vũ bệnh nặng trong lúc đó, không có đi thăm hỏi qua liếc mắt, nhưng bây giờ quốc gia gặp nạn, bách tính gặp nạn, một đạo thánh chỉ xuống tới, Công Tôn Nhị Cửu vẫn là không thể không đè xuống mình bất mãn, bỏ qua một bên hết thảy, lãnh binh đi biên quan, ra khỏi thành trước đó công tôn nhị cửu phái người đi tìm dịp thần y, dựa theo hoàng thượng đưa cho địa chỉ đi tìm, những cái này thuốc các ngươi cầm, phương thuốc cũng đừng làm mất, kinh thành liền dựa vào các ngươi, kim dục đem trị liệu đậu mùa phương thuốc cùng dược hoàng cho Long Thiên Thần cùng đoạn Hồng Anh, còn cho bọn hắn nói tại trị liệu bên trong cần thiết phải chú ý địa phương, Long Thiên Thần hai người đem những cái này nhớ kỹ, đoạn Hồng Anh lôi kéo kim dục tay nói, dục tỷ tỷ lần này đi rất nguy hiểm các ngươi nhất định phải chú ý an toàn kim dục gật đầu chúng ta sẽ lương nguyên nhìn xem long thiên thần như là đã làm tốt quyết định vậy liền không thể hối hận nhất định phải toàn lực ứng phó long thiên thần cùng hắn nắm tay được hắn thấy lương nguyên cùng kim dục đã là minh quốc người bọn hắn không thuộc về xích vân quốc xích vân quốc sống hay chết kỳ thật cùng bọn hắn hai vợ chồng đã không có quan hệ thực lực bọn hắn mạnh hơn tại đậu mùa hoành hành tình huống dưới cũng là sẽ có rất lớn nguy hiểm, nhưng bọn hắn lại không sợ những nguy hiểm này, không để ý thân phận của mình, đến xích vân quốc, bảo hộ xích vân bách tính, phần nhân tình này, cái này ân, hắn long thiên thần cả một đời cũng còn không rõ, đâu còn có thế tự cam đọa là, không tỉnh lại lên, long thiên thần ánh mắt càng thêm kiên định, cho lương nguyên hai người một khối ngọc bội làm tính vật, lần này lĩnh quân người là ta nhị cửu, ta đã thu xếp có thể tin người ở bên cạnh hắn, các ngươi cầm lên khối ngọc bội này, có thể dùng gọi ta người, nếu có cần, cũng có thể khối ngọc bội này cùng ta nhị cửu trao đổi, hắn cùng ta đại ca là không giống. Lương Nguyên biết công tôn trạch người này, kiếp trước đánh qua không ít quan hệ, hắn là cái chính nhân quân tử. Lương Nguyên tiếp nhận ngọc bội, không nói thêm gì nữa, mang lên kim dục trời đi tây nhai nhỏ nhỏ, không bao lâu, liền cùng tới đón cái đôi này tướng sĩ hội hợp, nghiệm minh thân phận tướng sĩ mang theo lương nguyên hai người đi tìm đại quân, theo đại quân ra khỏi thành. Đại quân ra khỏi thành đêm đó, lúc đêm khuya vắng người, hoàng đế tẩm cung, Long Thiên Vũ lần nữa hãm sâu trong cơn ác mộng, chỗ tối có hai cái ám long vệ thủ hộ, một cái là ám long vệ nhị, một cái là ám long vệ năm, cũng chính là lương chấn. Lương chấn giấu ở trong bóng tối, nhìn thấy trên lệch thời gian không nhiều, liền lặng lẽ meo meo hướng phía ám long vệ nhị ngang nhiên xông qua lấy ra một túi nước cho hắn ám long vệ là tử sĩ vô tình vô dục nhưng cũng cần ăn uống ngủ nghỉ ám long vệ ở giữa có đôi khi sẽ lẫn nhau ném uy cho nên giờ phút này nhìn thấy lương chấn cầm túi nước cho mình ám long vệ nhị cũng không phát hiện phải không ổn nhận lấy ngửi ngửi xác định không phải rượu liền uống sau đó liền ngất đi lương chấn dưới mặt nạ trên khóe miệng câu ngu ngốc tại minh quốc đợi mấy ngày này còn học xong mắng chửi người lương chấn lách mình rời đi chỗ tối chui vào trong tẩm cung đem long thiên vũ đánh ngất xỉu bộ tiếng bao tải mang ra cung hắn đi vào thiên cơ lâu trở ra liền đem long thiên vũ ném đến long thiên thần trước mặt nhìn thấy lương chấn trên người ám long vệ mặt cùng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh long thiên vũ long thiên thần khóe miệng hung hăng co lại kim dục nói đêm nay sẽ có người đem long thiên vũ cướp đưa đến trước mặt hắn đến hắn nguyên lai tưởng rằng là lục vĩnh không nghĩ tới thế mà là ám long vệ, đây chính là hắn ca người A, lúc nào biến thành kim dục người, muốn hay không ngư như vậy, lương chấn đem người ném đến long thiên thần trước mặt, lời gì cũng không nói, cùng cái người gỗ giống như đứng, long thiên thần thử cùng hắn câu thông vài câu, lương chấn không có phản ứng. Long thiên thần lựa chọn từ bỏ tới giao lưu, lấy ra kim dục cho thuốc, hoàng, nhét vào long thiên vũ trong miệng, nói thật hoàng rất nhanh liền có hiệu quả. Long Thiên Vũ ung dung tỉnh lại, ánh mắt ngốc trệ, nhìn chầm chầm vào Long Thiên Thần, so lương chấn còn giống người gỗ. Long Thiên Thần có chút bị nói thật hoàn hiệu quả hù dọa, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này Long Thiên Vũ, ca. Hắn kêu lên, Long Thiên Vũ không có lên tiếng âm thanh, Long Thiên Vũ. Hắn lại hô, Long Thiên Vũ lập tức nói, đến ngay đây, Long Thiên Thần câu môi cười một tiếng, ha ha, ca, ngươi cũng có hôm nay a. À cái này thuốc thật thần kỳ, đáng tiếc, thuốc này không nhiều, cũng không cách nào khống chế ngươi quá lâu, cũng được, ta không cùng ngươi dông dài, thừa này thời gian, chúng ta hai huynh đệ thật tốt tâm sự, hắn xích lại gần Long Thiên Vũ, hỏi, Long Thiên Vũ, nói cho ta, ngươi đem thiết huyết quân hổ phù giấu cái kia rồi, lúc trước cùng mạng quân thời điểm chiến đấu, hắn từng tại nhị cửu cùng Diêm Tùng trợ giúp dưới, sáng tạo một cái đội cảm tử, tên là thiết huyết quân này quân đội tại những năm này trong lúc đó, từ ban sơ ba 000 người, gia tăng thành 5 vạn người, mỗi cái tướng sĩ đều là lấy một địch 10 tồn tại. Bởi vì kết thân ca tín nhiệm, sau khi chiến tranh kết thúc không bao lâu, hắn ngay tại anh ruột lắc lư dưới, nộp lên hổ phù, từ đó, hắn lại chưa thấy qua thiết huyết quân. Bây giờ, hắn muốn đem hổ phù cầm về, thiết huyết quân chỉ có thể là hắn. Tra hỏi kết thúc, lương chấn đem Long Thiên Vũ đưa trở về, thuận tiện dựa theo long thiên thần nói đem hổ phù cướp ra tới trời còn chưa sáng long thiên thần rời đi kinh thành trước khi rời kinh hắn đi một chuyến công tôn gia thấy công tôn tam cửu biết được hắn ý đồ đến công tôn tam cửu lời lẽ khuyên nhủ vỗ nhẹ bờ vai của hắn ngươi một mực đi làm chuyện ngươi muốn làm tam cửu ủng hộ ngươi long thiên thần lúc này mới yên tâm rời đi kinh thành không bao lâu nam sơn bên trên xuất hiện một đám người tay cầm thần kỳ dược hoàng chữa trị vô số đậu mùa bệnh nhân. Theo đậu mùa bệnh nhân chữa trị, trong kinh thành bắt đầu truyền ra lời đồn, là tiêu giao vương mời đến tuyệt thế cao nhân, cứu bách tính tại thủy hỏa, dân chúng chấn kinh vạn phần, kinh thành hướng gió dần dần phát sinh chuyển biến, việc quan hệ bách tính tính mạng, lương nguyên cùng kim dục tạm thời bất kể hiềm khích lúc trước, nhập quân về sau, liền đem trị liệu đậu mùa phương pháp truyền xuống dưới, vô luận là tướng sĩ vẫn là quân y, đều tại học tập công tôn nhị cửu tiếp kiến kim dục cặp vợ chồng, cũng dựa theo nhu cầu của bọn hắn, thu xếp một bộ phận người, đang đuổi dọc đường, bốn phía tìm kiếm dược liệu, ven đường bên trong, kim dục một đoàn người nhìn thấy không ít lây nhiễm đậu mùa bách tính, bọn hắn ra tay cứu trị những người này, quân đội còn chưa tới biên quan, liền có tin tức truyền đến, Tây Tần Quốc, Đại Cương Quốc, Nam Ninh Quốc, Mạng Quốc bốn liên minh quốc tế Tây, cùng một chỗ đối xích vân quốc khai chiến, chương 370, Minh quốc thủ vệ chỗ yếu nhất, Minh quốc hải vực gió êm sóng lặng. Tả đại quan chỉ huy tuần vệ đội tiến hành thường ngày tuần tra. chợt một đầu cá heo bơi tới. A, à, cá heo, tiểu gia hỏa, ngươi là đồn đồn cháu trai vẫn là tôn nữ vẫn là nhi tử vẫn là nữ nhi, ngươi muốn truyền đạt cái gì? Ta không chút xem hiểu. Thấy Tả đại quan mơ mơ màng màng, cá heo gặp hắn một mực nghe không hiểu tin tức, tức giận đến trong nước bốc lên một bên một năm nhẹ tuần vệ đội nói, đội trưởng, đầu này cá heo tự hồ là đang nói cho chúng ta biết, có người muốn trộm tiếng vào minh quốc, tả đại quan khó mà tin nổi nhìn xem hắn, ngươi thế mà có thế xem hiểu, tuần vệ đội nói, ta đoán. Kỳ thật ta cũng không có xem hiểu, chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không biết đoán đúng hay không, nhưng chủ mẫu nói qua, đồng đồn một nhà rất có linh tính, làm trong biển trọng yếu nhất tuần tra cá, không có tình huống đặc biệt bọn chúng là sẽ không xuất hiện, cho nên ta liền lớn gan suy đoán. Lúc này, trong nước cá heo giống như tán thưởng nhìn trẻ tuổi tuần vệ đội liếc mắt, lập tức làm cái để tả đại quan bọn người đi theo hắn động tác. Tả đại quan lập tức để thuyền viên lái thuyền đuổi theo nó, cá heo phía trước dẫn đường. Trên trăm cái tuần vệ đội đắp lấy ba chiếc thuyền đi theo cá heo đi vào một chỗ bờ biển đại sơn chỗ. Ngọn núi này tên là Tử Sơn, lấy trúc tiếng nghe tiếng, núi cao hiểm đột ngột, vượt qua ngọn núi này có thể chui vào minh quốc thanh thành bên kia giờ phút này đang có một đám hải tặc ngay tại leo núi thuyền của bọn hắn còn tại trên biển tung bay đám hải tặc này là lúc nào đến mới ta dẫn người đến tuần sát nơi này đều không có nhìn thấy một cái tuần vệ đội cả kinh nói đừng nói nhảm tranh thủ thời gian liên hệ trên núi đội tuần tra tả đại quang nói hải tặc đang ra sức trèo núi thời điểm có để người thông khí cả đại quan bọn người vừa dùng phi ưng liên hệ với trong núi đội tuần tra quỹ kế đa đoan đám hải tặc liền phát hiện tuần vệ đội bóng dáng tuần vệ đội đến rồi chúng ta bị phát hiện tranh thủ thời gian rút những cái này đáng chết tuần vệ đội thật là khó chơi chúng ta đều nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra làm sao nhanh như vậy liền đến đại ca tranh thủ thời gian rút rút a à, đám hải tặc lập tức quả quyết từ bỏ trèo núi từ trên sợi dây trượt xuống đến, trở xuống trên thuyền, dự định lái thuyền rời đi. Tuần vệ đội tàu chuyến đuổi theo, đến đều đến, lại tha cho các ngươi nói đi là đi, các huynh đệ, ngăn lại những hải tặc này. Cá mập đoàn hải tặc lão đại tô quản làm sao cũng không nghĩ tới, mình đã làm như vậy kế hoạch, còn dự toán tuần vệ đội thời gian này điểm hành động phương hướng, như thế nào nhanh như vậy liền bị phát hiện đâu. Đoạn thời gian trước cá mập đoàn hải tặc tiếp cái nhiệm vụ, đến Minh Quốc tìm phiền toái, nhưng còn chưa tiến vào Minh Quốc hải vực, liền phát hiện Minh Quốc không giống bình thường, bọn hắn nhìn thấy tuần vệ đội, còn thân hơn mắt thấy đến đại cương quốc cùng mạng quốc hải quân bị Minh Quốc đơn phương hung ác ngược, ý thức được Minh Quốc không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn lập tức cũng không dám mạo muội đi Minh Quốc cướp bóc, mang theo các huynh đệ trở về làm cái kính đáo, kế hoạch, hiện tại, kế hoạch thất bại. Bọn hắn cuối cùng vẫn là bị tuần vệ đội phát hiện vì không để các huynh đệ bị hung ác tuần vệ đội chơi chết tô quản cái gì cũng không nghĩ mang theo các huynh đệ liền phải trốn còn chưa đi bao xa liền bị mấy đầu hổ kình ngăn lại đường đi tô quản tuần vệ đội đuổi theo đem cá mập đoàn hải tặc vây quanh leo lên núi còn chưa tới kịp chạy trốn đám hải tặc cũng bị trong núi đội tuần tra đạp xuống núi cùng hạ sủi cảo giống như rơi vào trong nước biển tô quản gấp đừng đừng giết ta huynh đệ hắn bịch một chút đối tuần vệ đội quỳ xuống, dập đầu nói, cầu các ngươi không muốn giết bọn hắn, chúng ta không có muốn hại các ngươi, chúng ta chỉ là nghe nói Minh Quốc rất giàu có, liền nghĩ vào xem liếc mắt, đúng, chỉ là nhìn một chút, cầu thủ hạ các ngươi lưu tình, tả đại quan nhìn xem hắn, ngươi là cá mập đoàn hải tặc Tô Quảng, Tô Quảng ngạc nhiên ngẩng đầu, ngài nghe qua tiểu nhân danh hiệu, tả đại quan gật đầu, từng, ngươi rất nổi danh, cho nên, ngươi tới đây đến cùng là làm gì? Tô quản cười hắc hắc, tiểu nhân không phải đã nói rồi sao? Tiểu nhân chỉ là nghĩ đến kiến thức liếc mắt minh quốc phong quang. Tả đại quan cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Hắn rút ra bên hông đại đao, từ thực đưa tới, nếu không chặt ngươi cho cá ăn. Hải tặc ở trên biển làm nhiều việc ác, giết người vô số, chết không có gì đáng tiếc, nhưng cá mập đoàn hải tặc cùng các hải tặc có chút khác biệt, bởi vậy liền, hắn mới có thể ở đây cùng Tô quản nhiều lời vài câu nhưng tô quảng nếu là không thức thời thì nên trách không được hắn. Tuần vệ đội thuyền hướng phía cá mập đoàn hải tặc thuyền dần dần tới gần. Trên thuyền tất cả tuần vệ đội nhau nhau lấy ra vũ khí, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tô quảng bọn người. một bộ lúc nào cũng có thể sẽ khai chiến bộ dáng khí thế kia quả thực dọa đám hải tặc nhảy một cái. nghĩ đến lúc trước nhìn thấy đại cương quốc cùng mạng quốc hải binh bị hòa ngược một màn, tô quảng nuốt nước bọt cuối cùng vẫn là sợ. đừng, đừng đừng nhúc nhích tay có chuyện thật tốt nói thật tốt nói ta chiêu ta cái gì đều chiêu chúng ta không phải đến xem phong cảnh là đến cướp bóc nhưng nhưng chúng ta không phải tự nguyện đến là có người xài bạc để chúng ta đến chúng ta cũng không nghĩ nhưng người kia cho bạc thực sự nhiều lắm nhìn thấy tả đại quan đám người ánh mắt càng ngày càng lạnh tô quản cùng tất cả hải tặc đều càng sợ toàn bộ quỳ gối trên thuyền cầu xin tha thứ các vị đại nhân chúng ta sai thật biết sai, van cầu các ngươi bỏ qua chúng ta, chúng ta lại không còn phạm. tả đại quan lạnh lùng nhìn xem tô quảng, hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện từ tử sơn có thể chui vào minh quốc? tô quảng cười hì hì gãi gãi cái óc nói, cái này, ngạch, ta chính là tương đối giỏi về quan sát, đến trèo núi thời điểm, chúng ta liền làm đủ chuẩn bị, cũng nhìn chầm chầm các ngươi tốt thời gian dài, dùng các loại bản lĩnh, mới tìm được tử sơn nơi này, minh quốc trong vùng biển là thuộc nơi này thủ vệ nhất là mỏng, yếu, cho nên, cho nên, đại nhân, ta thật biết sai, ta cũng không dám lại, ngài, ngài, thủ vệ yếu kém, tả đại quan ngẩng đầu nhìn tử sơn, núi này rất cao, người bình thường là không bò lên nổi, nhưng tô quản những hải tặc này lại leo đi lên. Như thế cho hắn cảnh tỉnh, tả đại quan hỏi, xài bạc để các ngươi đến cướp bóc người kia là ai, nói đều nói, loại tình huống này, Tô Quảng cũng không có dấu giếm nữa, thẳng thắn từ rộng nói, tiểu nhân cũng không biết hắn là ai, giao dịch thời điểm, hắn là mang theo mặt nạ, hắn nói hắn gọi Trương Nhị Lan, nhưng ta cảm thấy đây nhất định không phải tên thật của hắn, nghe giọng nói, giống như là Xích Vân Quốc bên kia, Trương Nhị Lan. Xích Vân Quốc, tả đại quan đem hai cái này tin tức trọng yếu ghi nhớ, sau đó đưa tay để tuần vệ đội động thủ, đem hải tặc đều bắt sống, Tô Quản phản kháng nói nói bỏ qua chúng ta. Tả đại quan nói, ta cũng không có đáp ứng, chớ phản kháng, miễn cho đao kiếm không có mắt, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, tha các ngươi một mạng. Thấy một cái tuần vệ đội lấy ra hắc hỏa cầu, trong biển còn chạy ra thật là nhiều cá mập hổ kình, tô quản cả kinh đem đao ném một cái, nhấc tay đầu hàng, đừng đánh, chúng ta đầu hàng, tất cả hải tặc đều bị bắt sống, rơi vào trong biển những hải tặc kia cũng bị vớt lên, còn lại một hơi thấy các huynh đệ không chết tuần vệ đội cũng không giết người tô quản giơ tay âm thầm nhẹ nhàng thở ra cùng các huynh đệ tính mạng so sánh cốt khí không có chút nào sẽ trọng yếu biết rõ đánh không lại còn đánh cái gì đánh kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tô quản là cái người biết chuyện hải tặc bị mang lên diễm hỏa đảo cùng những cái kia đại cương quốc tướng sĩ mạng quốc tướng sĩ thành cá mè một lứa Tây Tần Quốc cái này bốn quốc gia đột nhiên cùng một chỗ sông Xích Vân Quốc ra tay, bốn phía thụ địch phía dưới, Xích Vân Quốc đại loạn, biên cảnh nhiều lần thất thủ, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Xích Vân trong đại quân, Kim Dục cùng Lương Nguyên trị liệu một cái trên đường nhìn thấy lây nhiễm đậu mùa lưu dân, tại vợ chồng bọn họ hai người toàn lực trị liệu xong, lưu dân bệnh tình có thể khống chế. Một bên trợ thủ thuận tiện học tập quân y cùng trẻ tuổi các tướng sĩ đều đối Kim Dục hai người bội phục vạn phần, được ích lợi không nhỏ trở lại chỗ nghỉ ngơi kim dục đối lương nguyên nói đậu mùa cùng bốn quốc bỗng nhiên khai chiến đều rất quỷ dị ở trong đó nhất định là có người đang dở trò chẳng biết tại sao ta ngay lập tức liền nghĩ đến cái kia yếu điểm long thiên thần người lương nguyên nói ta cũng ngay lập tức nghĩ đến người kia luôn cảm thấy đậu mùa cùng biên cảnh chiến tranh cùng hắn thoát không khỏi liên quan kim dục nhìn về phía bên ngoài lều cũng không biết kinh thành bên kia Long Thiên Thần tra được cái gì không có, tình huống bây giờ phức tạp, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, phải làm hai tay chuẩn bị mới được. Lương Nguyên nói, quân y cùng rất nhiều tướng sĩ đều học xong đậu mùa phương pháp trị liệu, chúng ta là thời điểm rời đi. Bọn hắn không có khả năng một mực đợi tại trong đại quân, làm việc tại rất không tiện. Chương 371, trở lại nham cốc thành, đại quân đi tới Giang Thành thời điểm, có tướng sĩ vội vàng xông vào chủ trướng bên trong, nguyên soái, không tốt, dịp thần y vợ chồng hai người, bọn hắn, bọn hắn, đang uống cháo công tôn nhị cửu vội vàng hỏi, bọn hắn làm sao rồi, hai vị này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu nhân vật, không có bọn hắn, đầu mùa liền trị không hết, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, dọc theo con đường này, hắn phái rất nhiều người bảo vệ bọn hắn. Tiểu tướng nói, Diệp thần y ở doanh trướng lửa cháy, đại cương quốc chui vào tiến đến sát thủ thả lửa, Diệp thần y cùng Diệp phu nhân chôn thay tại đại hỏa bên trong, công tôn nhị cửu tức giận, cái gì, hắn nhanh chân chạy ra ngoài, đến ám sát hiện trường thời điểm, doanh trướng đã bị thiêu đến không còn một mảnh, trên mặt đất chỉ còn lại hai cổ ôm nhau sát chết cháy, công tôn nhị cửu ngã xuống đất, nghẹn ngào hô to, Diệp thần y, cứu vất vạn dân Diệp thần y cùng Diệp phu nhân bị hỏa thiêu chết, hung thủ trốn không có bị bắt được, xích vân các tướng sĩ phẫn nộ vạn phần tìm kiếm khắp nơi hung thủ, trống giận muốn sang bằng đại cương quốc, vì dịp thần y hai người báo thù. Công tôn nhị cửu sắc mặt băng lãnh trở lại chủ trướng bên trong, quân sư cùng đi theo vào, thấp giọng nói, nguyên soái đại cương quốc vì sao muốn hại chết dịp thần y cùng dịp phu nhân, bọn hắn là trị liệu đậu mùa thần y, các nước đều cầm đậu mùa không có cách nào, sợ hãi đậu mùa từ xích vân quốc truyền đi, nên sẽ bảo vệ tốt dịp thần y bọn hắn mới đúng, như thế nào giết bọn hắn, ở trong đó nhất định có âm mưu đậu mùa từng tại đại cương quốc xuất hiện chư quốc bên trong chỉ có đại cương quốc có thiên hoa đại cương quốc so với chúng ta càng cần hơn dịp thần y hai vợ chồng dạng này thần y nhưng bọn hắn lại phái người giết dịp thần y chẳng lẽ đại cương quốc là hy vọng đậu mùa tại xích vân quốc khuếch tán đến đã xảy ra là không thể ngăn cản sao đậu mùa có phải hay không là đại cương quốc âm thầm mang tới cái này đáng sợ ý nghĩ mới ra quân sư mặt nháy mắt trợn nhìn, nếu thật là bộ dạng này, kia đại cương quốc cũng quá đáng sợ, vì bản thân tư dục, lại để đậu mùa bốn phía khuếch tán, bọn hắn cũng không sợ truyền đến quốc gia khác đi, gây nên công phẫn, công tôn nhị cửu trong lòng kỳ thật cũng có này phỏng đoán, nhưng ý nghĩ này quá mức tàn nhẫn, hắn từ đầu đến cuối không thể tin được, đại cương quốc sẽ làm ra như thế phát rồ sự tình tới, chúng ta không có chứng cứ. Không muốn đoán mò nghĩ công tôn nhị cửu thản nhiên nói diệp thần y bọn hắn mặc dù chết rồi nhưng đậu mùa trị liệu phương pháp nhưng không có ném gian thành bên trong bốn phía đều là lây nhiễm đậu mùa nạn dân việc cấp bách là phải nhanh ổn định gian thành đem nơi này khống chế lên nhất định không thể bị bốn quốc quân đội công phá ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý chờ tiến vào gian thành trị liệu đậu mùa đồng thời hắn muốn phái người đi ngầm ra đại cương quốc đậu mùa để tất cả quốc gia cảm thấy sợ hãi bốn quốc mỗi lần xâm chiếm một tòa xích vân thành trì liền sẽ đem trong thành tất cả nhiễm đậu mùa người giết chết đốt cháy vô luận nam nữ già trẻ chỉ cần nhiễm đậu mùa đều trốn không được bị giết vận mệnh đại quân tiến vào giang thành đây là tiêu giao vương đất phong giờ phút này còn chưa bị địch quốc xâm lấn nhưng bởi vì đậu mùa nguyên nhân giang thành đã là nhân gian địa ngục khắp nơi có thể thấy được đều là lây nhiễm đậu mùa nạn dân công tôn nhị cửu lập tức hạ lệnh sai khiến quân y dẫn người trị liệu nạn dân đem tất cả nạn dân đều hướng một chỗ tụ tập thuận tiện quản lý cùng trị liệu các tướng sĩ đâu vào đấy thi hành mệnh lệnh ai cũng không có phát hiện có hai người lặng yên ra khỏi cửa thành hướng phía nham cốc thành phương hướng mà đi nham cốc thành cũng có thiên hoa chỉ có điều bởi vì người ít quan hệ tình huống không bằng gian thành nghiêm trọng từ khi năm đó nham cốc thành ngăn trở mạng nhân tiến công sống qua mùa đông về sau nham cốc thành liền thành xích vân quốc trọng yếu pháo đài đạt được triều đình coi trọng không chỉ có như thế nham cốc thành bên trong dân chúng còn cần kim dục năm đó lưu lại hạt giống cùng phương pháp trồng trọt trồng ra đủ loại cây nông nghiệp nham cốc thành đã không còn là trước kia kia cái gì đều không có thê lương chi thành dân chúng trồng ra đồ ăn mặc dù không phải rất nhiều nhưng cũng đầy đủ ấm no hàng năm mùa đông không cần lại bỏ gần tìm xa đi khác thành trì mua lương chiến tranh khẩn trương nham cốc thành bốn phía ẩn tàng vô số lính tuần tra giả chết chạy ra xích vân đại quân kim dục cùng lương nguyên khôi phục diện mạo như trước cắt cưỡi một con ngựa nhi hướng phía nham cốc thành mà đến tại sắp tới gần nham cốc thành thời điểm kim dục thừa dịp bốn phía không người đem con ngựa thu vào không gian bên trong cùng lương nguyên đi bộ hướng nham cốc thành tiếp tục đi tới đi vào giao lộ bị nứt trong bóng tối lính tuần tra phát hiện tới đây người nào cần làm chuyện gì đi hướng nơi nào thấy kim dục hai người không giống như là lây nhiễm đậu mùa người lại cũng không phải binh sĩ hoặc là nước khác người một cái lính tuần tra đi tới cảng bọn họ lại hai người chất vấn thời kỳ chiến tranh nham cốc thành xin miễn người ngoài đi vào mau mau rời đi kim dục lấy ra long thiên thần cho lệnh bài ta hai người phụng tiêu giao vương chi mệnh đến đây trị liệu đậu mùa nham cốc thành từng phải tiêu giao vương ân huệ, năm đó bọn hắn bị mạng quân đẩy vào tuyệt cảnh, tiêu giao vương mang binh đến đây giúp đỡ, hình tượng, đến nay làm bọn hắn khó quên, tại kim dục hai người trước mặt cái này lính tuần tra, là nham cốc thành bên trong thổ sinh thổ trưởng người, tiêu giao vương tham gia quân ngũ đánh lui mạng quân cứu nham cốc thành năm đó, hắn mới 10 tuổi, rất vinh hạnh cũng tham dự năm đó chiến đấu, giờ phút này nhìn thấy lệnh bài, lính tuần tra lập tức liền kích động, đưa tay tiếp nhận lệnh bài cẩn thận xem xét còn hỏi kim dục hai người có nhiều vấn đề muốn xác định thân phận của bọn hắn hỏi hỏi hắn đã cảm thấy kim dục cùng lương nguyên cùng nhìn quen mắt ta trước kia có phải là gặp qua hai vị lính tuần tra hỏi thấy cái này lính tuần tra cũng không hề để ý tiêu giao vương hiện tại phản tặc thân phận vui lòng nói chuyện cùng bọn họ lương nguyên liền biết nhâm cốc thành vẫn là hướng về tiêu giao vương cùng diêm tướng quân bọn hắn quả nhiên không có tới sai chỗ lương nguyên nói vợ chồng chúng ta hai người từng tới nham cốc thành cùng diêm tướng quân là lão bằng hữu ta tên lương nguyên phu nhân ta tên là kim dục lính tuần tra bỗng nhiên trợn to hai mắt a a a ta nhớ tới ta liền nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu hóa ra là ân công a à, ta gặp qua các ngươi tướng quân gian phòng bên trong có các ngươi chân dung là chính hắn họa không quá giống các ngươi Kim Dục Lương Nguyên hai cái danh tự này mới ra, không cần lại dùng cái khác chứng minh, lính tuần tra lập tức tin tưởng Kim Dục hai người, không hỏi thêm nữa, trực tiếp thả bọn họ đi vào, còn tự thân dẫn đường. Đồng dạng vẫn là trước kia đầu kia gặp gần đường núi, xe ngựa không thể thông hành, cách một khoảng cách, liền có một cái lính tuần tra, mỗi một cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện người tài, bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt cương vị, lại khổ lại mệt mỏi, cũng sẽ giữ vững tinh thần đến tiếp tục thủ vệ nham cất thành sắp đến cửa thành thời điểm kim dục nhìn thấy một cái lính tuần tra sắc mặt có chút không đúng nàng gọi lại lương nguyên cùng dẫn đường lính tuần tra đi thăm dò nhìn bắt mạch về sau lương nguyên chẩn đoán được cái này lính tuần tra lây nhiễm đậu mùa chỉ là vừa mới lây nhiễm còn chưa có xuất hiện chứng phát ban những cái này nghiêm trọng triệu chứng bệnh tình không nghiêm trọng lương nguyên cho hắn uống thuốc hoàng cùng dẫn đường lính tuần tra cùng một chỗ đem cái này lính tuần tra mang vào thành tiến thành nhìn một cái kim dục cặp vợ chồng kinh ngạc phát hiện nham cốc thành bên trong trật tự lại không có chút nào bởi vì đậu mùa mà hỗn loạn tất cả bách tính cùng thủ thành binh đều rất có quy luật tại một vị tướng quân an bài xuống tụ tập đến hai nơi địa phương thuận tiện đại phu trị liệu mà trong thành tất cả đại phu cũng không có bởi vì tai nạn mà ly biệt quê hương toàn bộ lưu lại cùng tất cả thủ thành quân cùng bình dân cùng chung hoạn nạn. Chương 372, đưa hạt giống ân nhân, nham cốc thành bách tính không nhiều, mới hơn hai vạn người, nhưng bọn hắn rất đoàn kết, tùy thời đều có thể toàn dân thành binh. Trong thành có thật nhiều lão tướng sĩ, trong đó có mấy cái đều là năm đó cùng kim dục hai người đã từng quen biết, giờ phút này nhìn thấy kim dục hai người, bọn hắn kích động vạn phần, nhiệt tình tiếp đãi kim dục hai người, lương nguyên hỏi cái này chút lão tướng, trong các ngươi phải chăng có một vị gọi là trịnh nguyên hà một vị lão tướng nói ngài nói là trịnh phó tướng hắn tại nước sông vừa làm chỉ huy đâu địch nhân rất nhanh liền sẽ đánh tới bọn hắn không thể ngồi mà chờ chết nhất định phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng coi như đánh không lại cũng không thể mặc người chém giết lương nguyên nói có thể mang bọn ta đi nước sông bên cạnh gặp một chút trịnh phó tướng chúng ta tới nơi này trước đó gặp qua diêm tướng quân Diêm tướng quân có việc tạm thời không thể tới, có chuyện để chúng ta chuyển đạt cho trịnh phó tướng. Các lão tướng nhìn thật sâu lương nguyên cùng kim dục liếc mắt, gặp bọn họ thần sắc thản nhiên, mượn cớ đi thương lượng một phen, mới trở lại đối lương nguyên nói, tốt, chúng ta sắp xếp người mang các ngươi đi qua. Lương nguyên hai người cảm kích, hai vợ chồng rất mau cùng theo các lão tướng an bài người tới nước sông một bên, tìm được vị kia diêm tướng quân cực kỳ tín nhiệm trịnh phó tướng, người này gần 50 niên kỷ, tóc trắng một nửa, thân hình cao lớn tráng kiện, so với bình thường thanh niên nhìn xem còn tinh thần, cho người ta một loại rất có khí tiết rất biết đánh cảm giác. Trịnh Nguyên Hà không phải nham cốc thành người địa phương, hắn quê quán tại phương Bắc, thiên tai năm đó bị cưỡng ép bắt sản khoái binh, sau trên chiến trường gặp gỡ diêm tướng quân, bị diêm tướng quân năng lực tinh phục, trải qua nhiều lần sinh tử chi khó về sau, Trịnh Nguyên Hà triệt để quy thuận diêm tướng quân, đi theo diêm tướng quân đến nham cốc thành thành nham cốc thành bên trong một viên trịnh nguyên hà chưa từng gặp qua lương nguyên cùng kim dục nhưng nhìn thấy bọn hắn lấy ra diêm tướng quân tính vật còn nói ra chỉ có hắn cùng diêm tướng quân mới biết được bí mật trịnh nguyên hà tạm thời tin bọn hắn hỏi diêm tướng quân có lời gì mời các ngươi chuyển đạt lương nguyên đem hắn đưa đến địa phương không người mới thấp giọng cùng hắn nói vài câu xích vân trời đã biến diêm tướng quân nói hắn đã làm quyết định sẽ cùng tiêu giao vương đứng chung một chỗ hỏi ngươi là thế nào nghĩ nếu là ngươi muốn một mực cùng hắn sống vai chiến đấu vậy liền dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm nghe lời này trịnh nguyên hà vẻ mặt cứng lại không chút nghĩ ngợi mà nói nghĩ như thế nào đương nhiên là toàn nghe hắn chúng ta cũng đã có nói muốn làm cả một đời tốt huynh đệ hắn đối diêm tùng chọn đứng tại tiêu giao vương bên này quyết định không có chút nào cảm thấy bất ngờ tiêu giao vương đối nham cốc thành có đại ân cùng diêm tùng trên chiến trường sống vai chiến đấu qua nhiều năm bọn hắn quan hệ trong đó cũng không phải hoàn thượng cái kia hôn quân có thể so sánh diêm tùng rất ngoan cố nhưng không ngốc hắn biết mình cần chính là cái gì đồng dạng trịnh nguyên hà cũng biết mình cần chính là cái gì nói đi diêm tướng quân đối ta hạ những cái kia mệnh lệnh ta chắc chắn tuân theo trịnh nguyên hà nói lương nguyên rất thưởng thức hắn nghĩa khí cười đem diêm tướng quân mệnh lệnh từng cái chuyển cáo hắn để ngươi nghe chúng ta hai vợ chồng thu xếp, dẫn đầu tất cả thầy thuốc, chữa khỏi đậu mùa bệnh nhân, cũng triệu hồi diêm cốc quân, dẫn đầu diêm cốc quân chạy về phía các nơi, trị liệu đậu mùa bệnh nhân. Trịnh Nguyên Hà không hiểu, trị đậu mùa là rất trọng yếu, nhưng bốn quốc xâm lấn, chúng ta như đem tất cả binh lực đều phóng tới đậu mùa bên trên, bốn quốc người đánh vào đến nhưng như thế nào là tốt. Lương Nguyên thản nhiên nói, coi như không có đậu mùa, bốn quốc chỉ cần tề lực ra tay, xích vân quốc tập trung tất cả binh lực, cũng là đánh không lại, các ngươi hiện tại chẳng qua là tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Mặc dù Lương Nguyên nói sự thật, nhưng Trịnh Nguyên Hà vẫn là không phục, hắn không muốn cứ như vậy nhận thua, hắn cho dù chết, cũng phải liều mạng trong coi nham cốc thành, bảo hộ tất cả bách tính. Lương Nguyên nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, ngươi nghĩ bảo hộ, cũng là Diêm tướng quân muốn bảo hộ, càng là tiêu giao vương muốn bảo hộ, Diêm tướng quân đã hạ mệnh lệnh như vậy, tất nhiên là có đạo lý của hắn, ngươi biết cách làm người của hắn, hắn là sẽ không trơ mắt nhìn xem nham cốc thành gặp nạn mặc kệ, cho nên, ngươi chỉ cần tuân mệnh làm việc liền tốt, trịnh nguyên hà nháy mắt bị điểm tỉnh, cũng thế, hắn như là đã lựa chọn đi theo diêm tướng quân, vậy liền hảo hảo làm việc là được, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, bản phó tướng biết phải làm sao, lương huynh đệ, đa tạ. Thừa dịp Lương Nguyên cùng Trịnh Nguyên Hà nói chuyện công phu, Kim Dục đi vào mép nước xem xét tình huống, nàng phát hiện Thiên Lý Giang cùng trước kia đã không giống, trước kia đầu này sông bởi vì nước chất nguyên nhân, là không có cá, nhưng là hiện tại, trong nước sông có cá, hơn nữa còn rất nhiều, lại lớn lại mập, nàng nhìn thấy tại bờ sông bố phòng các tướng sĩ bắt đến rất nhiều cá. Kim Dục đáy mắt hiển hiện nghi hoặc, sau đó nghĩ đến năm đó rời đi nham cốc thành thời điểm, nàng dường như tại Thiên Lý Giang bên trong vung rất nhiều nước linh tuyền lúc ấy chính là nghĩ đến dùng nước linh tuyền cải thiện thiên lý gian nước chất nhưng nước suối vung vào trong nước về sau cũng không có gì thay đổi nàng còn tưởng rằng nước linh tuyền đối thiên lý gian vô dụng hoặc là nước suối quá ít thiên lý gian quá lớn nước suối phát huy không được tác dụng quá lớn trong lòng còn rất tiếc nuối nhưng bây giờ xem ra năm đó nàng vung nước linh tuyền không phải không dùng chỉ hiệu quả phát huy tương đối chậm những năm này đi qua thiên lý gian đã đổi biến bất kể có phải hay không là bởi vì nước linh tuyền thay đổi thiên lý gian bên trong có cá kia là chuyện tốt to lớn diêm tướng quân cũng thật là chuyện tốt như vậy lần trước lúc gặp mặt cũng chưa nói cho bọn hắn biết đại khái là quên đi lương nguyên cùng trịnh nguyên hà nói dứt lời thấy kim dục đang nhìn nước sông đi tới lương nguyên nhìn xem trong nước cá hỏi trịnh nguyên hà đầu này sông là khi nào có cá trịnh nguyên hà cười nói a à, chính là năm đó bị mạng quân vây quét phải vương gia cứu giúp về sau băng tuyết hòa tan trong nước liền bỗng nhiên có cá kim dục nói đầu này sông so trước kia càng thêm trong veo dựa vào trồng lương thực còn có trong nước cá dân chúng có phải là đều không tiếp tục đói bụng trịnh nguyên hà gật đầu không có đói bụng trong thành lương thực nhiều ăn đều ăn không hết hàng năm dân chúng đều sẽ có rất nhiều tồn lương cầm rất nhiều lương thực ra ngoài bán đâu a à, còn có nhân sâm quả đây là đặc sản của chúng ta nơi này địa phương khác đều không có ta nghe diêm tướng quân nói cái này nhân sâm quả hạt giống là người khác đưa tặng phương pháp trồng trọt cũng là người kia báo cho nhưng cụ thể là ai tặng diêm tướng quân chưa hề nói không chỉ có là nhân sâm quả hạt giống trong thành còn có rất nhiều loại tử đều là người kia đưa tặng hắn nói đến đây lời nói thời điểm lặng lẽ nhìn lương nguyên cùng kim dục liếc mắt hắn đối hai người này chưa quen thuộc nhưng diêm tướng quân có thể đem chuyện của hắn nói cho hai người này có thể thấy được đối hai người này tín nhiệm trình độ cái này khiến hắn nhịn không được phỏng đoán đưa hạt giống người kia chẳng lẽ chính là hai vị này không phải diêm tướng quân làm sao lại như thế tín nhiệm hai người này đang nghĩ ngợi thời điểm lương nguyên đột nhiên nhìn qua trịnh nguyên hà lập tức ho nhẹ một tiếng thông dong bình tĩnh thu hồi ánh mắt cho nên nói nham cốc thành có thế có hôm nay phong quang đều là vị kia đưa hạt giống ân nhân công lao kim dục lại nói người kia đưa hạt giống không giả thế nhưng phải có người đi tin tưởng có người đi trồng có người đi thủ hộ cho nên không thể nói tất cả đều là công lao của hắn trịnh nguyên hà dạ lương phu nhân nói rất đúng lương nguyên mắt nhìn sắc trời thời điểm không còn sớm chúng ta về sớm một chút đi đem sự tình đều an bài tốt sớm một chút ngăn chặn đậu mùa không thể lại để cho nó khuếch tán Trịnh Nguyên Hà gật đầu, lập tức kêu lên mấy người, cùng hắn cùng một chỗ mang theo Kim Dục hai người về thành, tiến trong thành, dùng cơm tối, Kim Dục bọn người liền triệu tập trong thành tất cả thầy thuốc, đem trị liệu đậu mùa đơn thuốc truyền xuống dưới, cũng lấy ra dược hoàng, khi bọn hắn mặc cho đậu mùa bệnh nhân phục dụng, nói cho bọn hắn hẳn là chú ý địa phương, dạy bảo bọn hắn chế tác dược hoàng, các thầy thuốc được ích lợi không nhỏ, vô cùng cảm kích, học được cực kỳ nghiêm túc. Chương 373, Đại cương quốc tội ác, một đêm dạy bảo về sau, các thầy thuốc đem trọng yếu chỗ toàn bộ nắm giữ, cũng tại kim dục hai người chỉ đạo dưới, trị liệu một chút đậu mùa bệnh nhân, mới gặp thành quả. Lương Nguyên kiên nhẫn đối với mấy cái này thầy thuốc nói, trừ trị liệu, chúng ta còn phải dự phòng, dự phòng đậu mùa phương pháp vì trồng bệnh đậu mùa. Các thầy thuốc tử tế nghe lấy, còn cầm giấy bút ghi lại, nhìn thấy những thầy thuốc này nghiêm túc thái độ, Kim Dục hai người yên tâm, đem phương pháp trị liệu truyền xuống về sau, liền đi bi bận biểu sự tình khác, còn lại giao tất cả cho Trịnh Nguyên Hà đến thu xếp. Không đến hai ngày thời gian, nham cốc thành bên trong đậu mùa liền đạt được khống chế, dân chúng kinh hỉ vạn phần, đối Kim Dục hai người càng thêm cảm kích, giúp đỡ bốn phía vơ vét dược liệu cần thiết. Trịnh Nguyên Hà nhìn thấy đây hết thảy, đối Kim Dục hai người năng lực càng thêm tinh phục hắn cùng kim dục cặp vợ chồng cùng một chỗ dẫn người tuần sát nham cốc thành bốn phía trịnh nguyên hà nói đại cương quốc cùng đậu mùa đấu tranh gần trăm năm thời gian cũng không thể tìm tới phương pháp trị liệu chưa từng nghĩ rơi xuống ta xích vân quốc không đến mấy tháng liền chữa lành lương huynh đệ lương phu nhân các ngươi là xích vân quốc đại ân nhân a kim dục cười nói ân nhân chưa nói tới chúng ta cũng không muốn làm vĩ nhân chúng ta chỉ là tại làm mình đủ khả năng sự tình Nàng nói đến đây chỗ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy một người, người kia hơn 30 tuổi, là cái đậu mùa bệnh nhân, trên mặt đều là chứng phát ban, mặt phế phẩm, giống như là một cái tên ăn mày, kia khí chất trên người, nhưng lại cùng phổ thông tên ăn mày có chút khác biệt, mới nàng cùng Trịnh Nguyên Hà lúc nói chuyện, người này tổng thỉnh thoảng lén bọn hắn, hắn cho là mình làm nhiều cẩn thận, lại không biết từng hành động cử chỉ của mình đều bị Lương Nguyên phát hiện. Lương Nguyên cùng Kim Dục liếc nhau, không chút biến sắc cùng Trịnh Nguyên Hà nói sang chuyện khác, kêu lên Trịnh Nguyên Hà đi một chỗ khác tuần tra, thấy Kim Dục mấy người biến mất tại chỗ rẻ, tên ăn mày kia nam tự ánh mắt lạnh lùng mấy phần, đêm, yên tĩnh, không trăng không sao, Kim Dục cùng Lương Nguyên bận biểu cả ngày, mệt mỏi toàn thân không còn khí lực, về Trịnh Nguyên Hà để người chuẩn bị gian phòng nghỉ ngơi, rửa mặt xong nằm dài trên giường, hai người không bao lâu liền ngủ mất trong thành bởi vì đậu mùa có thể khống chế, dân chúng đến trong đêm, cũng đều nằm ngủ, không còn giống trước đó như vậy trong đêm đau khổ dãy dụa kêu rên. Một bóng người leo tường mà vào, tránh đi tuần tra quân, lặng yên lặng xuống kim dục hai người nghỉ ngơi địa phương, đâm thủng giấy cửa sổ, cắm vào một cây cái ống, thổi sương mù vào nhà, sương mù phiêu tán đến bên giường, người trong phòng lập tức ngủ được càng chìm, người tới ánh mắt lạnh lẽo, mở cửa sổ mà vào, đi vào bên giường, huy động chủy thủ đâm xuống, soạt, chủy thủ còn chưa rơi xuống, lương nguyên liền bỗng nhiên mở mắt ra, tay mắt lanh lẹ bắt người kia, cầm chủy thủ tay, lại một bao thuốc bột phun đi qua, người này nháy mắt toàn thân như nhũng ra, ngã nhào trên đất, hắn khó có thể tin trợn to hai mắt, muốn lên, lại không làm gì được, lương nguyên từ trên giường đứng dậy, một bên kim dục cũng từ trên giường xuống tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất cái này người, đem hắn buộc kim dục cầm một sợi dây thường ra tới giao cho lương nguyên lương nguyên đem người này trói gô lên tiếng cũng không kêu một tiếng thật là người tâm sao kim dục xích lại gần cái này người mắt nhìn lương nguyên thắp đèn gian phòng lập tức phát sáng lên cửa bị đẩy ra trịnh nguyên hà mang lên hai cái tướng sĩ vào phòng nhìn thấy phòng bên trong tình huống sắc mặt nháy mắt biến nham cốc thành bên trong lại thật sự có mật thám người trước mắt này tên là vương a đại là Nam Cốc thành người địa phương, nhưng ở 14 tuổi thời điểm, hắn liền rời đi Nam Cốc thành ra ngoài sông Sáo, nửa năm trước mới từ bên ngoài trở về, hắn đi ra những năm kia, người nhà đều qua đời, cho nên trở về về sau, Vương A đại trong nhà cũng không có người nào khác, mà hắn bên ngoài những năm kia, cái gì cũng không có xông ra đến, không có lấy vợ sinh con, lẽ loi một mình, cũng bởi vì đắc tội quý nhân, bị rút đầu lưỡi, trở lại Nam Cốc thành nửa năm này nghèo rất mùng tơi không có gì cả vương a đại một mực rất chăm chỉ thành thật sẽ còn trợ giúp quê nhà hàng xóm làm việc đi tế bái thân nhân thời điểm biểu hiện được cũng rất hiếu thuận ai cũng nghĩ không ra hắn thế mà lại là mật thám nhìn thấy trịnh nguyên hà vương a đại liền biết mình đã bại lộ hắn thê lãnh cười một tiếng vẫn như cũ không trên một tiếng giống như nằm ngửa trịnh nguyên hà tức giận đến không được một chân đạp tới ngươi đến cùng là ai Vương A đại A à A à hai tiếng, nói không ra lời. Trịnh Nguyên Hà lập tức liền nghĩ để người đem hắn buộc, dẫn đi chặt chẽ thẩm vấn. Kim Dục lại ngăn cản, hỏi Vương A đại, ngươi biết viết chữ sao? Vương A đại lạnh lùng chế dễu nhìn xem nàng cười. Kim Dục nga một tiếng, ngươi hội, Vương A đại. Ta cái gì cũng không nói, ngươi lẩm bẩm cái rắm, sẽ như thế nào, sẽ không lại như thế nào, lão tử cái gì cũng sẽ không nói hắn rất có cốt khí nhìn chầm chầm kim dục cùng lương nguyên. Lương nguyên không thèm để ý, từ kim dục nơi này tiếp nhận một viên thuốc, đối trịnh nguyên hà nói, các ngươi đi ra ngoài trước, cái này người giao cho chúng ta đến thẩm vấn, ta có độc nhất vô nhị thẩm vấn thủ đoạn, nhưng không thể cho các ngươi nhìn. Trịnh nguyên hà nghi ngờ nhìn hắn hai mắt, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, mang lên người liền ra ngoài. Phòng bên trong chỉ còn lại Vương A Đại cùng Kim Dục hai người, vừa đóng cửa bên trên, lương nguyên liền lập tức đem nói thật hoàng nhét vào vương a đại trong miệng một mực tìm không thấy manh mối ngươi xuất hiện rất là thời điểm đến nói cho ta ngươi đều biết thứ gì đậu mùa là không phải ngươi mang tới ai sai sử ngươi tới lương nguyên kéo lấy vương a đại từ trong nhà ra tới đem vương a đại ném đến trịnh nguyên hà trước mặt hỏi xong thật sự là hắn là người câm nói không ra lời miệng bên trong cũng giấu độc bị ta lấy đây là hắn viết hắn đem một trang giấy đưa cho Trịnh Nguyên Hà. Trịnh Nguyên Hà nhận lấy mắt nhìn, đáy mắt hiện lên chấn kinh cùng phẫn nộ. Lương Nguyên thản nhiên nói, hắn không phải Vương A Đại, hắn gọi Trần Tam Hổ, là đại cương quốc người, Vương A Đại ra ngoài sông sáo thời điểm, bị một cái quý nhân nhìn trúng, đưa đi đại cương quốc làm mật thám, về sau bị phát hiện, chết tại đại cương quốc, Trần Tam Hổ dáng dấp cùng hắn tương tự, thay thế hắn thân phận, hắn sẽ đến xích vân quốc là vì truyền bá đậu mùa. Trịnh Nguyên Hà tức giận đến thân thể run rẩy, đậu mùa là đại cương quốc mang tới. Bọn hắn là điên rồi sao, biết rõ không có trị liệu biện pháp, lại vì bản thân tư dục để đậu mùa khuếch tán, hậu quả ai đến gánh chịu. Lương Nguyên nói, đại cương quốc hoàn toàn chính xác không có trị liệu đậu mùa biện pháp, nhưng là cùng đậu mùa đấu tranh nhiều năm như vậy. Bọn hắn bao nhiêu cũng suy nghĩ ra một chút áp chế đậu mùa phương pháp, không thể trị tận gốc chỉ có thể áp chế, chỉ cần có thể ngăn chặn đậu mùa, tại thích hợp thời điểm không để cho khuếch tán, đại cương quốc liền có thể đạt tới mục đích của bọn hắn. Trịnh Nguyên Hà nhìn xem trên giấy nội dung, bọn hắn đại cương quốc mục đích, chính là thống nhất thiên hạ. Bọn hắn cũng xứng. Một đám không phải thứ gì đồ chơi, không chỉ là nham cốc thành, kinh thành cùng với các thành trì đậu mùa, đều là đại cương quốc dở trò quỷ, vương A đại chỉ là một cái truyền bá đậu mùa công cụ chính hắn cũng là đậu mùa người bệnh đã sớm đem sinh tử không để ý thứ hắn biết cũng không làm sao toàn diện ví dụ như đại cương quốc tổng cộng thu xếp bao nhiêu cái mang theo đậu mùa người chui vào xích vân quốc trừ xích vân quốc có hay không lẻn vào đến địa phương khác những chuyện này vương a đại cũng không biết được lương nguyên thản nhiên nói trịnh phó tướng đại cương quốc tội ác ngập trời tội của bọn hắn nhất định phải công bố thiên hạ thụ thế nhân thảo phạt chúng ta phải tăng tốc hành động, giấu ở xích vân quốc những cái kia đại cương quốc truyền nhiễm người, vương gia bên kia sẽ để cho người đi thăm dò, người bên này giữ nguyên kế hoạch làm việc. Trịnh Nguyên Hà nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng, hắn gật gật đầu, ta minh bạch, lương huynh đệ, đêm nay lại nhảy các ngươi, vương A đại ta mang đi, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Trịnh Nguyên Hà rất mau dẫn lấy vương A đại rời đi, cũng sắp xếp người tiếp tục điều tra nham cốc thành nhìn xem còn có hay không cái gì nhân vật khả nghi. Lương Nguyên trở về nhà, Kim Dục không có ngủ, mở mắt nằm ở trên giường chờ lấy hắn trở về, đợi Lương Nguyên nằm xong, Kim Dục nằm tại trong ngực hắn nói, chúng ta lại hiểu được bận biệu, chương 374, cung trong đại loạn, Lương Nguyên thở dài nói, đúng nha. Muốn về nhà là không thể nào, nhất định phải đem sự tình đều làm xong, đại cương quốc làm một màn như thế, sự tình càng phát ra phức tạp, chúng ta phải sớm làm dự phòng thuận tiện còn phải báo cho long thành quốc chiếu quốc một tiếng đại cương quốc không chỉ có tại xích vân quốc đầu nhập vào truyền nhiễm người còn tại quốc gia khác cũng đầu nhập vào không ít truyền nhiễm người đại cương quốc chính là muốn thiên hạ đại loạn tại những quốc gia này thụ đậu mùa trọng thương thời điểm lại lấy khống chế đậu mùa khuếch tán làm lý do theo thứ tự đối với mấy cái này quốc gia khai chiến cùng nước khác cùng một chỗ chia cắt tây tần quốc nam ninh quốc Mạn quốc cái này Tam quốc có lẽ còn không biết, bọn hắn cũng là đại cương quốc để mắt tới lớn thịt mỡ, hôm nay bọn hắn cùng một chỗ Xích Vân quốc ra tay, ngày sau, đại cương quốc cũng có thể lấy đồng dạng lấy cớ cùng quốc gia khác liên thủ ra tay với bọn họ, đến cuối cùng, chỉ còn đại cương quốc một nhà độc đại, bọn hắn muốn tìm tới đại cương quốc chứng cứ phạm tội, công bố ra ngoài, gây nên chư quốc tức giận. Tìm kiếm hai ngày, Trịnh Nguyên Hà không có tìm được cái khác người khả nghi lại thu được một phong thư, là Diêm Tùng để người đưa tới, hắn đã đến biên quan, lại tìm cơ hội để Diêm Cốc Quân nổ chết, từ biên quan đi ra ngoài, dọc theo đường cứu chữa bách tính đồng thời, đi cùng tiêu giao vương sẽ hòa, để Trịnh Nguyên Hà đi gian thành chờ hắn. Trịnh Nguyên Hà rất nhanh liền xuất phát, chỉ có Kim Dục cặp vợ chồng biết hắn đi nơi nào, những người còn lại cũng không biết được. Giang thành bên này đậu mùa tại công tôn nhị cửu cùng đại quân giúp đỡ dưới, đã được đến khống chế, công tôn nhị cửu đã mang theo đại quân đi biên quan, lưu lại một bộ phận người tại Giang Thành tiếp tục cứu chữa bách tính. Trịnh Nguyên Hà cải trang cách ăn mặc tiếng Giang Thành, tìm một gian khách sạn chờ lấy, mà cùng một thời gian, Kim Dục cùng Lương Nguyên rời đi Nham Cốc Thành, đi Khánh Thành bên kia, đi vào Thiên Cơ Lâu phân bộ, không bao lâu, phân bộ bên trong người nhao nhao ra tới, đi hướng xích vân quốc các nơi. Lương Nguyên cùng Kim Dục tại phân bộ đợi một đêm, Ngày thứ hai An Vị lấy xe ngựa rời đi Khánh Thành, hướng Lâm Châu Phủ mà đi, ven đường, cứu không ít đậu mùa bệnh nhân, còn giết 10 cái tham quan, kinh thành. Long Thiên Vũ ngày đêm bị ác mộng tra tấn, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, trên triều đình, đại phát tính tình, giết mấy cái vô tội thần tử, chúng thần lòng người bàn hoàng, long đông bất an, sợ kế tiếp chết là chính mình, tan triều về sau, văn thần đều vây hướng thừa tướng, lo lắng hỏi thăm một cái thần tử lo lắng hải hùng mà nói, thừa tướng đại nhân, hoàng thượng bệnh không phải tốt sao, vì sao gần đây giống như biến thành người khác, khỉ nộ vô thường, kêu đánh kêu giết, mặc kệ người khác nói cái gì, đều có thể đem hắn chọc giận, hoàng thượng hắn có phải là, thừa tướng lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói lung tung, thánh thượng sự tình, há lại ta chờ có thể nghị luận, Lý Thị Lan nói, dân gian đậu mùa, đạt được khống chế. Nhưng dân chúng đều đang nói, đậu mùa là tiêu giao vương để người trị tốt, ai cũng không cảm thấy là hoàng thượng công lao, tất cả đều hướng về tiêu giao vương bên kia, còn nói tiêu giao vương là trung tâm người, là tuyệt đối sẽ không tạo phản, hắn là oan uổng, để hoàng thượng phóng thích tiêu giao vương. Nhưng hôm nay tiêu giao vương đã biến mất nhiều ngày, từ đâu phóng thích, có thần tử lại nói, đậu mùa thật là tiêu giao vương để người giải quyết sao, không biết, đều là nói như vậy, cũng không biết thật giả bất kể có phải hay không là, dân chúng đều ghi nhớ tiêu giao vương công lao, hoàng thượng như còn muốn đem tiêu giao vương tìm trở về bắt vào đại lao, kia là không có khả năng, dân gian sẽ có náo động, thừa tướng nói, phía trước chiến sự căng thẳng, kinh thành lại loạn, liền không được, Lý Thị Lan nói, phái đi cùng bốn quốc đàm phán người, còn chưa tới đạt địa phương, liền bị bốn quốc lấy đậu mùa chi tên chém giết. Bọn hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không nghĩ cho xích vân quốc, Ta chờ thật không biết như thế nào cho phải. Chúng thần nhóm đang nói thời điểm, liền có một cái thái giám vội vàng mà tới. "Không tốt, hoàng thượng đem quý phi nương nương giết." Chúng thần kinh hãi. "Cái gì? Long Thiên Vũ không chỉ có giết quý phi, còn muốn bóp chết mình cùng quý phi sinh nhi tử?" Cũng chính là nhị hoàng tử, nhị hoàng tử mới 5 tuổi, bị Long Thiên Vũ bóp cổ nhất trong tay, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Cha, phụ hoàng, không, không!" nhị hoàng tử nói không nên lời một câu đầy đủ, phụ hoàng, ngươi mau buông ra nhị đệ, hắn nhanh không được, sáu tuổi nhỏ thái tử vội vàng mà đến, vốn định đến tìm hai hoàng đệ chơi đùa, lại nhìn thấy một màn đáng sợ này, hắn dũng cảm bổ nhào qua ôm lấy Long Thiên Vũ, muốn đem hai hoàng đệ theo cha hoàng trong tay cứu, nhưng Long Thiên Vũ đã điên dại, hai mắt đỏ bừng tất cả đều là tơ máu hắn mắt nhìn nhỏ thái tử, nổi giận trống to, nghịch tử. Ngươi cứ việc công kích trẫm, ngươi là nghĩ giết cha đoạt vị sao a à, trẫm còn chưa có chết còn trẻ còn có thế tiếp tục làm mấy chục năm hoàng đế khi cho phép làm càng như thế ngươi cùng tên tiểu súc sinh này đồng dạng đều là nghịch tử đều ước gì trẫm chết sớm một chút trẫm chết trẫm giang sơn chính là các ngươi trẫm sẽ không như các ngươi mong muốn các ngươi cho trẫm đi chết đi chết hắn duỗi ra một cái tay khác bóp lấy nhỏ thái tử cổ đem hắn cũng thật cao nhất lên, hai đứa bé bị nhấc trong tay, hô hấp khó khăn, một bên cung nhân nhóm dọa cho phát sợ, hoàng thượng hiện tại chỉ có hai đứa con trai, một cái thái tử, chính là hoàng hậu sở sinh, là trưởng tử, đường đường chính chính hoàng vị người thừa kế, một cái khác nhị hoàng tử, quý phi sở sinh, hai đứa bé nhu thuận hiểu chuyện, hôm nay lại phải gặp thân cha độc thủ, mặc kệ cung nhân nhóm như thế nào cầu xin tha thứ, Long Thiên Vũ đều không buông tay buông ra bản cung nhi tử nguy cấp thời điểm hoàng hậu chạy tới một chân đạp tại long thiên vũ trên lưng long thiên vũ bị đạp bay ra ngoài nhẹ buông tay hài tử cũng đi theo bay ra ngoài hai thân ảnh hiện lên tiếp được hai hài tử hoàng hậu phẫn nộ tới lại cho long thiên vũ một chân nàng là võ tướng nhà xuất thân biết một chút công phu quyền cước là cái dám yêu dám hận tính tình nếu là ngày trước nàng là tuyệt đối không dám đánh long thiên vũ nhưng là hôm nay, nàng thực sự nhịn không được. Ngày xưa Long Thiên Vũ bởi vì bệnh nổi điên đánh nàng thì thôi, hôm nay không gây tình giết hắn thương yêu nhất quý phi, còn muốn bóp chết hai đứa bé, cái này khiến nàng như thế nào tỉnh táo, nàng đã không có cách nào tỉnh táo, ngươi dám giết con ta, ta liền cùng ngươi liều mạng, đàn bà đánh đá, ngươi dám đánh trẫm. Bị đánh mộng Long Thiên Vũ rất mau trở lại qua thần đến, hắn là điên, nhưng võ công vẫn là ở hoàng hậu không phải đối thủ của hắn tăng thêm điên lực thực lực của hắn mạnh hơn mấy phần long thiên vũ một chân đem hoàng hậu đạp bay ra ngoài tại nàng vừa xuống đất thời điểm lại bổ nhào qua đem hoàng hậu đặt ở trên mặt đất một quyền lại một quyền nện ở hoàng hậu trên đầu a à, hoàng hậu tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong cung vang lên lại không người dám đi lên ngăn cản bởi vì đánh nàng người là đương kim hoàng đế chỉ chốc lát sau hoàng hậu liền máu me đầy mặt đau đến chóng mặt, nhưng Long Thiên Vũ lại còn không có dừng lại, hắn chỉ cảm thấy đầu óc nhói nhói thật nhiều, muốn kiếm chuyện chơi để phát tiết, hắn đi ra ngoài từ thị vệ nơi đó chiếm một cây đao, trở lại, hướng phía hoàng hậu cổ một đao chặt xuống, hoàng thượng, không thể. Hoàng hậu cha ruột thừa tướng đuổi tới, vừa đến đã thấy cảnh này, liều lĩnh liền phải xông tới ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước, nhìn xem ngã trong vũng máu nữ nhi, thừa tướng trừng lớn hai mắt, thân thể không tự chủ rung rẩy lên, hắn không thể tin được, hắn kính trung quân chủ, lại đột nhiên nổi điên, tự tay giết hắn nữ nhi. A, à. hôn quân, ngươi cái này hôn quân, hôn quân a, à. thừa tướng đầu nóng lên, không thể ức chế gào thét lên tiếng. Hoàng hậu máu tươi tại Long Thiên Vũ trên mặt, ấm áp máu nhuộm đỏ hắn mặt, làm hắn nhìn, giống như là một cái từ trong địa ngục đi ra ác ma. Hắn nghe thừa tướng gào thét nhìn một chút trong tay nhỏ máu đau, lúc này mới kịp phản ứng, biết mình đã làm những gì, không, không, không phải trẫm làm, trẫm không nghĩ, hắn lão đảo lui lại hai bước, ngồi sập xuống đất, hoàng hậu, ngươi tỉnh, trẫm sai, ngươi tỉnh, đầu của hắn lại là một trận nhói nhói, choáng ván cảm giác truyền đến, trong hoảng hốt, hắn nghe được cung nhân kêu khóc. Nhị hoàng tử không có hô hấp, thái tử điện hạ cũng không được, nhanh truyền thái y, thái y, sau đó thanh âm, Long Thiên Vũ liền nghe không được, hắn hôn mê bất tỉnh, chương 375, hắn là giả hoàng đế, quý phi hoàng hậu bị giết, tuổi nhỏ nhị hoàng tử bỏ mình, thái tử chỉ còn một hơi, Long Thiên Vũ điên cùng hành vi triệt để gây chúng nộ, cả triều văn võ đều đang mắng mắng liệt đấy, lo lắng không thôi, sợ kế tiếp chết là chính mình, hoàng thượng làm sao lại biến thành cái dạng này, hắn có phải là được cái gì bệnh điên, xong, xong. Nhất quốc chi quân biến thành dạng này, ngay cả mình vợ con đều không buông tha, xích vân quốc mệnh số đã hết, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết, trước có bốn quốc đột kích, sau có hoàng đế nổi điên, trong ngoài đều loạn, xích vân quốc đã là nỏ mạnh hết đà, cung trong phát sinh sự tình, không biết bị ai truyền đến dân gian, bị đậu mùa dày vò đến tình trạng kiệt sức dân chúng biết được Long Thiên Vũ hành động, lửa giận ngút trời, chúng ta thánh thượng làm sao rồi? Vì sao lại trở nên như thế đáng ghét? quả thực chính là ác ma a, hắn so tiên đế còn ngu ngốc a, chúng ta nhìn lầm hắn, dạng này người làm sao có thể gánh lấy trách nhiệm, nên bầm thay vạn đoạn a. Long Thiên Vũ lập tức thân ở trên đầu sóng ngọn gió, lại tại loại này thời điểm mấu chốt, có một cái lời đồn xuất hiện, Xích Vân Hoàng đế cùng Đại Cương quốc có hợp tác, từng liên thủ đối Long Thành đế hạ độc, còn độc chết trung thần Tống thần y, Tiêu Giao Vương cũng không có mưu phản long bào sự tình là xích vân hoàng đế vô oan hãm hại chỉ vì đố kỵ tiêu giao vương năng lực xuất chúng này lời đồn một khi khuếch tán lập tức ở kinh thành nhất lên sóng to gió lớn hôn quân long thiên vũ là hôn quân dân gian tiếng mắng một mảnh dân chúng tức giận không thôi thậm chí triệu tập lưu dân hưng binh khởi nghĩa người người oán trách xích vân quốc tại ngắn ngủi thời gian bên trong trở nên quốc không giống quốc nhà không giống nhà đại cương quốc biết được xích vân quốc nội bộ sự tình vô cùng đắc ý. Long Thiên Vũ thằng ngu này, là thời điểm thoái vị, đại cương quốc quân đội tăng thêm tốc độ hướng phía Xích Vân Quốc tới gần, chỗ đến, máu chảy thành sông, bọn hắn đánh lấy thay trời hành đạo ngụy Trang, giết vô số lây nhiễm đậu mùa Xích Vân lưu dân, biên cương chiến sự truyền đến Kinh Thành, lại gây nên một phen hỗn loạn. Long Thiên Vũ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nhìn xem đưa đến trước mắt 800 dặm khẩn cấp, tức giận đến phun ra một nguồn máu, đại cương quốc, bọn hắn làm sao dám long thiên vũ căm hận gầm thét bội bạc tiểu nhân giờ phút này hắn lại ngu xuẩn cũng hiểu được mình đã sớm bị đại cương quốc để mắt tới cái gì hợp tác đều là giả long thiên vũ bi thương cười to lên xỏa tóc dài quần áo không chỉnh tề tại tẩm cung chi trung chuyển vài vòng cung nhân nhóm nhìn thấy hắn như vậy đều dọa đến toàn thân run rẩy hoàng thượng lại nổi điên bọn hắn nhao nhao lặng lẽ lui lại rất có một bộ long thiên vũ muốn giết người bọn hắn liền liều lĩnh chạy trốn tư thế cái gì hoàng tộc cái gì tôn ti cái gì hoàng đế đều không có cái mạng nhỏ của bọn hắn trọng yếu long thiên vũ lần này không có giết người hắn đem lý thị lan thừa tướng những đại thần này triệu tiến cung thảo luận đối địch chi pháp chết nữ nhi thừa tướng bị hắn oán hận vạn phần giờ phút này không chút nào nể tình hắn mỉa mai chế dẻo hoàng thượng xích vân đại thế đã mất hiện nay đến đòi luận đã muộn cùng nó giày vò đến giày vò đi không bằng ăn ngon uống sướng ngồi xuống chờ chết hoặc là rượu độc một chén mình chơi chết mình còn có thể bị chết thể diện một chút long thiên vũ lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn thừa tướng hoàng hậu chết trẫm cũng không phải cố ý trẫm thân là thiên tử khúng núng cùng ngươi nói xin lỗi ngươi sao còn không buông tha ngươi có thể nghĩ tốt trong nhà người còn có cái khác hậu bối xích vân quốc không có bọn hắn làm sao có thể sống tạm hắn quét những đại thần khác liếc mắt các ngươi cũng giống vậy hắn hít sâu khống chế tâm tình của mình nói trẫm những ngày này bị bệnh ma quấn thân hoàn toàn chính xác làm rất nhiều rất hoang đường sự tình nhưng là trẫm đã biết sai trẫm phát thệ đợi vượt qua lần này nang quan về sau trẫm nhất định sẽ làm một cái minh quân trẫm kiệt lực đền bù các ngươi hắn nói thành khẩn nhưng dưới mắt không người nào nguyện ý tin tưởng hắn Long Thiên Vũ đáy lòng quả thực tức giận, mình nhẫn nại tính tình nói nhiều như vậy, những đại thần này thế mà không lĩnh tình, đầu của hắn lại bắt đầu đau, Vũ không ngon ảnh hưởng đặc biệt lớn, thừa tướng ha ha cười, hoàng thượng, ngươi nói nhiều như vậy cũng là vô dụng, phải lấy ra hành động thực tế mới được, bốn cái đại quốc cùng một chỗ đối với chúng ta khai chiến, chúng ta lấy cái gì đến đánh, trước kia còn có tiêu giao vương tỏa trấn, bây giờ tiêu giao vương bị ngài vu hãm thành phản tạc. Tích vân quốc đâu còn có có thể sử dụng người. Nâng lên Long Thiên Thần, Long Thiên Vũ tính tình gấp khống chế không nổi, hắn bỗng nhiên đứng người lên, vỗ án nói, trẫm không có vu hãm hắn, hắn chính là phản tặc, thừa tướng cố chấp mà nói, lão thần vẫn là câu nói kia, tiêu giao vương không có khả năng mưu phản, cho dù có mưu phản chi tâm, đó cũng là bị buộc, Long Thiên Vũ phi thân xuống tới, một chân đem thừa tướng đạp bay, ngươi cái lão bất tử, cũng muốn mưu phản sao? ánh mắt của hắn lạnh lẽo quét tất cả đại thần một vòng, còn có các ngươi, cũng muốn chết sao? Lý Thị Lan hoảng sợ, lớn tiếng nói, Hoàng thượng, ngài, ngài là không phải lại muốn giết người. Ngài là điên nha. Cứu mạng A, à, tiếng kêu cứu của hắn giống như ma âm, kích động đến Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ một nháy mắt lại mất đi lý trí, xoay người đi tìm binh khí. Lý Thị Lan cùng ở đây đại thần thấy, thế, co cẳng liền chạy. Long Thiên Vũ tìm được một thanh kiếm, cầm kiếm một mặt hung ác đuổi theo, đi chết, đều đi chết, thừa tướng quẳng xuống đất, khóe miệng chảy máu, che bụng, đau đến mặt mo vặn vẹo, hắn cũng muốn đứng lên chạy trốn, lại như thế nào cũng không đứng dậy được, may mà hoàng thượng đã bị dẫn xuất đi, không phải, bỗng nhiên, đuổi theo ra đi chém người Long Thiên Vũ chạy trở về, trên mặt nhiễm không ít vết máu, hắn thâm trầm hướng thừa tướng đi đến, ngươi cũng muốn phản bội trẫm sao. Phúc Tinh không muốn trẫm, Tiêu Giao Vương phản bội trẫm, ngươi cũng phải cùng trẫm đối nghịch, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết." Hắn vung lên kiếm trong tay, Thừa tướng sợ hãi trừng lớn hai mắt. Ầm, một thân ảnh xông tới, cầm kiếm ngăn trở Long Thiên Vũ kiếm, cũng một quyền nện ở trên bụng của hắn, trở tay đem hắn kiếm trong tay đoạt lại. Long Thiên Vũ lão đảo ngã nhào trên đất, người tới đem Thừa tướng đỡ dậy, gặp hắn không có lo lắng tính mạng, nhẹ nhàng thở ra quay đầu ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Long Thiên Vũ, thừa tướng khó có thể tin nhìn về phía viện mình người, tiêu giao vương, không sai, nghìn cân treo sợi tóc chạy đến cứu thừa tướng một mạng người chính là Long Thiên Thần, hắn đậu mùa đã tốt đẹp, trên mặt chứng phát ban không có, liền vết sẹo đều không có để lại, khôi phục dĩ vãng ôn nhã cao quý, một đám hoàng cung thị vệ cùng hoàng thành quân vọt vào, cầm đầu người kia là thừa tướng trưởng tử gần dục hằng. Thấy thừa tướng bị Long Thiên thần viện khóe miệng đều là máu, gừng dục hằng hơi biến sắc mặt, sau đó chấn lộ nhìn về phía Long Thiên Vũ, Long Thiên Thần chỉ vào Long Thiên Vũ lớn tiếng nói, hắn không phải hoàng thượng, hắn là giả, là đại cương quốc phái người mật thám, vì để ta xếp vân quốc đại loạn, diệt tại đại cương quốc Tây, đem hắn bắt lại, gừng dục hằng lập tức đi lên bắt người. Long Thiên Vũ vừa chậm tới chỉ nghe thấy Long Thiên Thần, còn chưa tới kịp phản bác liền bị Hoàng Cung Thị Vệ bắt trói gô, làm càng buông ra trẫm, trẫm là thiên tử, trẫm là thật, trẫm không phải đại cương quốc mật thám, các ngươi những cái này loạn thần tạc tử, buông ra trẫm, trẫm muốn tru các ngươi cửu tộc, vô luận hắn làm sao hô, người ở chỗ này đều thờ ơ, chỗ tối cũng không có người ra tới bảo hộ hắn, hoàng cung đã ở long thiên thần trong khống chế, chương 376, chư quốc tức giận. Long Thiên Vũ bị mang vào trong một gian phòng giam lại, cửa đóng lại trong nháy mắt đó, hắn tâm khẩu tê rần, một nguồn máu phun ra, hôn mê bất tỉnh, tỉnh nửa đến thời điểm, đã trời tối, cung trong khôi phục lại bình tĩnh, triều thần đều trở về nhà bên trong, gừng dục hàng mang binh bảo vệ chặt cửa cung, không khiến người ta ra vào. Long Thiên thần nhất cái ghế dựa, đang ngồi ở Long Thiên Vũ trước giường, vừa mở mắt, Long Thiên Vũ liền thấy hắn, Long Thiên thần, người muốn tạo phản, Long Thiên Vũ dãy dụa lấy muốn lên, lại phát hiện thân thể của mình không động đậy hắn sợ hãi nhìn xem Long Thiên Thần, người đối trẫm làm cái gì? Long Thiên Thần ngữ khí thản nhiên nói, Hoàng thượng bị Đại Cương Quốc hãm hại bỏ mình, Đại Cương Quốc tìm người giả trang thành hoàng bên trên, họa loạn triều cương, giết ta xích vân đại thần trong triều, dẫn đậu mùa nhập xích vân, lệnh biên quan đại loạn, xích vân nguy rồi. Hoàng thượng hai đứa con trai, nhị hoàng tử đã chết, thái tử trọng thương, đều không có thế ủy thác trách nhiệm, bản vương tra ra chân tướng có công, phải chúng thần tiến cử đăng cơ làm hoàng long thiên vũ giận dữ người nói hưu nói vượng trẫm không có chết hắn ngừng tạm nghĩ đến cái gì càng thêm phẫn nộ long thiên thần ngươi làm giả vu hãm trẫm người thí quân mưu phản ngươi ngươi bị bắt thời điểm ám long vệ chưa từng xuất hiện có thể thấy được ngươi chính là giả nếu là thật sự ám long vệ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi bị bắt long thiên thần không mặn không nhạt mắt nhìn hắn đưa tay cho hắn đắp kính mình, ca, ta sẽ thay đổi, đều là bị ngươi ép, ta vốn là cái gì đều không nghĩ muốn, ta chỉ muốn làm một cái tự do tự tại tiêu giao vương, cái gì giang sơn, ta đều không để ý, kia cũng là ngươi, nhưng là ngươi không nên ngờ vực vô căn cứ ta, không nên như vậy đối ta, ngươi bức ta cưới vợ, hại ta thích người, tức chết mẫu hậu, để xích vân lâm vào đại loạn, dân gian tiếng oán than dậy đất. Tất cả mọi người tại thoá mạ long tộc hoàng thất, tổ tông mặt đều bị ngươi mất hết. Long Thiên Vũ hung giữ nhìn hắn chầm chầm, nếu ngươi vì trẫm mang đến phúc tinh, sao lại có những chuyện này? Đủ rồi, trong mắt ngươi chỉ có phúc tinh. Long Thiên thần siết chặt nắm đấm, ẩn nhẫn nói, đừng đem trách nhiệm đều đẩy lên phúc tinh trên thân, xích vân nghèo khó cùng phú quý, cùng phúc tinh có liên can gì? Ngươi nếu thật muốn làm cái tốt hoàng đế, có được thiên hạ, vậy liền dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự, tìm cái gì phúc tinh long thiên vũ ngươi quá làm cho ta thất vọng thế nhân đều nói phụ hoàng ngu ngốc ngươi cũng đã nói làm hoàng đế về sau tuyệt sẽ không giống cha hoàng như vậy nhưng bây giờ ngươi hành động sau năm đó phụ hoàng còn muốn đáng ghét xích vân quốc đều sắp bị người giày vò không có ngươi đến bây giờ cũng còn chưa tỉnh ngộ ngươi không có cứu không đúng ngươi căn bản không phải ta ca ngươi là mật thám long thiên thần lạnh lùng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài ta tạm thời sẽ không giết ngươi ta sẽ để cho ngươi xem một chút ta là như thế nào đem cái này gian sơn chống lên đến long thiên vũ tại sau lưng hô to long thiên thần thờ ơ sau khi ra ngoài liền để người đem cửa đóng lại bị vây ở trong bóng tối long thiên vũ xé tâm gầm thét thủ vệ thẳng tắt đứng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm liền cùng không nghe thấy lạnh lùng đến cực hạn cung nội rung chuyển không có ảnh hưởng đến bên ngoài giả hoàng đế quay ngựa rơi phải sạch sẽ đồng đảng toàn bộ bị bắt hoàng đế cái chết được cho biết thiên hạ chúng bách tính mới phản ứng được nguyên lai hoàng đế của bọn hắn đã sớm đổi người cho nên mới sẽ trở nên như vậy tàn bạo bất nhân gặp người giết người còn hãm hại trung thần hoàng tộc cũng không có vứt bỏ bọn hắn tiêu giao vương đuổi bắt giả hoàng đế có công bị đám người khen lớn biết được hắn muốn đăng cơ làm hoàng lúc phía dưới có thanh âm phản đối nhưng điểm ấy thanh âm rất nhanh liền bị dìm ngập tại tiếng hoang hô bên trong. Long Thiên Vũ trước đó hành động đã lạnh tất cả mọi người tâm, nhất là thừa tướng, hoàng hậu chết cho hắn đã kích rất lớn, mặc kệ hoàng đế có phải là thật hay không, hắn đều chẳng muốn đi thăm dò chân tướng. Hắn lựa chọn đứng tại cứu hắn một mạng tiêu giao vương bên này, mà con của hắn gần dục hằng, cũng là lấy tiêu giao vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diêm Tùng, Trịnh Nguyên Hà dẫn theo hơn ngàn cái diêm cốc quân, tại dân gian bôn tẩu khắp nơi, đem bệnh đậu mùa loại này dự phòng đậu mùa phương pháp cùng trị liệu biện pháp truyền ra ngoài, cứu vô số bách tính đồng thời, chém giết cái này đến cái khác giặt cỏ sơn vĩ, tại Long Thiên Thần đăng cơ làm hoàng một ngày này, đuổi tới Kinh Thành, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diêm Cốc Quân, biết được đậu mùa sự tình, thừa tướng cùng Lý Thị Lan liền biết, Long Thiên Thần là đã sớm chuẩn bị, nhưng Xích Vân đã như vậy. Long Thiên Vũ lại biến thành như thế, dưới mắt thế cục dung không được bọn hắn đi làm cái gì chỉ có thể thuận theo thiên ý đi theo long thiên thần cái này tân hoàng đi long thiên thần biết thừa tướng cùng lý thị lan là trung quân vì nước lúc này rất có kiên nhẫn đối bọn hắn nói bốn quốc sự tình các ngươi không cần lo lắng trẫm tìm được đại cương quốc hãm hại xích vân quốc chứng cứ lại đại cương quốc không chỉ có đem đậu mùa dẫn tới xích vân quốc còn dẫn tới quốc gia khác bên trong trẫm đã để người đi chưa quốc truyền tin tức Đợi chư quốc biết chân tướng Đương nhiên sẽ không lại cùng đại cương quốc hợp tác Đại cương quốc sẽ đụng phải báo ứng Thừa tướng bọn người nghe vậy Đều yên tâm Tân Hoàng có chủ ý liền tốt Đăng cơ sau ngày thứ hai Long thiên thần kia hạ đạo thánh chỉ Sách phong đoạn Hồng Anh là hoàng hậu Chúng thần chấn kinh Nhưng không có nói thêm cái gì Bởi vì bọn hắn biết Tân Hoàng là sẽ không nghe bọn hắn Biên quan còn đang đánh trận Kinh thành bên này Hoàng thượng lại đổi người tân hoàng đăng cơ tin tức tạm thời còn truyền không đến bên kia nhưng có chút tin tức lại được đưa đến tây tần quốc nam ninh quốc mạng quốc chờ tam quốc lĩnh quân nguyên soái trong tai cái gì xích vân đậu mùa là đại cương quốc dở trò quỷ xích vân đế còn bị đại cương quốc chơi chết rồi đại cương quốc làm cái giả hoàng đế nhiễu loạn xích vân quốc tây tần quốc nguyên soái nghe được những tin tức này rất là chấn kinh nhìn thấy người thần bí đưa đến trước mắt những chứng cớ kia, suy tư liên tục, mặc kệ thật giả, lập tức để đại quân dừng lại, thối lui đến ngoài trăm dặm hạ trại. Sau đó, Tây Tần Nguyên soái phái người đi thăm dò chân tướng, Nam Ninh quốc bên này, cũng thu được cải trang thành thần bí người thiên cơ lâu người đưa tới chứng cứ cùng tin tức, đại cương quốc thế mà làm một màn như thế. Nương, cái này đại cương quốc hoàng đế từ trước đến nay giảo hoạt, còn có kia lĩnh quân Trương Ngọc Quế, cũng là lão hồ ly, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, chúng ta đều phải cẩn thận chút, để đại quân tạm dừng công thành. Mạng quốc bên này, lĩnh quân nguyên soái căn bản không tin cái này cái gọi là chứng cứ, xích vân loạn thành dạng này, chính là tốt nhất công hãm thời điểm, đến miệng thịt mỡ, cũng không muốn cứ như vậy ném. Thế là, mạng quốc không có ngưng chiến, vẫn còn tiếp tục tiến đánh, xích vân quốc thành trì lại phá một cái, mạng quân phấn chấn tràn vào, nhưng bọn hắn còn chưa cao hứng bao lâu trong quân đội liền có người dám nhiễm đậu mùa không phải nói trong thành này đậu mùa đã bị triệt để trừ tận gốc sao vì sao còn sẽ có người lây nhiễm chúng ta cũng không biết a à, mạng quân bên trong hỗn loạn tưng bừng lĩnh quân nguyên soái tại quân sư nhắc nhở dưới nghĩ đến người thần bí tặng chứng cứ mang theo người dựa theo chứng cớ chỉ thị đi tìm ngay tại trong đại quân tìm được một cái khả nghi người cái này người bị phát hiện về sau liền nghĩ tự sát, bị nguyên soái tự mình ngăn cản, hắn đem người này đoạn đi tay chân, một phen tra tấn thẩm vấn điều tra về sau, biết thân phận của người này, đúng là đại cương quốc người, má Đậu mùa quả thật là đại cương quốc dở trò quỷ. Mạng quốc nguyên soái tức giận, lão tử muốn diệt đại cương quốc, chương 377, thiên hoa này chỉ có xích vân quốc có thể trị, mạng quốc trong quân đội đậu mùa khuếch tán, vô số tướng sĩ trúng chiêu, mạn quốc nguyên soái tức giận để quân y toàn lực trị liệu quân y lại không cách nào nguyên soái không phải chúng ta không cho trị mà là đậu mùa quá hung tàn chúng ta căn bản trị không được nguyên soái tranh thủ thời gian rút đi đem tất cả hoạn có thiên hoa tướng sĩ đuổi tới một chỗ giam lại nếu không hậu quả khó mà lường được a à, mạn quốc nguyên soái nói xích vân quốc đại phu đều có thể trị thật tốt đậu mùa vì cái gì đến các ngươi nơi này liền trị không được ngươi cho bản nguyên soái nói rõ ràng bọn hắn là đánh lấy tiêu diệt đậu mùa lấy cớ để tiến đánh xích vân quốc cho nên khi biết xích vân quốc có trị liệu đậu mùa biện pháp thời điểm bọn hắn bốn việc lớn quốc gia không tin nhưng theo quân đội xâm nhập xích vân bên trong nhìn thấy những cái kia bị trị tốt xích vân bách tính về sau bọn hắn mới biết được xích vân quốc là thật tìm được trị liệu đậu mùa biện pháp mà lại xích vân quốc đậu mùa đã được đến khống chế không còn khuếch tán nhưng là cầm đánh đều đánh bốn quốc nạn phải đồng minh xuất binh một lần xích vân quốc đều không có sức hoàn thủ bọn hắn sao có thể dễ dàng buông tha tất nhiên là muốn kiên trì đánh xuống đem xích vân quốc khối này lớn thịt mỡ cầm xuống nhưng không nghĩ tới sẽ có người thần bí đưa tới đại cương quốc đùa nghịch âm mưu tin tức ngay sau đó mạng quân bên trong còn xuất hiện đậu mùa quân y bị dọa đến khóc lên tiểu nhân cũng không biết a à. tiểu nhân là thật không có năng lực a à đậu mùa thật đáng sợ tiểu nhân chưa hề hắn còn chưa nói xong liền đột nhiên đầu nhất trọng té xuống đất đi nguyên soái lập tức để người đem hắn dẫn đi chẩn bệnh về sau lại phát hiện cái này quân y cũng nhiễm đậu mùa không chỉ có là hắn trong quân đội có mấy cái quân y tại vì đậu mùa bệnh nhân chữa trị thời điểm cũng nhiễm lên đậu mùa mạng quốc nguyên soái bị đậu mùa truyền bá tốc độ hù dọa vì ổn định quân tâm bận biệu để người đem tất cả lây nhiễm đậu mùa tướng sĩ đuổi tới một chỗ giam lại vậy phải làm sao bây giờ a à? nguyên soái nóng nảy không được bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì đập chân nói đúng nga xích vân đại phu sẽ trị đậu mùa bắt mấy cái xích vân đại phu chẳng phải được người tới lập tức đi bắt mấy cái xích vân đại phu tới nhưng mà trong thành xích vân bách tính tất cả công tôn nhị cửu an bài xuống chạy trốn trong thành đừng nói là xích vân đại phu chính là tên ăn mày, cũng không có để lại một cái. Mạng quốc nguyên soái người ở trong thành tìm một vòng, rất nhanh liền xám xịt trở về, mạng quốc nguyên soái không cam tâm, để người đi bên ngoài tìm, kết quả vừa đi ra ngoài, liền bị bắn giết. Công tôn nhị cửu mang theo đại quân trở về, đem thành trì bao vây lại, mạng quốc nguyên soái tức giận, những cái này xích vân chó không phải chạy sao. Tại sao lại trở về, hắn còn chưa hiểu được, liền có tiểu tướng chạy tới, không tốt, nguyên soái chúng ta lương thảo bị đốt bởi vì xích vân đại quân chạy trong thành không có trăm họ mạng quân quá tự ngạo đề phòng sơ xuất để xích vân tướng sĩ tìm được cơ hội từ địa đạo chui vào đốt lương thảo những cái này đáng chết xích vân chó là muốn đem chúng ta vây chết ở trong thành các tướng sĩ cho bản nguyên soái giữ vững tinh thần đến lao ra nhưng mà phía ngoài xích vân đại quân đã sớm chuẩn bị ngăn chặn mạng quân tất cả đường ra bọn hắn căn bản ra không được ra không được thành nhiễm đậu mùa không có lương thực mạng quốc đại quân nháy mắt lâm vào khốn cảnh loại tình huống này căn bản chèo chống không đến viện quân chạy đến mạng quốc nguyên soái muốn cùng công tôn nhị cửu đàm phán công tôn nhị cửu không cảm kích chút nào cười lạnh các ngươi đồ sát ta xích vân bách tính thời điểm nhưng có nghĩ tới cùng chúng ta đàm phán các ngươi không có cho chúng ta đàm phán cơ hội hiện tại bản nguyên soái sao lại cần để ý tới các ngươi mạng quốc nguyên soái nói công tôn trạch ngươi đừng muốn phách lối ngươi chẳng qua là bản nguyên đẹp trai bại tướng dưới tay mà thôi ngươi cho rằng đem chúng ta vây ở chỗ này ngươi liền thắng định sao ngươi đừng quên lần này tiếng đánh xích vân thế nhưng là bốn quốc không chỉ là mạng quốc cái khác tam quốc là sẽ không bỏ qua các ngươi ta liền nhìn xem các ngươi như thế nào tự chịu diệt vong nhưng mà Mạng quốc nguyên soái làm sao cũng không nghĩ ra, hắn còn chưa chờ đến xích vân quốc tự chịu diệt vong, trước hết đợi đến Nam Ninh quốc, Tây Tần quốc triệt binh tin tức. Nam Ninh quốc cùng Tây Tần quốc chi bên trong cũng một phát đậu mùa, chỉ là mấy ngày, liền có mấy ngàn cái tướng sĩ lây nhiễm, lại không có trị liệu chi pháp, trong lòng đối đại cương quốc căm thù đến tận xương tủy, trùng hợp lúc này, công tôn tam cửu tại Tân Đế An bài xuống, tìm cơ hội đến cùng Tây Tần quốc đàm phán, lấy đậu mùa trị liệu chi pháp làm đại giá, đổi Tây Tần Quốc lui binh, về sau không thể lại đối xích vân xuất binh. Tây Tần Quốc vốn là không đồng ý, làm sao trong quân đậu mùa vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, lại bổn quốc bên kia còn đưa tới tin tức, tại Tây Tần Đô Thành bên trong, cũng phát hiện đậu mùa, đây thật là triệt để chọc giận Tây Tần Hoàng đế, lập ra roi thúc ngựa để người truyền triệu ý chỉ, lập tức cùng xích vân quốc ký điều ước. Điều binh hồi triều, mà Nam Ninh quốc bên này, cũng là không sai biệt lắm tình huống, chỉ là đến tìm Nam Ninh Nguyên Soái đàm phán, không phải công tôn gia người, mà là kim dục cặp vợ chồng, bọn hắn cầm long thiên thần lệnh bài. Nam Ninh cùng Tây Tần đều rút binh, hay là bởi vì đậu mùa rút binh, mạng quân đâu còn có dãy dụ cần phải, trong lòng hận chết đại cương quốc, mạng quốc Nguyên Soái vừa nhắm mắt, hướng xích vân đại quân đầu hàng, ký kết vĩnh viễn không lại xâm phạm xích vân quốc điều ước cũng hoa ngàn vạn trâu ngựa vàng bạc mua xuống xích vân đậu mùa trị liệu chi pháp, chỉ là trị liệu đơn thuốc, cũng không có dự phòng chi pháp, muốn học được như thế nào dự phòng đậu mùa, kia còn phải trả giá cái khác đại giới, mạng quân khó thở, không muốn kia dự phòng chi pháp, cầm trị liệu bí phương, liền vội vã rút quân về nhà, tam quốc rút binh, đại cương quốc lại còn tại đuổi giết đến cùng, bọn hắn, không biết tam quốc tại sao phải triệt binh, nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được, bọn hắn không nghĩ từ bỏ, liền nổi lên hết thảy đánh xuống, đánh lấy đánh lấy, liền bị mạng quốc phái người đánh lén, bị đánh lén đại cương quốc rất mộng, mang binh chủ soái chất vấn bị bắt lại mạng quốc sát thủ, ngươi tại sao phải đánh lén bản soái chúng ta đại cương quốc cùng các ngươi mạng quốc thế nhưng là nước đồng minh, là một thể, phi. Sát thủ kia hướng hắn thổ một bốn máu, chó má đồng minh, các ngươi đại cương quốc là tiểu nhân hèn hạ miệng thảo luận lấy cái gì diệt thiên hoa, còn thiên hạ thái bình, có thịt mọi người cùng nhau ăn, nhưng sau lưng lại vội vàng đem đậu mùa dẫn tới chúng ta mạng quốc hèn hạ hoạt động, các ngươi những cái này vô sĩ vương bác đảng, lão tử chính là chết rồi, cũng phải cắn các ngươi một hơi, không phải thích đậu mùa sao, lão tử đưa ngươi nhóm một chút, không cần cảm ơn, đại cương quốc nguyên soái bị phun một mặt máu, mà lúc này, hắn mới sợ hãi phát hiện, sát thủ trên thân hình như có một chút bệnh sởi, duỗi tay lần mò, trên người hắn nóng hổi vô cùng, phát ra nóng, hắn là đậu mùa bệnh nhân. Người tới đây mau. Chủ soái bị đậu mùa bệnh nhân tập kích, đại cương quốc chủ soái bị dẫn đi trị liệu, phục dự phòng đậu mùa cổ độc, lấy độc trị độc, đây là đại cương quốc đối kháng đậu mùa nhiều năm, từ cổ xưa cổ độc trong đại điển nghiên cứu ra được bí thuật, có thể dự phòng đậu mùa, nhưng không cách nào trăm phần trăm dự phòng, có thế ép chế đậu mùa lúc phát tác ở giữa, lại không thể trị tận gốc, lại ăn cổ độc đậu mùa bệnh nhân vẫn như cũ sẽ truyền nhiễm người. Tỉnh táo lại về sau, đại cương quốc chủ soái lạnh chìm đem tâm phúc toàn bộ gọi tới nói chuyện, đậu mùa sự tình đã bại lộ, việc này vì sao chúng ta đại cương quốc không biết được, không hề có một chút tin tức nào, mạng quốc bên kia là như thế nào biết được. Đại cương quốc nguyên soái hỏi ra nghi ngờ của mình, quân sư nói, chúng ta cũng không biết, cái này phái người đi thăm dò một chút, đúng, Tây Tần quốc cùng Nam Ninh quốc lui binh nguyên nhân có thể hay không cũng là bởi vì cái này. Đại Cương quốc sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nếu là như vậy, vậy liền không xong, việc này phải lập tức báo cho hoàng thượng, hắn lập tức để người đưa tin hồi kinh, nhưng đưa tin người còn chưa ra biên cảnh, liền bị người cho chặn đường, đưa tin người bị giết, tin đến trong tay hai người, chính là Kim Dục cùng Lương Nguyên. Kim Dục lạnh lùng nhìn xem Đại Cương quốc người đưa tin làm như vậy chuyện ác, liền phải nhận trừng phạt, sao có thể chuẩn bị cho ngươi thời gian an tâm chờ chết đi." Lương Nguyên thản nhiên nói, "Ngươi chờ ta ở đây, ta đi đem chỗ tối người giải quyết." Đại Cương quốc phái chút cao thủ trong bóng tối bảo hộ người đưa tin, nếu là xuất hiện đột phát tình trạng, bọn hắn sẽ thay phương pháp đem tin đưa ra ngoài. Đại Cương quốc nguyên soái còn không biết tin đã bị chặn đường, còn trú đóng ở công phá Xích Vân Thành trì bên trong, không hề rời đi ý tứ như muốn đợi đến đại cương hoàng đế hồi âm, mới quyết định đến cùng có đi hay không. Chương 378, trở lại Đại Bình Thôn, Nam Ninh Quốc, Tây Tần Quốc, Mạng Quốc cái này ba quốc gia đại quân còn chưa trở lại quốc gia của mình, liền lại thu được nhà mình quốc quân để người ra roi thuốc ngựa để người đưa tới thánh chỉ, đã đều đã xuất binh, xuất binh một lần đại giới cực lớn, dù sao đại cương quốc đại quân cũng tại xích vân quốc, không phải rất xa, đại quân cũng đừng trở về, toàn bộ đi vòng đi tiến đánh đại cương quốc đại quân tam quốc nguyên soái tiếp vào thánh chỉ đều là mộng nghĩ thầm cái này không khỏi quá gấp chút nhưng nghĩ đến đậu mùa sự tình lập tức liền không do dự lập tức mang lên đại quân xuất phát kết quả là đại cương quốc đại quân còn chưa chờ đến đại cương hoàng đế hồi âm liền bị xích vân quốc liên thủ cái khác tam quốc đại quân cho bao vây đại cương quốc nguyên soái kim dục cùng lương nguyên trở lại lâm châu phủ nơi này khoảng cách liên quan có chút khoảng cách dù nhận chiến tranh ảnh hưởng nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng đầy đất đậu mùa bệnh nhân đều đã đạt được khống chế quan viên ngay tại tổ chức bách tính có thứ tự trồng bệnh đậu mùa bởi vì thủ pháp lạnh nhạt lại không có cái gì thiết bị trồng bệnh đậu mùa cực kỳ khó khăn ngay từ đầu rất nhiều người đều không dám trồng lâm châu tri phủ thấy thế liền xung phong đi đầu tiến lên ngay trước bách tính mặt cái thứ nhất trồng tri phủ lớn tiếng nói các ngươi đều bị bản quan xem trọng, bản quan còn không sợ cái này cái gọi là bệnh đậu mùa, các ngươi sợ cái gì sợ, cùng đậu mùa so sánh, bệnh đậu mùa không có chút nào đáng sợ, trồng xong sau, hắn cũng không có bao nhiêu sự tình, hắn vừa cười nói, nhìn thấy chưa, bản quan không có việc gì, bệnh đậu mùa rất an toàn, không muốn chết, đều tranh thủ thời gian đến trồng thực, từ từ sẽ đến, không cho phép che ngang, ai dám không nghe chỉ huy, nhốt vào đại lao gặp hắn là thật không có chuyện tinh thần thật nhiều dân chúng đều phấn chấn cũng không sợ nhao nhao tới xếp hàng trồng bệnh đậu mùa lâm châu trong phủ tất cả đại phu đều xúc động bởi vì các nơi đều gặp phải đậu mùa triều đình bên kia không có cách nào phái quá nhiều người đến tiếp viện chỉ sai khiến một vị tướng quân dẫn người duy trì trị an bệnh đậu mùa trồng tốc độ sẽ rất chậm nhưng may mà lâm châu phủ người không nhiều lâm châu trong phủ các đại phu miễn cưỡng giải quyết được kim dục cặp vợ chồng tận mắt thấy tri phủ xung phong đi đầu một màn kia đối với người này có chút tán thưởng phàm là vào thành người mặc kệ là xứ khác đến vẫn là bản địa đều phải trồng bệnh đậu mùa kim dục cùng lương nguyên cũng xếp hàng trồng gọi thẳng mới đi đại bình thôn đại bình thôn đã không gọi đại bình thôn năm đó thiên tai về sau thôn dân toàn bộ đi chạy nạn không ít thôn dân chết tại chạy nạn trên đường còn sống thôn dân có thể đếm được trên đầu ngón tay lại đều là một chút trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tuổi trẻ nam nhân, về sau quan phủ an trí nạn dân, đem một bộ người đưa đến Đại Bình thôn, Đại Bình thôn bởi vậy vào ở rất nhiều từ bên ngoài đến lưu dân, biến thành tạp họ thôn, tên thôn cũng bởi vậy đổi, tên là Trăm An thôn, ngụ ý trăm sự tình an khang, không còn nhiều tai nạn. Kim Dục hai người đánh xe ngựa tiến vào Trăm An thôn, chính là trời đông giá rét thời điểm, trong thôn có rất ít người đi lại, hai người không có đụng phải người nào bọn hắn thẳng hướng phía lương gia trước kia chỗ ở phương hướng mà đi a à, ở đâu ra xe ngựa là ai đến rồi chợt có đi ra ngoài đổ nước phụ nhân nhìn thấy xe ngựa lập tức kêu lên quê nhà hàng xóm nghe thấy cũng đều đi ra ngoài xem xét nhìn thấy xe ngựa đều một bộ rất hiếm có dáng vẻ chúng ta trong thôn nhiều năm không có tiếng vào xe ngựa khi con ngựa nhìn xem tốt tuấn đi đi lên nhìn một cái Thông dân từng bước từng bước trào lên đi có một cái to gan vọt thẳng đến đằng trước ngăn lại xe ngựa dừng lại nơi này là trăm an thôn không dung người ngoài tùy tiện vào đến các ngươi là ai tới đây làm gì kim dục ngồi tại trong xe đầu lương nguyên bên ngoài đánh xe ngựa người kia nói xong sau cẩn thận nhìn một chút lương nguyên chợt vào đầu nói các hạ nhìn xem tốt nhìn quen mắt chúng ta là không phải gặp qua bình thúc ta là lương nguyên Lương Nguyên nói, hắn nhận ra nam nhân trước mắt này, nam nhân hơn 40 tuổi bộ dáng, là vì số không nhiều trăm an thôn người địa phương, năm đó chạy nạn còn sống trở về nhân chi một, gọi Lý Bình. Lương Nguyên mới mở miệng, Lý Bình lập tức khiếp sợ trừng lớn hai mắt, a a a, ngươi, ngươi là Lương Nguyên, Lương Hoành Huynh nhà tiểu tử. Ngươi còn sống, tướng công, Bình Thúc là ai? Kim Dục từ trong xe ngựa chui ra, nàng mặc đơn giản áo vải, rất phổ thông cách ăn mặc trước kia nàng là ma bệnh không chút ra khỏi cửa cho nên đối trong thôn người cũng không thế nào quen thuộc rất nhiều đều là không biết cho nên lúc này không nhận ra lý bình nhìn thấy kim dục từ trong xe ngựa đi tới lý bình kinh diễm vạn phần khá lắm anh tuấn tiểu nương tử cùng cái thiên tiên so trong thành phu nhân tiểu thư còn tốt nhìn lương nguyên quay đầu đối kim dục nói hắn gọi lý bình năm đó cùng nhà ta là hàng xóm hắn nói quay đầu hướng Lý Bình nói, đây là nương tử của ta, Kim Dục, Lý Bình càng khiếp sợ hơn, Kim, Kim cái gì, Kim Dục. Lão Kim gia cái kia ma bệnh, Kim Dục cũng không khí, mỉm cười nói, đúng, chính là ta, Lý Bình đỏ mặt, chung quanh đến xem náo nhiệt các thôn dân đều sôi trào, cái gì? Trên xe ngựa hai người này cùng Lý Bình nhận biết sao, bọn hắn dáng dấp thật là tốt nhìn, vị phu nhân kia da thịt thật trắng a. À không giống ta, đen thui, bọn hắn tốt xứng, Lý Bình cuối cùng tỉnh táo lại, hỏi Lương Nguyên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nghĩ đến đám các ngươi đều chết nữa nha. Đã không chết, vì sao đều không trở lại? Lương Nguyên thản nhiên nói, chúng ta năm đó trốn được quá xa, không có cách nào trở về. Lý Bình nga một tiếng, hỏi, vậy các ngươi có bao nhiêu người sống? Lương Nguyên nói, đều còn sống. Lý Bình không tin, cha ngươi là chân gãy muội muội của ngươi là kẻ ngu dưới tình huống đó làm sao có thể còn sống còn có kim dục ngươi không phải ma bệnh sao chạy nạn thế mà không chết ngươi có phải hay không có cái gì kỳ ngộ mà lại ngươi không phải rất chán ghét lương nguyên sao còn đi nhà hắn náo từ hôn hiện tại làm sao cùng một chỗ rồi xe ngựa này ở đâu ra là các ngươi mua sao các ngươi ở đâu ra bạc nhìn các ngươi xuyên cũng không được khá lắm không giống như là có bạc chẳng lẽ xe ngựa là trộm được. Các ngươi lá gan cũng quá lớn, trộm ngựa nhưng là muốn mất đầu, vấn đề người này nhiều hơn người kia, lại ngữ khí còn không phải rất tốt, cái gì đồ đần, cái gì ma bệnh, há mồm liền ra, kim dục đối lý bình cảm giác thật không tốt, lương nguyên cũng không muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm, thản nhiên nói, bình thúc, ngươi cùng ta nhà mặc dù là hàng xóm, nhưng không phải rất quen, ngày thường cũng không thế nào lui tới, cho nên nhà ta sự tình, ngươi cũng đừng hỏi nhiều ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời mời ngươi nhường một chút ta muốn về nhà nhìn một chút lý bình không có nhường có chút không vui vẻ mà nói cái gì không quen lương nguyên ngươi nói là lời gì lại thế nào ta cũng là trưởng bối có như ngươi loại này nói chuyện thái độ sao trước kia ngươi liền rất phách lối qua nhiều năm như vậy làm sao vẫn là cái dạng này ta cho ngươi biết lương nguyên không có kiên nhẫn lý bình đừng tầm trưởng bối thân phận ép ta, ngươi họ lý, ta họ lương, chúng ta hai nhà không có bất cứ quan hệ nào, gọi ngươi một tiếng thúc, ngươi liền thật đem ngươi mình khi cá nhân vật sao. Ngươi có phải hay không muốn để ta đem ngươi trước kia làm qua những chuyện kia, nói ra cho mọi người nghe một chút, nhiều năm không gặp, dáng dấp càng xấu không nói, miệng còn thối không ngửi được, cái gì nói nhảm đều hướng ngoại phóng, trong thôn có thể cho phép hạ ngươi bực này con rùa không có đem ngươi đuổi đi ra, thật sự là thật là lớn nhẫn nại tính. Chung quanh xem náo nhiệt các thôn dân nhịn không được cười ra tiếng. Lý Bình trong thôn phong bình không hề tốt đẹp gì, nguyên lai tưởng rằng hắn cùng hai vị này quan hệ là không tầm thường, hiện tại xem ra cũng không phải là. Chương 379, Tế Bái, Lý Bình tức giận đến không được, còn muốn nói điều gì, nhưng vừa nhấc mắt, liền đối mặt Lương Nguyên ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt kia lộ ra sát khí, làm hắn sợ hãi hắn lập tức cũng không dám nhiều lời kim dục thản nhiên nói tránh ra chúng ta không quen không muốn cùng ngươi ôn chuyện lại làm dây dưa ta liền học cha ta đến nhà ngươi trước cửa khóc cái ruột gan đứt từng khúc để ngươi bồi thường tiền lý bình cứng cổ dựa vào cái gì để ta bồi thường tiền kim dục nghĩa chính ngôn từ nói bởi vì ngươi đem ta gây khóc nước mắt của ta rất đáng tiền một giọt nước mắt mươi lượng ngân không bồi thường liền để ta tướng công đánh gãy chân của ngươi Hừ, ta tướng công bản lĩnh, thế nhưng là một chút cũng không có lui bước. Nghe vậy, Lý Bình lập tức liền nghĩ đến Lương Nguyên bản lĩnh, còn có Kim phụ vô lại sức lực, sau đó liền sợ. Đúng a, à, Kim gia cùng Lương Nguyên đều không phải dễ treo, đắc tội bọn hắn nhưng là muốn xui xẻo. Lý Bình lập tức liền lùi bước, nhưng cảm giác được cứ như vậy thối lui, rất mất mặt, liền còn muốn nói tiếp thứ gì. Kim Dục trực tiếp từ trong xe lấy ra một bộ cung tiễn cho Lương Nguyên. Lý Bình cổ co rụt lại, tranh thủ thời gian chạy, chung quanh thôn dân cười ha ha, nhìn thấy những thôn dân này như thế chế giữa Lý Bình, Kim Dục liền biết Lý Bình ngày bình thường trong thôn nhân phẩm là dạng gì, nàng nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía những thôn dân kia giữ lễ tiết, nụ cười ôn hòa mà nói, các vị thẩm thẩm thúc thúc, ta gọi Kim Dục, hắn gọi Lương Nguyên, chúng ta trước kia là cái làng này thôn dân, nạn hạn hắn năm đó chạy nạn ra ngoài, từ đó liền không có trở lại lần này hai vợ chồng chúng ta trở về là vì đến tế bái tổ tiên quấy rầy các vị xin hãy tha lỗi một cái đại nương cười nói phu nhân nói chuyện thật nghe được quái có lễ phép kia lý bình chính là cái lưu manh năm mất mùa trôi qua về sau cũng không thấy một điểm tiến bộ không ai để mắt hắn các ngươi đừng phản ứng hắn một cái đại thúc cũng nói đúng 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 không đáng cùng loại kia tiểu nhân so đo kia đại nương còn nói ngươi nói các ngươi là đến tế bái tổ tiên kim dục cặp vợ chồng gật gật đầu đại nương nói vậy các ngươi liền phải đi cùng thôn trưởng nói một tiếng năm nay có thiên hoa là không cho phép người ngoài tùy tiện vào thôn muốn tiến đến đều phải trước cùng thôn trưởng nói một tiếng cũng đưa ra trồng bệnh đậu mùa chứng minh các ngươi có thế gieo trồng bệnh đậu mùa rồi kim dục nói trồng đại nương cười một tiếng vậy là tốt rồi nhà trưởng thôn tại thôn đầu đông bên kia hắn họ châu các ngươi đi tìm hắn là được chẳng qua có mấy lời ta phải sớm cùng các ngươi nói một chút núi này bên trên những cái kia mộ phần bởi vì nhiều năm không có người quét dọn mộ phần đều dài cỏ không dễ đi cũng không phân không rõ cái nào mộ phần là nhà nào đại thúc nói chỉ là mọc cỏ cũng không có có hại xấu lương nguyên yên tâm nói lời cảm tạ nói đa tạ thúc thúc thẩm thẩm báo cho đại thúc đại thẩm vội nói không cần cám ơn kim dục tiến vào xe ngựa từ không gian bên trong lấy ra một chút đồ ăn vặt bánh ngọt, lấy ra phân cho các thôn dân. Được chỗ tốt các thôn dân càng thêm cao hứng, có còn tự thân vì kim dục hai người dẫn đường, dẫn bọn hắn đi thôn trưởng nơi đó, giúp bọn hắn hai người nói chuyện. Chu thôn trưởng chừng 50 niên kỷ, giữ lại đen dài hổ tử, vóc dáng không phải rất cao, ánh mắt lại rất khôn khéo. Kim dục hai người vừa đến, liền lập tức cầm một phần lễ vật đưa lên. Chu thôn trưởng cực kỳ hài lòng, mời người hỗ trợ kiểm tra hai người bọn họ trồng bệnh đậu mùa ấn ký đem danh tự đăng ký tại sách bên trên liền để bọn hắn đi các ngươi hẳn còn nhớ đường đi như thế nào đi ta liền không cho các ngươi dẫn đường mình đi thôi trở về nếu là muộn có thể tới nhà ta tạm làm nghỉ ngơi ta chỗ này có phòng trống chu thôn trưởng nói đến đây lời nói như thời điểm thấy kim dục hai người trong tay cái gì cũng không có liền mượn vợ chồng bọn họ hai thanh liêm đao dùng để cắt cỏ mở đường Lương Nguyên rất cảm kích, lập tức liền cùng Kim Dục đi mồ mã bên trên, lại nói Lý Bình chạy đi về sau, hắn chưa có về nhà, mà là đi tìm năm đó cùng một chỗ chạy nạn đại nạn không chết bản địa cùng thôn nhân, cho bọn hắn nói Lương Nguyên cùng Kim Dục sự tình, biết được Lương Nguyên cùng Kim Dục thế mà không chết, còn ngồi xe ngựa về thôn, những người này đều rất kinh ngạc, có còn chưa tin, Kim Dục kia con bé là cái ma bệnh, đoạn mất thuốc liền sống không được, chạy nạn trên đường đừng nói thuốc chính là ăn uống, kia cũng là không có, nàng làm sao có thể sống được xuống tới, ngươi khẳng định là nhìn lầm người. Lý Bình nói, ta không nhìn lầm, ta nói là thật, ta tận mắt nhìn thấy, Lương Nguyên cùng Kim Dục không chỉ có không có chết, hoàn thành vợ chồng, Kim Dục kia con bé còn biến đẹp mắt, so trong thành tiểu thư còn tốt nhìn, các ngươi không tin, liền đi với ta nhìn một cái, ta nếu là lừa các ngươi, ta mời các ngươi ăn cơm, những người này vẫn là không tin nhưng nhìn thấy lý bình không giống nói dối nghĩ nghĩ liền cùng lý bình cùng đi nhìn một cái một đoàn người đi trên đường thời điểm vừa lúc bị cho kim dục hai người chỉ đường đại thúc nhìn thấy đại thúc cùng bọn hắn nói vài câu biết được lý bình một đoàn người là muốn đi tìm kim dục cùng lương nguyên đại thúc cười nhạo nói bọn hắn đi tế bái tổ tiên không cần đi nhìn người ta căn bản liền không nghĩ về tới đây ở tế bái xong tổ tiên sau liền sẽ rời đi các ngươi mạo muội đi quấy rầy không thích hợp lý bình nói có cái gì không thích hợp chúng ta trước kia cùng bọn hắn là cùng thôn làm sao phát đạt liền có thể không nhận chúng ta đại thúc khẽ nói ngươi cũng nói chỉ là cùng thôn hơn nữa còn là không tốt lắm cái chủng loại kia cùng thôn cũng không phải người trong nhà nhận các ngươi làm cái gì không biết xấu hổ lý bình không phục còn muốn nói dốc đại thúc không thèm để ý hắn quay người đi Lý Bình hừ một tiếng, mang lên những người kia liền đi mồ mã. Mồ mã bên này xác thực mọc đầy cỏ, đem mộ phần cùng đường đều cho che kín, hoang vu một mảnh. Lương Nguyên dựa vào ký ức, tìm được mẫu thân hắn phần mộ. Hai vợ chồng hợp lực, đem mộ phần bên trên cỏ cùng bốn phía cỏ dại toàn cắt, bận rộn gần hai khắc đồng hồ, lạnh đến hai tay băng lạnh, mặt cũng lạnh đến tê tê. Lương Nguyên đối Kim Dục nói, không có nhiều, lạnh liền uống chút nước nóng, Ta đến cắt còn lại cỏ dại, Kim Dục lắc đầu, ta không mệt, cũng không lạnh, điểm ấy lạnh ta chịu được, không có như vậy yếu ớt, ta và ngươi cùng một chỗ cắt, sớm một chút cắt xong, sớm một chút tế bái nương, gặp nàng kiên trì, Lương Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, tăng tốc làm việc tốc độ, Lý Bình một đoàn người đến mồ mã nơi này thời điểm, liền thấy Lương Nguyên cùng Kim Dục đang ra sức làm việc, Lý Bình âm dương quái khí nói, Kim Dục cái này bất hiếu con bé Nhà mình tổ tiên không bái tế, chạy tới bái tế nhà khác, một cái lão nương môn, có gì có thể bái? Người bên cạnh không đồng ý hắn lời này, chớ nói lung tung, ta nhớ không lầm, kia mộ phần là Lương Nguyên nương, Kim Dục đã cho hắn, chính là Lương gia người, đến bái tế Lương Nguyên nương không phải rất bình thường sao? Những người khác cũng phụ họa, cảm thấy Lý Bình lời kia không đúng. Lý Bình tức giận đến quá sức, Lương Nguyên cùng Kim Dục đã phát giác được Lý Bình đoàn người này tồn tại lương nguyên quay đầu mắt nhìn nhận ra lý bình bên người những người kia kia cũng là đại bình thôn ban đầu thôn dân nhưng bọn hắn cùng lương gia quan hệ cũng liền bình thường thậm chí coi là bài xích những người này trước kia chưa từng sẽ chủ động cùng lương gia đi lại hắn cũng lười đi cùng bọn hắn chào hỏi lương nguyên lãnh đạm thu hồi ánh mắt lý bình người bên cạnh chật chật nói cái này lương nguyên tính tình cùng trước kia không có gì khác biệt a à. trôi qua nhiều năm như vậy trở nên thành thục không ít còn có kia kim dục, Lý Bình ngươi nếu là không nói, ta căn bản cũng không nhận ra, ta trước kia tại lão kim gia gặp qua nha đầu này một lần, nàng trước kia bệnh tật, không phải dài dạng này, chạy nạn về sau, nàng đến cùng trải qua cái gì, thế mà hoàn toàn biến thành người khác, Lý Bình biểu môi, ai biết được. Ánh mắt của hắn tại kim dục trên thân đảo quanh, nhìn không được nuốt nước miếng, cũng đừng nói, nha đầu này dáng người là thật tốt, khi đại khái chính là trong thành đám công tử ca nói nhân gian vư vật đi, hưu, Lý Bình Chính để mắt lực, một vật liền hướng về phía hắn bắn đi qua, chương 380, đáng đời, sắc nhọn nhánh cây sát Lý Bình mặt mà qua, bắn vào Lý Bình sau lưng trên cành cây, Lý Bình trên mặt nháy mắt thêm ra một đạo vết máu, huyết châu tử trong khoảnh khắc xuất hiện, người đứng bên cạnh hắn đều bị giật nảy mình, kịp phản ứng sau bận biểu trốn xa chút, lương nguyên lạnh lùng nhìn xem Lý Bình còn dám dùng loại kia buồn nôn ánh mắt nhìn ta nương tử, ta đào ngươi hai mắt, Lý Bình trên mặt tê rần, a à hét lên một tiếng, dọa đến chạy trối chết, những người còn lại thấy, cũng rất sợ Lương Nguyên kia băng lãnh bộ dáng, nghĩ nghĩ, đối Lương Nguyên một giọng nói thật có lỗi, cũng đi theo chạy, cái này Lương Nguyên trước kia chính là cái khó chơi, không sợ trời không sợ đất, nam nữ già trẻ cũng sẽ không kiêm nhượng, ai dám trêu chọc hắn, hắn liền đem người vào chỗ chết đúng. Nhìn vừa rồi tư thế kia, Lương Nguyên tính tình một chút cũng không thay đổi, còn làm trầm trọng thêm, bọn hắn vẫn là ít chọc mới tốt. Mồ mã chỗ này rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, không có chướng mắt người quấy rầy, Kim Dục cùng Lương Nguyên lại tiếp tục cắt cỏ. Một khắc đồng hồ về sau, cỏ cắt xong, hai người bắt đầu lấy ra tế bái chi vật, dọn xong đồ vật về sau, Kim Dục cùng Lương Nguyên tại trước mộ phần quỳ xuống. Lương Nguyên nói: "Mẹ, hài nhi trở về, thật xin lỗi." nhiều năm như vậy đều không thể trở về tế bái ngài ngài nhất định rất cô đơn đi cha cùng muội muội tại minh quốc đường xá xa xôi bọn hắn không cách nào trở về ta thay bọn hắn cho ngài nói tiếng thật xin lỗi mặc dù cha cùng muội muội không có thể trở về đến nhưng là hài nhi mang đến một người nàng gọi kim dục ngươi biết nàng là lão kim gia cháu gái là vị hôn thê của ta chúng ta thành thân sinh tam bào thai hai nhi một nữ bọn nhỏ rất ngoan ngoãn đã ba tuổi. Kim Dục nói, mẹ, ta gọi Kim Dục, là Lương Nguyên thê tử, ngài con dâu, lần này ta cùng Lương Nguyên trở về, không đơn thuần là đến xem ngài, chúng ta còn muốn đem ngài mang đến chúng ta nhà mới, nơi đó là cái giàu có an khang mỹ lệ địa phương, ngài nhất định sẽ thích. Lương Nguyên nói, đi nơi nào, ngài liền có thể cùng cha, muội muội đoàn tụ, nói cho ngài một tin tức tốt, muội muội không ngốc, nàng tốt, thành người bình thường, học y thuật là cái nữ đại phu, không được bao lâu, cũng phải lấy chồng. Cha rất muốn ngài, mỗi ngày đều đang nghĩ, hắn không có một lần nữa cưới vợ, trong lòng chỉ có ngài một người. Kim Dục cặp vợ chồng ngươi một câu ta một câu, đối phần mộ nói rất nhiều lời nói, về sau điểm hương hóa vàng mã dập đầu, toàn bộ sau khi hết bận, sắc trời mờ đi. Lương Nguyên nói, mẹ, hôm nay đã rất muộn, ngày mai chúng ta lại đến cho ngài dời mộ phần, ngài chớ trách, nói xong, Trùng Điệp đối với mộ phần dập đầu ba cái, Kim Dục cũng cùng hắn cùng một chỗ dập đầu. Đêm đó, Kim Dục cặp vợ chồng cũng không có đi nhà trưởng thôn tá túc, mà là ở trên xe ngựa chấp nhận một đêm, chăn ấm trong không gian, ăn uống cũng không thiếu. Hai người đói không được lạnh không được, đoạn đường này đi tới, nhiều khi trên đường đều không có nghỉ ngơi chỗ, hai người đều là trong xe ngựa vượt qua. Trong đêm gió lạnh thổi, Chu thôn trưởng hồi lâu không gặp Kim Dục hai người xuống núi liền cùng nhi tử đốt đèn lồng đến mồ mã nhìn bên này mắt, thấy kim dục hai người xe ngựa liền dừng ở chân núi, trong xe ngựa lóe lên ánh nến, có thế mơ hồ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy một điểm mơ hồ bóng người, chu thôn trưởng nhi tử nói, hai vị kia là dự định trong xe ngựa nghỉ ngơi sao. Trời lạnh như vậy, cái kia chịu được a à? chu thôn trưởng vốn định cất bước tiến lên hỏi thăm kim dục hai người phải chăng cần trợ giúp, nhưng vừa mới đi ra một bước, nghĩ đến cái gì, vẫn là ngừng lại, không đi tiến lên, hắn thở dài, vợ chồng bọn họ hai người nhìn như bình thường, nhưng ta xem khí chất của bọn hắn, cùng người bình thường còn là không giống nhau, hai người này chỉ sợ không phải người bình thường, bọn hắn không tới tìm chúng ta giúp đỡ, tất nhiên là có mình ý nghĩ, chúng ta vẫn là đừng quản, đi, về nhà đêm. Chu thôn trưởng nhi tử nghe được cái hiểu cái không, nhưng hắn biết nhà mình cha ruột nhìn người bản lĩnh, liền không nhiều lời cái gì nghe lời đi theo về nhà. Hai cha con vừa đi, Lương Nguyên liền xốc lên cửa sổ xe màn, nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi liếc mắt. Kim Dục ở một bên nói, vị này Chu thôn trưởng thật có ý tứ, Lương Nguyên nói, là cái giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người. Đại Bình thôn trước kia vị trưởng thôn kia, liền không có hiện tại vị này Chu thôn trưởng không khéo. Hôm sau, ngày mới sáng, Kim Dục cùng Lương Nguyên lên tùy ý rửa mặt một phen, liền từ không gian bên trong cầm quốc sản bắt đầu đào mộ chu thôn trưởng không yên lòng lại đến xem mắt thấy kim dục hai người bình an vô sự còn chưa tới kịp thở phào liền thấy hai người bọn họ đang đào mộ phần bị giật nảy mình ngươi ngươi nhóm đây là đang làm cái gì lương nguyên quay người thấy là chu thôn trưởng đầu tiên là hô người mới giải thích nói cha ta nói không thể để cho mẹ ta cô đơn một người ở chỗ này để chúng ta đem nàng mang đi chu thôn trưởng khó có thể tin các ngươi dời mộ phần cũng không chọn ngày tháng tốt sao kim dục nói không cần nương sẽ không ngại lần này ra tới gấp thời gian không cho phép cho nên không có làm quá nhiều chuẩn bị chu thôn trưởng không cần phải nhiều lời nữa gặp bọn họ liền hai người trời lại rất lạnh cũng không biết muốn đào được lúc nào liền đi hô hai năm lực nhẹ tráng nam tử tới hỗ trợ lương nguyên cùng kim dục rất là cảm kích có giúp đỡ mộ phần rất nhanh bị đào mở lấy thi cốt cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp gọn, Lương Nguyên cùng Kim Dục Thành kính dập đầu lạy ba cái, đem xương hộp cầm lên xe ngựa, để vào không gian bên trong. Lương Nguyên đưa Chu thôn trưởng, mấy người một chút ăn uống làm tạ lễ, cùng Kim Dục cáo từ rời đi. Xe ngựa chậm rãi ra thôn, Lý Bình đám người kia nghe được tin tức, nhao nhao biểu môi hùng hùng hổ hổ, nói Lương Nguyên cặp vợ chồng không có suy nghĩ, chỉ đưa Chu thôn trưởng mấy người lễ vật, không cho bọn hắn một chút, còn cùng thôn đâu phi cái gì cũng không phải bọn hắn cũng không nghĩ một chút bọn hắn trước kia cùng lương nguyên quan hệ là như thế nào lại tại lương nguyên cùng kim dục về thôn về sau còn nói những cái kia khốn nạn lời nói tại lương nguyên cùng kim dục đào mộ cắt cỏ thời điểm cũng không ai đi lên hỗ trợ biết rõ kim dục hai người ban đêm ở tại trong xe ngựa lại không người hỏi thăm người ta dựa vào cái gì đưa bọn hắn đồ vật rời đi trăm an thôn về sau bởi vì Xích Vân Quốc chiến sự còn chưa triệt để an định lại, Kim Dục hai người liền không vội mà trở về, đi trước cách nơi này gần đây Thiên Cơ Lâu phân bộ, cái phân bộ này rất nhỏ, cũng liền 23 người trong giữ, lấy sòng bạc phương thức giấu ở trong phố xá. Đại Cương Quốc bến đò, một đám người ngay tại xếp hàng lên thuyền, bỗng nhiên có một người vội vàng mà đến, hoảng hốt sợ hãi hô to: "Mọi người mau trốn a." À. Quan phủ bắt người xung quân, cái gì vì cái gì bắt người xung quân nghe nói là xích vân quốc muốn đánh tới phi rõ ràng là nam ninh quốc là tây tần quốc là đông lâm quốc đến cùng là mấy cái quốc gia không rõ ràng dù sao không phải một cái là mấy cái vì cái gì những quốc gia này muốn cùng đi tiến đánh chúng ta cụ thể ta cũng không rõ ràng tựa như là chúng ta hoàng thượng đắc tội bọn hắn làm sao đắc tội chúng ta lão bách tính cái gì cũng không biết Mang binh đi đánh Xích Vân Dương Vinh Nguyên Soái đã bị đánh bại, Nguyên Soái chết tại Xích Vân quốc, 30 vạn đại quân thành Xích Vân, Tây Tần, Nam Ninh chờ một chút những quốc gia này tù binh. Cái gì? Dương Vinh Nguyên Soái bại rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn nhưng là chúng ta Đại Cương quốc thứ hai đại tướng a, sợ cái gì, không phải còn có Trấn Quốc hầu sao? Hắn là Đại Cương quốc đệ nhất thần tướng, ai cũng so ra kém, chỉ cần có Trấn Quốc hầu tại đại cương quốc liền sẽ không bại, bại, bại cái rắm. Ít nói lời vô ích, quan phủ đều người tới bắt, chúng ta tranh thủ thời gian chạy, lái thuyền, nhanh lái thuyền, thuyền khách nhóm chen chút lấy lên thuyền, có người không đủ lực, bị chen lớn rơi vào trong nước, tình cảnh loạn không được. Cuối cùng, tại quan binh đến trước đó, chiếc này tư nhân đại thương thuyền thúc đẩy, đầu thuyền phía trên, có một người hai tay ở phía sau, đứng nghiêm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đại cương quốc hoàng cung phương hướng đại cương quốc đây là phạm cái gì chúng nộ lại trêu đến chư quốc liên thủ ẩu đả đáng đời nam tử đáy mắt hiện lên cười trên nỗi đau của người khác ý cười